Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 31. Huyễn Mộng bên cạnh hắn dùng quạt che miệng cười khúc khích, hôm nay cô ta đã được mở rộng tầm mắt, chuyện này nếu như truyền ra ngoài chắc cũng sẽ chẳng có mấy người tin, đường đường đệ tử đứng thứ hai tỷ thí Tân Tông, cháu gái của nữ soái Xích Diễm, viên ngọc quý trong tay gia chủ Sở gia, thế mà Sở Vô Xương lại cải trang thành đàn ông, ban đêm chạy tới Thanh Lâu vui chơi rồi bị bắt quả tang. Người này hoàn toàn khác với Sở Vô Xương trong trí nhớ của Huyễn Mộng, so với Sở Vô Xương ở Thiên Tông thì Sở Vô Xương đỏ mặt xấu hổ ở đây vẫn đáng yêu hơn. Nói xong thì cả hai cùng nhau bước vào Thanh Lâu. Bọn họ vừa đi vào thì Sở Vô Xương vừa mới biến mất trong đám đông đã quay lại, nhìn thấy Triệu Bân và Huyễn Mộng đi vào Thanh Lâu thì đôi mắt xinh đẹp của cô ta liền bốc hỏa, không biết là do xấu hổ hay tức giận. Cô ta âm thầm đến đây chỉ vì muốn xem thử Cơ Ngân có ở đây hay không. Nhân tiện cũng muốn nhìn thử Thanh Lâu có mê lực gì mà có thể khiến cho người nào đó lúc nào cũng muốn đến đây. Nhìn thấy rồi thì mới biết nơi này không bình thường. Nhìn thấy rồi cho nên cô ta cũng cảm thấy rất xấu hổ. Bên này Triệu Bân đã đi lên tầng cao nhất của Thanh Lâu. Huyễn Mộng thực sự rất tận tâm, đã đứng bên ngoài cửa canh giữ. Két! Triệu Bân nhẹ nhàng mở cửa sổ, lấy kính viễn vọng ra. Ngày hôm nay hắn rất may mắn. Hắn đã có thể nhìn thấy mẹ của mình. Ngoại trừ mẹ của hắn thì trên tầng 9 vẫn còn có một người thứ hai, hắn có thể nhận ra được bóng dáng xinh đẹp yêu kiều đó, đó chính là Đào Tiên Tử, chắc là cô ta đã đến chỗ Hoàng Phi Vũ Linh mượn giấy thông hành, dù sao cũng là tỉ muội tốt một thời của nhau. Bên ngoài lại có người đến, đó chính là Đao Vô Ngân, người đàn ông trung niên cụt một tay của Trấn Ma Ti hiện giờ đã không còn bị cụt một tay nữa, ông ta đã tu luyện Kỳ Lân Quyết tái tạo lại được một cánh tay. Huyễn Mộng gặp ông ta nhưng cũng không ngăn cản, Triệu Bân đã kể cho cô ta biết về chuyện này. Đào Vô Ngân không nói gì, cũng không quấy rầy Triệu Bân, ông ta chỉ nhẹ nhàng đi vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn vọng sang tầng 7 của hình tháp, đôi tay đầy vết chai run rẩy không khác gì Triệu Bân. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau nửa canh giờ thì Đào Tiên Tử đã rời đi. Sau đó ngọn nến trên tầng 9 cũng vụt tắt. Thật lâu sau thì Triệu Bân mới thu tay lại, khóe mắt ươn ướt. Hắn cũng không quấy rầy Đao Vô Ngân, chỉ lặng lẽ rời đi. Cẩn thận Ân Minh. Trước khi hắn ra khỏi cửa thì Đao Vô Ngân đột nhiên nói. Đa tạ. Triệu Bân cười nói rồi xuyên tường rời đi, không cần Đao Vô Ngân nói thì hắn cũng sẽ cẩn thận Ân Minh. Nếu hắn không dốc toàn lực thì chỉ sợ là đã bị Ngân Sơn lão quỷ giết chết rồi. Chuyện này hắn nhất định sẽ tính sổ với Ân Minh, tốt nhất là đừng để cho hắn gặp lại ở ngoài. Dưới ánh trăng, cả hai quay trở lại Thiên Tông. Ngay cả vào ban đêm thì bên trong Thiên Tông vẫn hết sức náo nhiệt. Có rất nhiều đệ tử từ bên ngoài trở về tông môn, bọn họ đều đang ở trong các đình nghỉ mát nói chuyện với nhau, hoặc đang tranh tài ở diễn võ đài, hoặc cùng nhau uống rượu trong các tiểu viện. Bọn họ đang nói với nhau về những câu chuyện trải nghiệm của mình, tất nhiên trong số đó cũng không thiếu những sự kiện náo nhiệt xảy ra bên ngoài, mà sự kiện gây náo động nhất chính là sự kiện bắt cóc tống tiền kia, chính vì chuyện này mà bọn họ mới bị triệu hồi về tông môn. Hả, Cơ Ngân? Trên đường đi Triệu Bân gặp không ít đệ tử đều liếc nhìn hắn. Không phải tất cả các đệ tử của tông môn đều đã gặp Cơ Ngân, cho đến nay vẫn còn rất nhiều đệ tử lịch luyện bên ngoài lần đầu tiên mới được nhìn thấy hắn. Bạn họ đã nghe nói về rất nhiều giai thoại của hắn, cảnh giới chân linh đánh bại được Sở Vô Xương, trên toàn côi đại hạ e rằng cũng chỉ có Long Phi mới có thể làm được, hơn nữa cô ta còn cần phải dùng tới cửu vĩ hóa. Triệu Bân chỉ đi thẳng một đường trở về đỉnh Tử Trúc. Lăng Phi đã trở về, Xích Hiên và Thanh Giao cũng ở đó, nhưng Vân Yên thì không thấy đâu, cô ta bế quan đã lâu, đến nay vẫn chưa thức tỉnh. Ôi trời, mọi người đều ở đây sao, Triệu Bân cười nói. Lăng Phi xua xua tay, trong khi Mục Thanh Hàn vẫn đang múa kiếm. Ngược lại, Xích Hiên đang nở một nụ cười hết sức ngọt ngào, đi tới trước ba hai bước, không nói một lời vô nghĩa, cô ta liền đá vào đúng quần của Triệu Bân một cái. Triệu Bân trở tay không kịp, chẳng những không kịp phòng bị mà còn không kịp né tránh, trong chớp mắt nét mặt tươi cười của hắn đã biến thành gương mặt nước mắt lưng tròng. Thấy vậy Mục Thanh Hàn cũng rất ngạc nhiên. Còn Lăng Phi thì chỉ có thể thở dài tặc lưỡi. Cô điên rồi à, Triệu Bân đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt. Người giấu cũng cực khổ lắm, đôi mắt đẹp của Xích Hiên bốc hỏa. Ngay khi cô ta nói ra những lời này thì Triệu Bân đã lập tức hiểu ra.
không cần phải nói, Lăng Phi chắc chắn đã nói cho Xích Hiên biết thân phận thật sự của hắn, chuyện này khiến cho Xích Hiên không khỏi kích động, vì vậy mới chạy tới đá cho hắn một cước. Ta còn tưởng rằng ngươi đã nói rồi, Lăng Phi cười khan nói. Huynh đệ tốt. Triệu Bân lảo đảo một chút rồi bật ngón tay cái lên, hắn còn chưa kịp đứng vững thì lại có thêm một làn gió thơm thổi tới, chính là Xích Hiên vẫn đang tiếp tục xông tới, nhưng lần này cô ta không đá Triệu Bân nữa mà lại lao tới ôm Triệu Bân, ôm chặt tới mức khiến cho Triệu Bân không thể nào thở nổi. Ta biết là ngươi mà. Có chuyện gì, từ từ rồi nói. Chỉ là một cuộc đối thoại đơn giản nhưng lại đẫm máu lạ thường, khóe miệng Triệu công tử vốn đã chảy máu từ trước. Bây giờ bị ôm một cái thì lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. Ánh mắt của Lăng Phi trở nên rất kỳ lạ. Mà người có ánh mắt kỳ lạ nhất vẫn là Mục Thanh Hàn, đây là tình huống gì, vừa mới đá xong đã ôm ấp thân thiết, vừa khóc vừa cười, sư đệ sư muội của nàng ta thực sự có chuyện gì đó không bình thường. Bọn họ đang giấu nàng ta chuyện gì đó sao? Ôi trời! Rất nhanh đã có thanh âm cảm thán khác vang lên, lại có thêm người bước tới. Người vừa tới chính là Lâm Tà, nghe giọng điệu của hắn ta thì dường như hắn ta cũng đã biết thân phận của Triệu Bân, nhìn bộ dáng của hắn ta thì chắc chắn là cũng đang muốn đá cho Triệu Bân một cước. Tên nhóc nhà ngươi hay lắm, còn dám che giấu ông đây. Người đi tới còn có Thanh Giao. Cô ấy thì hết sức bình tĩnh, ngay từ ban đầu thì cô ấy đã là người đầu tiên và duy nhất biết được thân phận của Triệu Bân, chỉ có điều vì sự an toàn của Triệu Bân cho nên cô ấy mới không dám nói với ai. U Lan cũng đang khoan thai bước tới. Cô ta cũng là đệ tử của Thiên Tông cho nên cũng bị triệu hồi về Thiên Tông, mặc dù độc trong người cô ta đã được giải nhưng thân phận của cô ta vẫn là sát thủ của La Sinh Môn, muốn thoát ly khỏi tổ chức sát thủ cũng không đơn giản như vậy, chỉ có điều về sau cô ta sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, cho dù bên trên có truyền xuống nhiệm vụ thì cô ta vẫn có thể bằng mặt không bằng lòng. Nhiệm vụ có thất bại cũng không có hậu quả gì, cô ta không cần giải dược từ tổ chức nữa mà cũng không sợ phải chịu nỗi thống khổ đau đớn. Trên bàn nhanh chóng chất đầy thức ăn và rượu ngon. Khung cảnh lúc này hết sức ấm áp, tiếng cười nói vang lên không ngớt, cũng có không ít tiếng thổn thức cảm khái, ngay cả Thanh Giao cũng cảm thấy chuyện này không chân thật, ai mà ngờ được Triệu Bân lại dám trà trộn vào Thiên Tông, thậm chí cả hoàng tộc. Thiên Tông và Tử Y Hầu cũng không hề nghi ngờ, chắc chắn sau này hắn sẽ khiến cho bốn phương phải kinh hãi. Các người đã quen biết nhau từ lâu rồi sao? Mục Thanh Hàn chọc chọc Triệu Bân hỏi, khung cảnh hiện tại rất giống những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp nay có được một lần hội ngộ. Từng gặp qua thôi. Triệu Bân cười nói, đại sư tỷ có thân phận đặc biệt, trong thời gian này nàng ta không biết vẫn tốt hơn, đây cũng là vì an toàn của nàng ta. Mà đêm này bạn cũ của hắn cũng chưa tới đầy đủ. Còn có một người khác đã nhảy qua cửa sổ vào phòng hắn lúc nửa đêm. Tất nhiên đó chính là Chư Cát Huyền Đạo, vừa nhảy vào phòng thì ông ta đã lấy một miếng rẻ nhét vào miệng của Triệu Bân sau đó đánh hắn tơi tả. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp Thiên Tông. Triệu Bân đã đi ra khỏi phòng từ sớm, đang vừa đỡ khung cửa vừa ôm chặt thắt lưng già nua bước ra ngoài. Nhìn thoáng qua có thể thấy trên người hắn có hẳn rất nhiều dấu chân, gương mặt hắn cũng đã bầm tím hết cả, lúc này một bên lỗ mũi vẫn còn đang chảy máu, cũng không biết là do bị té hay là bị người khác đánh. Tuy nhiên nhìn thần sắc của hắn thì rõ ràng là đã bị người khác đánh. Là do Chư Cát lão đạo xuống tay quá nặng, hơn nửa đêm còn nhảy vào trong cửa sổ phòng hắn sau đó đập hắn một trận nặng nề. 2. Lăng Phi nhìn thấy vậy thì thở dài tặc lưỡi. Xích Hiên và Mục Thanh Hàn đang bận rộn trong bếp cũng phải nhướng mày, vào tối hôm qua trông hắn vẫn ổn nhưng sao hôm nay trông hắn lại xuống sắc như thế. Bị ngã thôi. Triệu Bân lau máu mũi nói, Chư Cát lão đạo này đúng là không có võ đức, đường đường là cường giả địa tạng đỉnh phong mà lại đi đánh lén hắn, khiến cho hắn trở tay không kịp, một gậy đưa hắn vào mộng đẹp. Khi hắn tỉnh dậy thì toàn thân đã bị đánh bầm dập đau nhức rồi. Không còn cách nào khác. Ngươi chạy trốn quá giỏi mà. Nếu như Chư Cát Huyền Đạo có ở đây thì có lẽ ông ta sẽ nói như vậy. Này! Trong khi Triệu Bân đang lau máu mũi thì Lăng Phi đã âm thầm gọi hắn, nháy mắt ra hiệu cho hắn nhìn về phía bên kia. Triệu Bân cũng liếc mắt nhìn theo. Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này là một bóng hình xinh đẹp, Vân Yên. Không sai, sư phụ đã xuất quan.
sư phụ xuất quan cũng không phải chuyện gì đáng nói, chuyện đáng nói chính là sắc mặt của Vân Yên lúc này khiến cho Triệu Bân lạnh cả sống lưng, trông sư phụ như muốn nói, ngươi còn đứng ở đó làm gì? Ngươi nghĩ phá cây cổ thụ là xong sao? Cây cổ thụ bị Triệu Bân vặt sạch lúc trước đã được Vân Yên tái tạo lại, trông vẫn rất nổi bật như trước. Cây cổ thụ vừa cao vừa có tán lá rộng, không chỉ có thể dùng để phơi y phục mà còn có thể dùng để treo người lên. Chúc mừng sư phụ xuất quan. Triệu Bân ha hả cười nói, đứng ở thật xa chắp tay hành lễ cũng không dám tiến lên phía trước, hắn rất sợ bị Vân Yên tóm lại treo lên cây. Lại đây. Vân Yên tìm một chỗ để ngồi xuống, sau đó còn ngoắc tay gọi hắn lại gần. Triệu Bân vừa lau máu mũi đang chảy vừa cẩn thận di chuyển, sẵn sàng tinh thần bỏ chạy. Lăng Phi thấy vậy thì đã nhanh chân chạy trốn, nó chỉ sợ đợi tới khi người nào đó bị đánh thì cảnh tượng đẫm máu sẽ ảnh hưởng đến nó, ở bên kia Mục Thanh Hàn cũng đang bất lực ho khan. Ta nghe nói ngươi tới Thanh Lâu ăn chơi trác táng rồi bị bắt hả? Vân Yên lấy ra một chiếc gương nhỏ, vừa hỏi vừa vuốt tóc, nét mặt có vẻ rất lạnh lùng. Hiểu lầm thôi, Triệu Bân hít sâu một hơi đáp. Vân Yên liếc mắt, cười lạnh nhìn Triệu Bân, cô ta đã bế quan nhiều ngày, vừa xuất quan là đã nghe kể lại về giai thoại của Đồ Nhi khiến cho mình nở mày nở mặt. Mẹ của ta đã dặn, thỏ không ăn cỏ gần hang. Những lời này chính là tâm niệm của Triệu Bân nhưng hắn nào dám nói ra, đối với sư phụ thì vẫn nên nói ít một chút, biết đâu lỡ lời lại phải ăn một chưởng của sư phụ, theo như Vân Yên nói thì đó chỉ là một cái vỗ yêu thương dành cho Đồ Nhi. Còn theo như ai đó nói thì bị đánh cũng là một loại tu hành. Tóm lại, tốt nhất hắn nên giữ im lặng. Tuy rằng không nói lời nào nhưng Triệu Bân vẫn không ngừng lau máu mũi đang chảy ra, ý tứ rất rõ ràng, ta đã bị đánh ra nông nỗi này mà sư phụ vẫn muốn đánh ta sao? Thời gian này đừng đi ra ngoài. Cuối cùng Vân Yên cũng không đánh hắn như mọi khi, hơn nữa còn dặn dò hắn thêm một câu. Cô ta đã nghe kể lại về giai thoại của Đồ Nhi mình thì tất nhiên cũng đã nghe kể lại về những chuyện hỗn loạn đã xảy ra gần đây, ví dụ như chuyện bắt cóc tống tiền, thế giới bên ngoài gần đây rất không an toàn, cho nên không có việc gì thì cũng không nên ra ngoài, nếu như ngươi bị bắt cóc tống tiền thì sư phụ cũng không có 9.000 vạn lượng để chuộc ngươi. Còn chuyện đi ăn chơi trác táng ở Thanh Lâu bị bắt, xem như lần này sư phụ bỏ qua cho ngươi. Tuổi trẻ ai mà chẳng từng trải qua những chuyện hoang đường. Đã hiểu. Triệu Bân cười ha hả rồi bỏ chạy như được đại xá, nhanh chóng xắn tay áo vào bếp phụ giúp, đúng là không ngờ sư phụ đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, lúc trước cứ dăm ba ngày là hắn lại bị treo lên đánh một lần, hôm nay không bị đánh khiến hắn cũng cảm thấy không quen. Cũng may Vân Yên không biết hắn đang nghĩ gì, nếu không thì cô ta nhất định sẽ lôi hắn lại rồi treo lên đánh cho đúng ý hắn. Ta lớn từng tuổi này mà còn chưa bao giờ đi tới Thanh Lâu. Mục Thanh Hàn đột nhiên nói rồi liếc mắt nhìn Triệu Bân. Nếu như sư tỷ làm việc ở đó thì ngày nào tiểu đệ cũng sẽ ghé thăm, Triệu Bân chưa kịp nói thì đã nghe thấy Lăng Phi cười tâu toét nói. Chát, bang, a, à, sáng sớm hôm nay Triệu Bân không bị đánh mà Lăng Phi lại bị đánh, Mục Thanh Hàn một khi đã nổi trận lôi đình thì lục thân không nhận, đánh xong nàng ta còn không quên chừng mắt nhìn Triệu Bân, Xích Hiên ở bên cạnh cũng đang chừng mắt nhìn hắn. Triệu Bân rất oan ức. Rõ ràng là hắn không nói gì cả, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu của hắn như thế chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như Mục Thanh Hàn thật sự làm việc ở Thanh Lâu thì hắn cũng sẽ giống như Lăng Phi vậy, ngày ngày ghé thăm nàng ta. Bữa sáng rất nhanh đã làm xong. Bầu không khí vẫn rất ấm áp. Qua bao lâu thì người của đỉnh tử trúc vẫn tề tựu đông đủ, Triệu Bân xắn tay áo liền bưng bát cơm lên. Nhưng hắn còn chưa kịp ăn thì đã có người lên núi. Người vừa lên núi chính là Linh Lung, sáng sớm cô ta còn chưa ăn gì, đặc biệt đến đây ăn trực một chút. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đồ nhi của Hồng Uyên đi tới đâu cũng không khách khí, không coi mình là người ngoài, tự mang theo bát đũa ăn trực hết sức ngon miệng. Lăng Phi, Xích Hiên và Mục Thanh Hàn đều tỏ ra rất cung kính, vị này tuy trạc tuổi sư phụ nhưng lại có bối phận rất cao, ngoại trừ Vân Yên thì mọi người đều phải gọi vị này một tiếng sư tổ. Hai người đã nói chuyện với nhau chưa? Lăng Phi và Xích Hiên liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt của bọn họ đã nói lên tất cả, lúc còn ở thành vong cổ cái tên Triệu Bân này đã tự nhận mình là đồ nhi của Hồng Uyên để lừa gạt bọn họ, xoay bọn họ như trong chóng. Lần này gặp được đồ nhi thật sự của Hồng Uyên, chẳng lẽ hai người vẫn chưa nói chuyện gì với nhau hay sao? Đã nói chuyện với nhau rồi.
Ánh mắt của Triệu Bân cũng có rất nhiều ngụ ý, đêm đó ở ngoài thành vong cổ hắn đã bị Linh Lung treo lên gốc cổ thụ thân quen đánh không ít, nhưng đây đều là chuyện cũ, không đáng để nhắc tới. Vân Yên vẫn rất bình tĩnh, mặc dù cô ta có bối phận thấp hơn Linh Lung nhưng nhìn hai người lại càng giống như một cặp tỉ muội hơn, vừa ngồi xuống với nhau là đã nói cười không ngừng. Ngô Khởi, Tử Đô, Tiết Chí, Mộ Dung, Hoa Đô và Nghiêm Khang đều đã bị bắt cóc. Người có biết không, Linh Lung cười, nhìn sang Triệu Bân hỏi. Không muốn biết cũng khó, Triệu Bân nhún vai. Theo người thấy thì hung thủ là ai, Linh Lung lại hỏi. Làm sao đệ tử biết được? Lão tổ ám dạ nói rằng hung thủ có cảnh giới huyền dương, Linh Lung cười nói với Triệu Bân, ngoài ra những người bị bắt cóc đều có một điểm chung, họ đều có thù oán với ngươi. Người có thù oán với đệ tử còn ít sao? Triệu Bân bĩu môi bình tĩnh nói nhưng trong lòng lại đang lo lắng lẩm bẩm, chẳng lẽ Linh Lung đã để ý đến điều gì sao? Hay lại là giác quan thứ 6 huyền thoại? Linh Lung chỉ cười chứ chưa nói nhiều. Triệu Bân cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ cặm cụi ăn uống, nhưng Lăng Phi và Xích Hiên ở bên cạnh thì vẻ mặt lại tỏ ra khá mất tự nhiên vì bọn họ sợ Triệu Bân sẽ bị bại lộ. Mục Thanh Hàn thì không hiểu gì. Nghĩ lại thì nàng ta cũng chỉ thấy đồ nhi của Hồng Uyên lúc nào cũng nói ra những lời kỳ quái. Ăn xong thì Linh Lung rời đi. Trước khi đi cô ta còn xách theo cả Triệu Bân xuống núi. Thô lỗ như vậy sau này sẽ khó gả đi lắm, bắp tay bắp chân của Triệu Bân đều đã nhũn ra, hắn đã quá quen với chuyện bị người ta xách đi khắp nơi như xách một con gà, giống như đang bị Linh Lung xách đi lúc này vậy. Người tốt nhất nên cầu nguyện cho ta có thể gả đi. Nếu không ta sẽ tống ngươi vào cung rồi tìm cho ngươi một công việc tốt trong cung, Linh Lung ném Triệu Bân xuống, không xách theo Triệu Bân nữa mà liền nắm một chân của hắn lôi đi sình sạch, ở đây có nhiều đồ nhi đồ tôn của cô ta như vậy nhưng ngoại trừ Cơ Ngân thì e rằng không còn có ai dám giễu cợt cô ta như thế nữa. Triệu Bân nhe răng trợn mắt, hắn bị lôi đi sình sạch khiến cho cả người xây sát, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Nếu như Tú Nhi vẫn còn ở đây thì cô ta chắc chắn sẽ thay hắn nói thêm một câu để thêm dầu vào lửa, ta muốn ngủ với cô. Ôi trời! Trên đường đi, có rất nhiều người thốt lên cảm thán. Sáng sớm là thời điểm linh khí thiên địa nồng đậm và tinh hoa nhật nguyệt thuần khiết nhất cho nên cũng có không ít đệ tử ra ngoài tập luyện, bọn họ nhìn thấy Triệu Bân bị kéo lê trên đất thì cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi, thanh danh một đời của hắn cũng đã bị một màn này xóa sạch. Hai người cuối cùng cũng dừng lại phía trước Linh Đan Các. Bái kiến sư thúc. Bái kiến sư tổ. Đan Huyền và Tử Viêm đều chắp tay cúi đầu hành lễ với Linh Lung, nhưng khi vừa nhìn thấy Triệu Bân thì bọn họ liền ho khan, tên nhóc này sao mà thảm thế, chắc là đau lắm. Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng buông Triệu Bân ra. Triệu Bân lắc lư một hồi mới có thể đứng vững, gương mặt của hắn đen như đít nồi. Hắn từng thề sẽ thu phục Nguyệt Thần, hôm nay hắn sẽ thêm Linh Lung vào danh sách, đợi hắn đạt tới cảnh giới chuẩn thiên thì hắn cũng sẽ lôi sình sạch Linh Lung đi khắp nơi giống như ngày hôm nay, nữ nhân này thực sự quá xấu xa rồi. Linh Lung không tỏ thái độ gì, cô ta phất tay một cái, trong lòng bàn tay lại có thêm một viên đan dược có đan hương nồng đậm, tỏa ra ánh sáng như ngọc, đó chính là một loại đan dược bốn vân, quả nhiên đan dược cao cấp trông cũng hết sức nổi bật. Đan Cố Nguyên. Tử Viêm thốt lên một tiếng kinh ngạc, hai mắt sáng rỡ. Triệu Bân nhìn thấy đan dược thì hai mắt cũng sáng rỡ lên, mặc dù hắn không phải luyện đan sư nhưng hắn vẫn có thể nhận ra loại đan dược này, hơn nữa còn biết rõ dược tính của nó. Đây là đan dược củng cố căn cơ, bồi bổ chân nguyên, gia tăng khí lực, ngoài ra còn có thể giúp tu vi của võ tu tăng lên. Ví dụ như hắn có cảnh giới huyền dương tầng 3 nếu như được nuốt một viên đan cố nguyên thì tu vi ít nhất cũng có thể tăng lên 2 tầng. Còn nếu như Tử Viêm được dùng một viên thì tu vi ít nhất cũng có thể tăng lên 3 tầng. Không còn cách nào khác, bởi vì nội tình của hắn quá hùng hậu, căn cơ lại hết sức vững chắc cho nên muốn đột phá cũng khó khăn hơn người khác, mà muốn thăng cấp cũng thăng chậm hơn người khác. Trong lúc hắn đang quan sát thì viên đan cố nguyên kia cũng đang bay về hướng của hắn. Cho ta sao, Triệu Bân sửng sốt. Nuốt vào đi, Linh Lung nhàn nhạt nói. Như vậy thì ngại quá. Triệu Bân miệng thì nói như vậy nhưng tay thì lại rất thành thục nhận lấy, một giây trước sắc mặt của hắn vẫn còn tối đen thì một giây sau đã bật cười ha hả, hôm nay hắn bị lôi đi sình sạch trên đường cũng rất đáng giá,
nếu như lần nào bị lôi đi cũng có đan dược quý để dùng thì cho dù hắn có bị lôi đi sình sạch khắp thế gian hắn cũng cảm thấy vui lòng. Sao ta lại không gặp may mắn như vậy chứ, Tử Viêm ghen tị nói, hắn ta cũng muốn bị Linh Lung lôi đi một vòng giống như vậy. Đừng nói nhảm nữa, nuốt vào đi, Linh Lung nói, cô ta đã tìm được một chỗ để ngồi xuống. Thật là thơm, Triệu Bân hít vào đan hương, cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. Ngay sau đó Triệu Bân liền nuốt viên đan dược vào. Có vị gì, Tử Viêm chọc chọc Triệu Bân hỏi. Có chút đắng, ta. Triệu Bân còn chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy lòng bàn chân của mình rời khỏi mặt đất, chính xác mà nói thì hắn đã bị Linh Lung phóng ra một luồng chân nguyên cuồng phong nâng lên rồi ném vào trong lò luyện đan. Ý gì đây, Triệu Bân gào to. Leng keng, ầm. Đáp lại hắn chỉ có tiếng lò luyện đan đang leng keng đóng lại, bên ngoài lò luyện đan còn được thêm vào một cấm chế phong ấn hắn ở bên trong lò. Yên tâm ngồi đó đi, chỗ đó sẽ giúp ngươi luyện hóa dược lực, Linh Lung nói. Triệu Bân nghe xong thì khóe miệng cũng giật giật. Có thể đau đớn đến mức chịu không nổi, Đan Huyền mỉm cười nói, sau đó ông ta liền phóng một ngọn lửa vào trong lò luyện đan khiến cho bầu không khí ngay lập tức nóng lên một cách khủng khiếp, đây chính là sự bá đạo của thiên hỏa. Hự! Triệu Bân kêu rên một tiếng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Dược lực của đan Cố Nguyên đã bắt đầu được luyện hóa, đây là lần đầu tiên Triệu Bân được dùng đan bốn vân. Đan dược vừa vào cơ thể đã khiến cho chân nguyên của hắn trở nên tinh khiết và dồi dào như biển lớn. Dược lực của viên đan dược này đúng là bá đạo, nó đang dũng mãnh tràn vào tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn. Ngươi chưa ăn cơm sao? Linh Lung liếc nhìn Đan Huyền, ý tứ của cô ta rất rõ ràng, tăng hỏa lực lên, luyện hóa dược lực mạnh mẽ hơn đi chứ. Tên nhóc đó không thể chết được đâu. Đan Huyền cười khan một tiếng. Hỏa lực phóng ra từ lòng bàn tay cũng tăng lên. Việc thêm hỏa lực khiến cho Triệu Bân rất khó chịu, thiên hỏa thực sự có hỏa lực quá khủng bố, mà ngọn lửa lại đang được cường giả địa tạng đỉnh phong khống chế. Ngọn lửa mạnh mẽ nhấn chìm hắn, làm bốc cháy hết quần áo của hắn, từng tia hỏa tức lại tràn vào bên trong từng lỗ chân lông của hắn, sau đó chảy vào bên trong cơ thể của hắn, không chỉ giúp hắn luyện hóa và hấp thu dược lực mà còn giúp hắn luyện thể. Tuy đau đớn nhưng đó lại là một điều tốt. Thiên lôi có thể luyện thể thì thiên hỏa cũng có thể làm được, không phải ai cũng có được cơ hội tốt như vậy, đây chính là may mắn của hắn. Nhưng hắn không hiểu tại sao Linh Lung lại tốt với hắn như vậy. Đồ nhi, cầm lệnh bài của sư phụ đến linh quả viên hái cho sử tổ ít quả ngọt đi, Đan Huyền cười nói. Tử Viêm nghe vậy thì ngay lập tức cầm lấy lệnh bài, xoay người rời đi không thấy tăm hơi. Sư thúc, thăng cấp quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt. Sau khi Tử Viêm rời đi thì Đan Huyền lại lên tiếng, tất nhiên là đang nói với Linh Lung. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Linh Lung lấy ra một cái kéo nhỏ, vừa nhàn nhã cắt tỉa móng tay vừa nói, hắn có thể chờ nhưng Long Phi không thể chờ. Long Phi đã kế thừa cửu vĩ tiên hồ quá lâu, tất nhiên sẽ xuất hiện biến dị, một mình nha đầu đó không thể nào gánh được, phải nhanh chóng tìm người ký khế ước, mà tên nhóc này chính là người thích hợp nhất. Như vậy sư thúc chắc chắn hai người này có thể ký kết khế ước sao? Phải cố gắng thử xem, chọn hắn, còn tốt hơn là chọn Ân Minh. Cháu trai của đại tế ti cũng không tệ, Đan Huyền mỉm cười nói. Tệ hay không tệ, cả ngươi và ta đều biết, Linh Lung chậm rãi nói, tư chất thiên phú là một chuyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản tính và nhân phẩm. Với tính cách của Ân Minh, nếu như hắn ta thật sự có được một nửa sức mạnh của cửu vĩ tiên hồ thì chỉ sợ ngay cả hoàng đế hắn ta cũng không để vào mắt. Nói như vậy nhưng tu vi của cơ ngân có lẽ sẽ không theo kịp, Đan Huyền hít sâu một hơi nói, huyết mạch và công pháp đặc thù của Ân Minh thì sư thúc cũng biết, nếu như không có bất trắc gì xảy ra thì hắn ta chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới huyền dương đỉnh phong trước cơ ngân một bước, mà thời gian này bên phía đại tế ti cũng không hề nhàn rỗi. Nếu cần thiết thì sư tôn cũng sẽ dùng bí pháp để hạ xuống vài tầng tu vi của Long Phi, Linh Lung nhấp một ngụm trà nói, dù thế nào cũng phải để cho cơ ngân thử một lần. Hồng Uyên sư tổ cũng xem trọng cơ ngân như vậy sao? Biết rõ còn cố hỏi. Nếu như sư tổ đã có suy nghĩ như vậy thì có lẽ hoàng đế cũng như vậy, tên nhóc cơ ngân này thật quá may mắn, Đan Huyền bật cười nói, một khi ký kết khế ước xong thì chắc hắn sẽ được phong làm phò mã, tương lai vị trí trưởng giáo thiên tông sợ rằng cũng sẽ không thoát khỏi tay hắn. Chuyện đã quá rõ ràng, nói mãi nghe thật nhàm chán, Linh Lung cười nói,
chỉ có điều nếu như khế ước được ký kết xong thì quả thực cũng là một điều may mắn cho đại hạ. Lão Phu cũng xem trọng hắn. Đan Huyền cũng cười nói, chắc là do quá phẫn khởi cho nên ông ta lại phất tay áo tăng thêm hỏa lực, ngọn lửa cuồn cuộn nhấn chìm Triệu Bân. Triệu Bân đang luyện thể bên trong liên tục kêu rên, bị cường giả Địa Tạng Đình Phong luyện hóa quả nhiên không phải chuyện đùa. Ông! Bên trong linh đan các, có một lò luyện đan đang kêu lên ông. Chỉ trách Đan Huyền làm việc quá thành thật, Linh Lung bảo ông ta tăng hỏa lực thì ông ta liền thực sự tăng hỏa lực lên hết sức có thể, xuống tay hết sức dứt khoát, ngọn lửa bên trong lò luyện đan cháy hừng hực thiêu đốt khiến cho ngay cả người đứng bên ngoài cũng bị sóng nhiệt cuồn cuộn làm ảnh hưởng. Tử Viêm vừa mới trở về từ linh quả viên còn bị sóng nhiệt làm cho đứng không vững. Ầm ầm. Sau khi đứng vững, Tử Viêm mới nuốt nước bọt một trận. Ngày hôm nay sư phụ hắn ta ra tay thật tàn nhẫn. Không phải đồ nhi nhà ông ta nên ông ta cũng không biết đau lòng. Cũng may người ngồi trong lò luyện đan là Cơ Ngân, chứ nếu như là hắn ta thì hắn ta đã bị luyện thành cho từ lâu rồi. Sư tổ, mời người ăn hoa quả. Thu tầm mắt lại, Tử Viêm bắt đầu dâng lên đĩa hoa quả. Tiểu huyền tử, lò luyện đan của ngươi quả thực không tồi. Linh Lung lấy một miếng hoa quả nhưng không ăn, cô ta chỉ đưa nó lên trước mũi. Vừa ngửi mùi thơm của hoa quả vừa nhìn lò tử kim của Đan Huyền. Mặc dù cô ta có nhãn giới của cường giả chuẩn thiên nhưng cô ta vẫn không thể nhìn ra lò luyện đan này được làm từ vật liệu gì. Một lò luyện đan có thể chịu được hỏa lực khủng bố của thiên hỏa như thế này thì chắc chắn không phải là lò luyện tầm thường. Chỉ vừa đủ tốt thôi. Đan Huyền mỉm cười vuốt râu, đời này ngoại trừ thuật luyện đan thì lò tử kim này chính là bảo bối quý giá nhất của ông ta. Nghĩ lại lúc đó ông ta còn suýt chút nữa bỏ mạng ở đất ma vì lò luyện đan này. Sau một cuộc đối thoại đơn giản, linh đan các liền trở nên yên tĩnh. Bên trong lò luyện đan, Triệu Bân đang ngồi thiền định trang nghiêm như một lão tăng, toàn thân bị thiên lôi xé nát, lại bị hỏa diễm thiêu đốt, dược lực của đan cố nguyên đã thấm sâu vào bên trong cơ thể hắn, bồi bổ võ hồn cho hắn. Dược lực thần kỳ còn dung hợp vào huyết mạch của hắn, khiến cho tu vi của hắn tăng lên. Nhìn thôi cũng thấy đau. Tử Viêm khoanh tay tìm chỗ ngồi xổm xuống xem. Tuy rằng đau đớn nhưng đây cũng là một cơ duyên hiếm có đối với Triệu Bân, đã được dùng đan bốn vân lại còn có thiên hỏa giúp luyện hóa dược lực và luyện thể, hắn biết đi đâu tìm được một cơ duyên tốt thế này kia chứ. Nhìn thôi cũng thấy đau. Lời của Tử Viêm lại vang lên lần nữa. Lần này lời nói đó là do Tô Vũ và Kiếm Nam nói ra. Bọn họ cũng đã đến linh đan các nhưng bọn họ không vào trong, chỉ lộ nửa cái đầu ngoài cửa nhìn vào trong. Vào đi, Linh Lung ngoắc tay gọi. Nghe vậy, hai người cũng chỉnh đốn lại quần áo rồi thận trọng bước vào, theo lời sư phụ của bọn họ nói thì Linh Lung sư tổ có tính tình không được tốt cho lắm. Cho nên cả hai người đều tỏ ra rất an phận. Linh Lung nhìn Kiếm Nam sau đó lại nhìn sang Tô Vũ. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Tô Vũ để tóc trẻ đôi thì cô ta lại cảm thấy hết sức khó chịu, trông mới ngu ngốc làm sao, vì thế cho nên cô ta còn phất tay chia lại tóc của Tô Vũ thành 7-3. Hừm, trông đẹp mắt hơn nhiều rồi. Về phần Kiếm Nam, cô ta cảm thấy tên nhóc này tuy mặt dày nhưng quả thực rất tuấn tú, trong phạm vi trăm dặm chắc chắn có không ít nữ nhân theo đuổi, không phải chuyện đùa. Phá! Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bên phía lò luyện đan đã có động tĩnh. Sau khi luyện hóa xong dược lực của đan dược, Triệu Bân đã mạnh mẽ thăng lên tầng 4, chỉ trong chớp mắt đã có một tia sáng bắn lên không trung từ trong lò luyện đan khiến bốn phương chấn động. Vẫn chưa kết thúc, tu vi của hắn vẫn đang tiếp tục tăng lên. Với tốc độ này, chuyện hắn đột phá đến tầng 5 chỉ còn là vấn đề thời gian. Thật tuyệt, Tô Vũ cảm thán. Thật tuyệt. Kiếm Nam cũng tặc lưỡi. Đều là đệ tử Thiên Tông, sao giữa bọn họ lại có khoảng cách lớn như vậy? Đúng là một cảm giác tuyệt diệu. Triệu Bân cười nói, khoanh chân nhắm mắt cười rất sung sướng. Trong chớp mắt hắn liền thu thần, một lần nữa tập trung vào việc luyện thể. Thiên hỏa hừng hực giống như một chiếc búa thần đang rèn thân thể của hắn từ một khối sắt trở thành một thần binh vô song, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch bên trong cơ thể của hắn. Thậm chí ngay cả huyết mạch của hắn cũng đã được tôi luyện cực hạn, tạp chất bên trong cơ thể đã được loại thải ra ngoài, việc phối hợp tẩy tủy dịch cân kinh cùng tẩy phách dịch hồn kinh đã giúp cho hắn luyện thể triệt để, khi hắn nội thị lại khí lực quả nhiên thấy được sự thay đổi hết sức tuyệt diệu. Đến đây, dung hợp với ta.
Trong lúc hắn đang vui sướng thì bỗng nhiên lại có tiếng nói của ai vang lên bên tai, giọng nói nghe khá cổ quái, phảng phất như còn có ma lực không thể cưỡng lại, vừa âm trầm vừa biến hóa, giống như có thể khắc sâu vào đầu hắn, khiến cho hắn không thể bỏ qua được. Ai? Triệu Bân cau mày hỏi. Ông của ngươi, Tô Vũ và Kiếm Nam đều đáp, bọn họ đều nghĩ rằng Triệu Bân đang hỏi bọn họ cho nên ngay lập tức muốn trấn áp hắn. Có người ở trong lò luyện đan, Triệu Bân lập tức nói, tất nhiên là đang nói với Linh Lung và Đan Huyền, hắn chắc chắn mình không nghe nhầm, quả thực hắn đã nghe thấy có tiếng người gọi hắn. Ngươi chưa ăn cơm sao? Linh Lung lại nhìn Đan Huyền, ý tứ vẫn rất rõ ràng, bảo ngươi tăng hỏa lực thế nào mà vẫn để cho hắn kêu la được, rõ ràng là hắn vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Đan Huyền thực sự rất nghe lời, lại tiếp thêm một phần hỏa lực. Thực sự có người mà. Triệu Bân vừa mắng vừa đau đớn kêu rên. Nhưng không có ai phản ứng, Linh Lung cũng lười để ý tới hắn, lão nương đường đường là cường giả cảnh giới chuẩn thiên mà ngươi còn dám lừa ta. Có người hay không chẳng lẽ ta lại không thể nhìn thấy. Mạnh mẽ lên. Đan Huyền cười nói, ông ta nghĩ hỏa lực khủng bố đã khiến cho Triệu Bân bị tổn thương quá nặng dẫn đến chuyện đang luyện công thì bị ảo giác cho nên mới nói bừa như vậy. Triệu Bân không nói nữa, chỉ tĩnh tâm lắng nghe, nhưng lúc này hắn đã không còn nghe thấy tiếng gọi nào nữa, mọi thứ đều bình lặng. Trước đây khi hắn lần đầu tiên đến Linh Đan Các giúp Đan Huyền luyện hóa là từ kim thì hắn đã nhìn thấy một gương mặt mơ hồ ẩn hiện trong lò luyện đan đang kêu gọi hắn. Là ảo giác sao? Triệu Bân tự lẩm bẩm một mình, nhưng hắn đã nghe thấy giọng nói đó rất rõ ràng. Chuyên tâm đột phá tu vi. Bên ngoài lại truyền đến giọng nói chậm rãi của Linh Lung. Nói xong Linh Lung còn phóng một luồng cảm chi lực vào trong lò tử kim. Sau khi dạo một vòng để chắc chắn không có dị thường gì bên trong lò thì cô ta mới rút cảm chi lực về, nhất định là do tên nhóc cơ ngân này chịu không nổi cho nên mới giở trò. Triệu Bân không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, lại chuyên tâm tu luyện. Đến đây, dung hợp với ta. Tiếng gọi đó lại đột ngột vang lên một lần nữa. Lần này Triệu Bân không những nghe thấy tiếng gọi mà còn nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ đang nở nụ cười hết sức dữ tợn. Hình ảnh đó có đôi mắt trông vừa độc ác vừa u ám, đỏ đục như bị nhuốm máu tươi, cực kỳ giống một lệ quỷ tà ác đang muốn lôi hắn xuống địa ngục. Ai? Triệu Bân mở to hai mắt, cũng mở ra thiên nhãn. Tiếng quát của hắn vang lên hết sức đột ngột khiến cho Tô Vũ và Kiếm Nam đều giật nảy mình, ngay cả Đan Huyền vừa uống một ngụm rượu cũng bị giật mình đến mức phun ra, Linh Lung đang ngủ cũng bị đánh thức. Tên nhóc thối tha này, người bị điên à, Kiến Nam mắng một tiếng. Thực sự có người bên trong, Triệu Bân trầm giọng nói. Tên nhóc này, ngươi. Nào, để ta xem. Linh Lung phóng đến như gió, mở lò tử kim ra. Triệu Bân thấy vậy thì vội vàng che phần đũng quần, hiện giờ hắn đang không có mảnh vải che thân, bị người ta nhìn thế này khiến cho hắn cảm thấy rất xấu hổ. Linh Lung không nói gì, đôi mắt đẹp của cô ta khẽ nheo lại quét qua lò luyện đan một hồi. Sau khi cô ta đã quét qua từng tấc một bên trong lò, cô ta thấy ngoại trừ Triệu Bân thì không còn có một sinh vật sống nào bên trong, cho dù có thì thứ đó chắc chắn cũng sẽ bị thiên hỏa luyện diệt. Quét qua xung quanh một hồi thì ánh mắt của Linh Lung lại rơi vào người của Triệu Bân, hai mắt của cô ta xếch lên, ngươi che cái gì mà che, lão nương có gì mà chưa từng thấy qua. Thực sự có người, Triệu Bân nói với nét mặt hết sức chân thật. Đáp lại hắn chính là một bạt tai của Linh Lung. Chát. Một bạt tai nghe hết sức vang dội. Triệu Bân lúc nãy vẫn còn tỉnh táo thì bây giờ đã bị Linh Lung dùng một bạt tai đưa vào mộng đẹp, theo như Linh Lung nói thì cô ta đang giúp hắn ngủ ngon hơn. Lúc này cô ta mới đậy nắp lò lại. Trước khi bước đi cô ta còn liếc nhìn lại Triệu Bân một lần, đồ nhi của Hồng Uyên đối với tên nhóc này vẫn còn cảm thấy hết sức tò mò. Triệu Bân chìm vào giấc ngủ, trả lại cho Linh Đan các sự yên tĩnh. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Tô Vũ ho khan một tiếng rồi nhanh chân bỏ chạy, tốc độ bỏ chạy của Kiếm Nam cũng không chậm, bọn họ vốn muốn tới thăm Triệu Bân nhưng Linh Lung ở đây khiến cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Nữ nhân này đánh người không cần lý do, chỉ có một mình Tử Viêm vẫn còn bình tĩnh, an phận ngồi xổm một bên. Tiếp tục luyện. Linh Lung chỉ nói một câu rồi lại ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, trông hết sức thanh tĩnh thoải mái. Đan Huyền cười khổ, không dám lơ là. Hự.
Trong lò luyện đan, Triệu Bân không ngừng kêu rên. Hắn kêu rên không chỉ vì đau đớn mà còn là vì hắn đang gặp ác mộng, hắn đã bị Linh Lung đánh bất tỉnh, đầu óc ông mơ màng, trong giấc mơ hắn đang ở trong một nơi rất mờ mịt, lại nhìn thấy gương mặt quỷ kia đang nhe răng cười với hắn. Có lẽ đó không chỉ là một giấc mơ mà thực sự gương mặt quỷ đó đã xâm chiếm tâm trí của hắn và mọc rễ nảy mầm bên trong. Chỉ có điều Triệu Bân không hề biết. Mà Linh Lung và Đan Huyền cũng không biết. Xem đi, đúng như Nguyệt Thần dự liệu, người bình thường khó có thể gặp được cơ duyên tốt mà không phải vượt qua khó khăn. Gương mặt quỷ kia chắc chắn được tạo ra từ tà niệm đã có ở đây từ rất lâu, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, bằng không cũng sẽ không tránh được cảm chi lực của Linh Lung và Đan Huyền. Một luồng tà niệm thực sự có thể biến thành ma chướng. Không có thời gian để quan tâm. Nguyệt Thần thở dài trong lòng, cô ta đoán được thì đã sao, cuối cùng cô ta cũng không giúp được gì, ngay cả chính bản thân cô ta cũng cần có người giúp đây. Cô ta đã bị dính lời nguyền của thần mạnh đến mức không thể ngóc đầu lên được, nếu như không có chúc phúc của thần thì cô ta đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Khó khăn của ngươi còn chưa bằng một phần của ta. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, chẳng lẽ tai họa đi kèm với cơ duyên lại còn tồi tệ hơn lời nguyền của thần hay sao? Lời nguyền của thần mới là điều tồi tệ nhất. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Linh Lung thức dậy thì màn đêm đã buông xuống. Căn cơ của hắn vững chắc đến vậy sao? Đan Huyền tặc lưỡi không ngừng, theo dự tính của ông ta thì một viên đan cố nguyên đủ để võ tu thăng lên hai cảnh giới nhỏ trong một ngày. Nhưng cơ ngân thì hay rồi, đến tận bây giờ vẫn mới chỉ dừng lại ở tầng 4. Như vậy mới có thể thấy được căn cơ của tên nhóc này vững chắc đến mức nào, nguyên nhân chính là vì căn cơ quá vững chắc cho nên quá trình thăng cấp mới khó khăn hơn người khác. Nhưng một khi đã có thể thăng cấp thì sẽ không có võ tu đồng cấp nào có thể sánh bằng. Không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục luyện hóa. Sư phụ, người đừng quá mạnh tay, Tử Viêm nhỏ giọng nói. Tên nhóc này không chết được đâu, Đan Huyền vừa uống một ngụm rượu vừa nói. Tử Viêm giật giật khóe miệng, sư phụ cũng thật là ác. Dưới ánh trăng, Linh Lung thức dậy. Liếc nhìn Triệu Bân. Cô ta nhẹ phất tay áo phóng ra một tia linh dịch màu tím bay vào trong lò luyện tử kim. Xong việc thì tia linh dịch đó cũng dung hợp vào trong cơ thể Triệu Bân. Đồ tốt! Ánh mắt Tử Viêm lại sáng lên, giống như hắn ta đã nhận ra linh dịch màu tím kia. Phá! Tử Viêm vừa dứt lời thì Triệu Bân đã đột phá, từ tầng 4 thăng lên tầng 5 nhờ được dung hợp với linh dịch màu tím kia. Cũng như lần trước. Từ bên trong lò tử kim phóng ra một tia sáng chiếu thẳng lên không trung tạo nên dị tượng, chẳng qua dị tượng này hình như còn có thêm chút kỳ quái. Linh Lung thấy vậy cũng phải cau mày. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như cô ta đã nhìn thấy một gương mặt quỷ vặn vẹo hiện lên bên trong dị tượng, gương mặt quỷ đó còn đang nhe răng cười nham hiểm. Tuy nhiên, khi cô ta nhìn kỹ lại thì không có gì ở đó cả. Nhóc mập, người có nhìn thấy mặt quỷ hay không? Linh Lung hỏi. Nhóc mập mà cô ta đang nói tới chính là Tử Viêm. Sao cơ, Tử Viêm ngơ ngác nói. Còn ngươi, Linh Lung không hỏi hắn ta nữa, lại quay sang nhìn Đan Huyền. Mặt, quỷ, Đan Huyền cũng không rõ, nét mặt cũng ngơ ngác, sao tự nhiên lại có mặt quỷ nào ở đây, chắc là sư thúc đã nhìn nhầm rồi. Tiếp tục luyện, Linh Lung thu tầm mắt lại, cũng cho rằng mình đã hoa mắt. Không biết tới lúc nào thì Đan Huyền mới thu tay lại. Luyện hóa suốt một ngày, ông ta cũng đã kiệt sức. Dược lực của đan cố nguyên đều đã được luyện hóa, tạp chất trong cơ thể Triệu Bân cũng đã được loại thải ra ngoài phần lớn. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là Triệu Bân chỉ có thể thăng lên 2 tầng cảnh giới mà thôi. Nếu như là người khác thì đã có thể thăng lên được 3 tầng cảnh giới rồi, chỉ trách căn cơ của Triệu Bân quá vững chắc. Chỉ thăng 2 tầng thôi sao? Linh Lung thở dài trong lòng, vẫn còn quá chậm. Thật đáng tiếc. Đan cố nguyên chỉ có hiệu quả khi sử dụng lần đầu tiên, dùng tới lần thứ 2 sẽ trở nên vô dụng, vì vậy nếu như muốn nâng cao tu vi của cơ ngân trong thời gian ngắn thì vẫn phải nghĩ ra những cách khác. Linh Lung đúng là có cách khiến cho tu vi của cơ ngân tăng lên đỉnh phong trong vài đêm, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ làm tổn hại căn cơ của hắn, cũng phá hỏng điều kiện tiên quyết để ký kết khế ước. Sư tôn của cô ta đã từng nói, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng cách đó. Bởi vì nó có thể làm ảnh hưởng đến khế ước. Hay là thực hiện khai sáng cho hắn, Đan Huyền tìm một chỗ ngồi xuống, uống một ngụm rượu rối ngập nghinh nhìn Linh Lung hỏi.
phương pháp đó có tác dụng đối với người khác. Nhưng vô dụng đối với hắn, Linh Lung nói, lời này có rất nhiều ngụ ý, bởi vì căn cơ của cơ ngân quá vững chắc cho nên phương pháp này sẽ không có tác dụng. Nhắc đến cơ ngân, hắn vẫn còn ở trong lò tử kim. Một bạt tai của Linh Lung mạnh đến nỗi khiến cho đến tận lúc này hắn vẫn hôn mê, nhưng ngay cả lúc ngủ hắn cũng không được yên ổn, lông mày của hắn lúc nào cũng nhíu chặt lại, gương mặt quỷ bên trong ác mộng của hắn vẫn chưa thể nào tan biến. Tuy nhiên, hắn quả thực đã thăng cấp. Ở cảnh giới huyền dương tầng 5 khí huyết của hắn lại càng thêm dồi dào, hơn nữa nhờ vào thiên hỏa luyện thể mà xương cốt gân thịt của hắn cũng đã được tôi luyện đến cực hạn. Đêm lặng lẽ trôi qua. Đêm đó cả Linh Lung và Đan Huyền đều không nhàn rỗi, bọn họ dùng rất nhiều linh dược luyện hóa vào trong cơ thể Triệu Bân, muốn củng cố cảnh giới của hắn. Sao ta lại không may mắn như vậy, Tử Viêm thì thầm nói, cảnh giới một đường thăng lên 2 tầng, sau đó còn có thêm rất nhiều lợi ích. Sau một ngày một đêm Triệu Bân mới tỉnh lại. Vẫn như lúc trước, sau khi tỉnh dậy thì đầu óc của hắn rất choáng váng, hắn vừa xoa xoa ấn đường vừa hồi tưởng lại cảnh trong mộng. Trong mộng lộ ra một gương mặt quỷ, nhưng theo thời gian trí nhớ của hắn đã bị mờ đi, không còn nhớ được những gì đã xảy ra trong giấc mơ nữa. Lò luyện đan này nhất định có gì đó không ổn, Triệu Bân thầm nói trong lòng sau đó mở mắt ra quan sát xung quanh, chẳng lẽ lò luyện đan này được mang ra từ đất ma cho nên cũng nhiễm ma tính hay sao? Thật không may, sau khi quan sát hắn cũng không phát hiện ra được gì, điều này khiến cho hắn lại vò đầu bứt tai. Không hiểu sao trong lòng lại có chút mơ hồ. Chuẩn bị đón năm mới trong đó luôn à? Bên ngoài đã truyền đến tiếng nói của Linh Lung. Nghe thấy giọng nói đó, Triệu Bân mới thu tầm mắt lại, một tay mở lò luyện đan nhảy ra, tiếp đất đánh ầm một cái. Phụt! Đan Huyền vừa nhìn thấy hắn thì đã ho sặc sụa. Tử Viêm vừa nhìn thấy hắn thì liền há hốc mồm. Cũng không thể trách họ về chuyện này. Chỉ có thể trách cái tên Trần Như Nhộng vừa nhảy ra ngoài, hình thể xem ra cũng rất ổn, đặc biệt là cơ ngân bé phản chiếu dưới ánh trăng trông rất khỏe khoắn. Gương mặt của Triệu Bân ngay lập tức đỏ bừng, mặc dù bình thường hắn không có võ đức nhưng vẫn muốn có thể diệt, trước đó hắn chỉ lo nghiên cứu lò luyện đan mà quên mất mình đang không mặc quần áo, ngay khi Linh Lung gọi thì hắn đã nhảy ra ngoài nhanh như một cơn gió. Lạnh không? Linh Lung liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Lạnh. Triệu Bân vội vàng mặc quần áo vào. Sư tổ quả nhiên không có chuyện gì chưa từng thấy qua. Tử Viêm âm thầm tặc lưỡi, còn trộm liếc nhìn Linh Lung một cái, mặc dù sư tổ có bối phận cao nhưng vẫn là nữ nhân, vậy mà nhìn thấy hậu bối Trần Như Nhộng cũng không mảy may tỏ thái độ gì. Nếu như đổi lại là Vân Yên thì cơ ngân chắc chắn sẽ tàn đời. Thăng lên 2 tầng cảnh giới, cảm giác tốt chứ, Đan Huyền cười nói. Chủ yếu là muốn phá vỡ bầu không khí khó xử. Khá tốt, Triệu Bân cười nói. Mau đi tắm rửa đi, lát nữa sư tổ mang ngươi vào cung, Linh Lung lãnh đạm nói rồi nhấp một ngụm trà. Vào cung. Triệu Bân nghe đến đây liền cảm thấy ớn lạnh toàn thân, nữ nhân này thực sự muốn tống hắn vào cung rồi tìm cho hắn một công việc tốt ở trong cung sao? À. Triệu Bân thuận miệng đáp lại một chữ rồi ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Lời sư tổ đã nói thì hắn tất nhiên phải nghe, sau khi luyện thể thì toàn thân của hắn cũng đã trở nên bẩn thỉu không chịu nổi, cần phải tắm rửa sạch sẽ, còn chuyện vào cung thì thôi bỏ đi, chắc chắn đó cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, dễ vào khó ra. Trong núi có một hồ nước, Triệu Bân ngay lập tức nhảy vào rồi lặn xuống tận đáy hồ, cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, lúc chưa tắm rửa sạch sẽ thì cả người đều cảm thấy nóng bức khó chịu. Thăng lên tầng 5. Cảm giác thật tuyệt vời. Sau khi rời khỏi hồ nước, Triệu Bân duỗi người hết cỡ, xương cốt gân thịt đều được cường hóa, thậm chí mỗi một giọt máu đều mang theo nguồn năng lượng hết sức dồi dào, thăng lên 2 tầng cảnh giới quả nhiên không phải chuyện đùa. Hửm. Trên đường đi hắn gặp không ít đệ tử, ai cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc vì tu vi hiện tại của Triệu Bân, lúc trước thấy hắn thì hắn chỉ mới có cảnh giới huyền dương tầng 3. Hôm nay mới qua 2 ngày mà hắn đã tăng lên cảnh giới huyền dương tầng 5, tốc độ thăng cấp này quả thực quá nhanh. Xem đi, yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt. Cảnh giới huyền dương tầng 5, thực lực phải kinh khủng tới cỡ nào? Triệu Bân một đường đi qua, thẳng lên đỉnh Tử Trúc. Hắn rẽ vào một góc trên núi.
Bỗng nhiên ngay từ hướng chính diện lại có một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nữ tính. Đánh hơi thấy nguy hiểm, Triệu Bân ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Đi đâu? Phía sau hắn cũng ngay lập tức vang lên một giọng nói, sau đó liền có một bàn tay ngọc vươn ra tóm lấy hắn, đó chính là tay của Đồ Nhi Hồng Uyên. Sư tổ, thật là trùng hợp. Triệu Bân cười ha hả, hắn lại bị Linh Lung một tay xách đi như gà, thanh danh một đời lại bị quét sạch. Đúng là trùng hợp, Linh Lung nói xong liền xách hắn rời đi. Không, ta không đi. Triệu Bân gào lên, giãy giụa kịch liệt, bộ dạng như người sắp chết đuối, hắn biết Linh Lung định đưa hắn đi đâu, chắc chắn là cô ta sẽ đưa hắn vào cung. Linh Lung không nói gì, chỉ phất tay phóng ra thiệp mời. Triệu Bân nhận lấy thiệp mời, vừa nhìn đã cau mày. Đến tận lúc này hắn mới biết có người mới hắn vào cung, lại là Hoàng Phi Vũ Linh đích thân mời, trên thiệp mời có viết rõ như vậy. Hoàng Phi cho mời, người dám không đi sao, Linh Lung cười nói. Không dám, Triệu Bân cười khổ nói. Hoàng Phi Vũ Linh có thân phận gì, bà ấy chính là Hoàng hậu của Triều Long Đại Hạ. Không đi chính là không xem Hoàng đế ra gì, đó chính là tử tội. Ta chỉ là một tiểu võ tu, Hoàng Phi mời ta làm gì, Triệu Bân ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Linh Lung. Ngươi dám trêu ghẹo con gái của người ta, tất nhiên là người ta muốn nói chuyện với ngươi rồi, Linh Lung thản nhiên nói, con gái người ta mà cô ta đang nói tới tất nhiên chính là Long Phi, nàng công chúa tôn quý nhất của Đại Hạ. Lời này vừa nói ra thì Triệu Bân ngay lập tức cảm thấy lạnh lẽo, đây là đang muốn tìm hắn tính sổ sao? Mời hắn vào cung là để đánh hắn sao? Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Linh Lung cảm thấy rất thoải mái. Triệu Bân đoán không sai, sư tổ của hắn rất thích nhìn thấy hắn gặp chuyện khổ sở, Hoàng Phi đích thân mời hắn còn khiến hắn cảm thấy muốn tè cả ra quần. Có giấy dụa cũng vô ích. Linh Lung xách theo hắn một đường ra khỏi Thiên Tông. Vào đế đô rồi thì Linh Lung mới buông hắn ra. Chắc là ngươi biết Hoàng Cung ở đâu chứ hả, Linh Lung nói. Biết, biết. Triệu Bân cười nói, nhưng nét mặt so với khóc còn khó coi hơn. Đến đó cấm nói lung tung. Linh Lung chỉ để lại một câu rồi biến mất trong dòng người. Tại ngã tư đường, Triệu Bân do dự thật lâu mới tiếp tục bước đi, dù sao hắn cũng phải đi, hắn không thể giỡn mặt với Hoàng Phi Vũ Linh được. Cửa lớn Hoàng Cung trông hết sức nguy nga tráng lệ. Cách thật xa hắn đã nhìn thấy hai hàng vệ binh, ai cũng mặc áo giáp và dắt theo kiếm trên thắt lưng. Tu vi đều là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, chỉ riêng khí thế cũng đã đủ dọa người, hết sức uy nghiêm giống như hung thần ác sát. Hoàng cung trọng địa, dừng lại. Không chờ Triệu Bân tới gần thì đã nghe thấy tiếng vệ binh quát lớn, người vừa quát là một người đàn ông trung niên, chính là thống lĩnh vệ binh Hoàng cung được người trong đế đô gọi là Lôi Báo. Triệu Bân vội vàng lấy ra thiệp mời. Lôi Báo nhìn thấy thiệp mời thì cũng nhướng mày, liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hoàng Phi Vũ Linh đích thân mời hắn sao? Bà ấy chưa bao giờ phát thiệp mời cho một tiểu bối, tên nhóc này chính là người đầu tiên. Mà hình như tên nhóc này cũng có chút quen mặt, hình như hắn chính là cơ ngân của Thiên Tông. Tên nhóc này quả nhiên bên ngoài cũng có gương mặt rất bình thường như trong bức họa. Tiền bối, Triệu Bân nhỏ giọng gọi. Đi theo ta, Lôi Báo cười nói rồi trả lại thiệp mời cho hắn, ngữ khí cũng ôn hòa hơn. Hoàng Phi Vũ Linh đã đích thân mời hắn cho nên ông ta cũng không thể không nể mặt, tên nhóc này tiền đồ vô lượng, ngày sau ít nhất cũng phải đạt tới vị trí phó trưởng giáo Thiên Tông. Triệu Bân vội vàng đuổi theo. Nói thật đây là lần đầu hắn trở lại Hoàng Cung, vừa bước vào cửa Hoàng Cung thì hắn đã thấy có rất nhiều điều mới lạ khiến cho hắn phải ngước nhìn không thôi, khí thế tráng lệ, uy nghiêm khó tả khiến cho hắn cảm thấy rất áp lực. Ngoài ra còn có cấm chế ẩn. Trên đường đi hắn thấy có rất nhiều cấm chế, khí tức của các cường giả ẩn thân toát ra cũng không ít, sợ là ngay cả cường giả cảnh giới thiên võ cũng không dám ra tay lỗ mãng ở trong cung. Đại địa lực. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, đại địa linh mạch nằm ngay phía dưới hoàng cung, cảm giác tại đây so với bên ngoài lại càng rõ ràng hơn cũng tinh khiết hơn rất nhiều. Lôi Báo rất nhiều lần ngoái đầu nhìn lại, ông ta đã nghe qua rất nhiều giai thoại có liên quan đến cơ ngân. Đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông quả nhiên không tầm thường. Một lúc sau thì hai người đã đến ngự hoa viên. Vào trong nhớ đừng đi lung tung.
Lôi Báo vỗ vai Triệu Bân thiện chí nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân ngoan ngoãn chắp tay thi lễ. Sau khi thi lễ thì hắn mới hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào ngự hoa viên. Hắn thấy bên trong ngự hoa viên có rất nhiều hoa cỏ có màu sắc sặc sỡ, có cả những con bướm sặc sỡ bay lượn. Ngoài ra xung quanh còn có rất nhiều đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo cũng có không ít, đa số đều là những loại đã tuyệt tích ở thế giới bên ngoài. Tuyệt diệu! Kỳ hoa dị thảo phát sáng dưới ánh trăng rực rỡ, mỗi một loại hoa cỏ dường như còn tự tỏa ra tinh quang, thậm chí cả ngự hoa viên đều sáng lên ánh sáng huyền ảo, mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh, suýt chút nữa đã khiến cho Triệu công tử nổi lên bệnh nghề nghiệp. Sâu bên trong ngự hoa viên có một đình nghỉ mát. Từ xa Triệu Bân đã nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp tay cầm một cuốn sách cổ khẽ lật xem, người đó đang mặc phượng bào, nhất cử nhất động đều thể hiện rõ thần thái ung dung uyển chuyển. Rõ ràng người đó chính là Hoàng Phi Vũ Linh. Hai bên đình nghỉ mát có hai hàng cung nữ đang đứng hầu, tất cả đều có cảnh giới chuẩn thiên, chắc là hộ vệ của Hoàng Phi. Bái kiến Hoàng Phi. Cách thật xa Triệu Bân đã chắp tay thi lễ. Trong chớp mắt hắn còn trộm liếc nhìn lên. Đẹp. Hoàng Phi Vũ Linh quá xinh đẹp, dung nhan này tuyệt đối không hề thua kém nữ soái, nhất cử nhất động của bà ấy đều thể hiện khí chất cao quý, đôi mắt đẹp trong veo như nước, dưới ánh trăng sáng bà ấy trông như một nàng tiên bước ra từ trong tranh, toàn thân tỏa sáng, thánh khiết vô cùng. Thật mạnh, Triệu Bân thầm nghĩ. Hắn đang nói tới hoàng hậu của đại hạ, Hoàng Phi Vũ Linh có tu vi không hề tầm thường, bà ấy đã đạt tới cảnh giới chuẩn thiên, khí tức còn thâm sâu hơn cả nữ soái Xích Diễm. Sợ rằng ngay cả Tử Y Hầu cũng không phải là đối thủ của bà ấy. Đến đây, Hoàng Phi Vũ Linh mỉm cười nói, không hề có vẻ uy nghiêm của một hoàng hậu. Triệu Bân nhìn hai hàng hộ vệ rồi thận trọng bước lên đình nghỉ mát, cũng cẩn thận ngồi xuống, cảm thấy có chút kinh hãi. Hoàng Phi chỉ cười chứ không nói lời nào, nhân tiện còn quét nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang nhìn con rể. Cơ Ngân của Thiên Tông là một tên nhóc rất nổi tiếng dạo gần đây. Nay mới gặp quả nhiên danh bất hư truyền, khí tức mạnh mẽ của hắn vượt trội hơn hẳn so với các tiểu bối đồng trang lứa. Nhưng mặt khác thì, tướng mạo của hắn trông có chút không đạt yêu cầu. Tuy nhiên nhìn người không thể chi nhìn tướng mạo, quan trọng nhất vẫn là khí chất. Bà ấy đang quan sát hắn mà hai hộ vệ cảnh giới chuẩn thiên bên cạnh bà ấy cũng đang quan sát hắn, Hoàng Phi sẽ không vô duyên vô cớ mời một tiểu bối vào cung. Trông ánh mắt của bà ấy khi nhìn Cơ Ngân rõ ràng rất giống đang nhìn con rể, mà Cơ Ngân này trông cũng rất phi phàm, chắc chắn đám tiểu bối đồng trang lứa không thể nào so sánh được với hắn. Hai hộ vệ cũng thầm cười trong lòng. Hoàng Phi xem ra cũng rất vừa ý. Tên nhóc này, quả thực không tồi. Về phần Triệu Bân, hắn vẫn đang lo lắng hết sức, chỉ ngồi im một chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không dám, rất sợ chọc giận Hoàng Phi rồi sẽ bị đánh tan xác. Nghe nói người ở Thiên Tông trêu ghẹo con gái của ta, thật lâu sau mới nghe thấy Hoàng Phi Vũ Linh cười rồi liếc nhìn Triệu Bân hỏi. Hiểu lầm thôi, Triệu Bân ho khan đáp. Xem đi, tìm hắn đến đây rõ ràng là muốn tính sổ, đêm đó Long Phi đã đánh hắn tơi tả rồi mà hôm nay vẫn còn muốn đánh hắn thêm một trận nữa hay sao? Trong chớp mắt hắn còn liếc mắt nhìn vào trong ý thức của mình. Xác định Nguyệt Thần không ở đó thì hắn mới yên tâm. Trước mặt Hoàng hậu Đại Hạ tuyệt đối không thể nói bậy được. Trên thực tế, Nguyệt Thần đúng là muốn đẩy hắn xuống hố. Trêu ghẹo Hoàng hậu, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích. Uống trà đi. Hoàng Phi Vũ Linh cười nhẹ nói, không thể tiếp tục dọa tên nhóc này, hắn mới lần đầu đến Hoàng cung mà đã bị dọa khóc thì cũng không tốt lắm. Triệu Bân vội vàng bưng chén trà lên uống. Hoàng Phi đích thân mời trà quả nhiên không tầm thường. Không biết đây là loại trà gì mà vừa uống vào đã cảm thấy ngọt thơm thanh khiết. Trà ngon bỗng nhiên lại khiến cho hắn khó nén được tâm tình. Trong một chớp mắt, suýt chút nữa hắn đã há miệng hỏi mượn lệnh thông hành vào hình tháp, trong tay Hoàng hậu Đại Hạ cũng có một lệnh thông hành. Đấu tranh tư tưởng nhiều lần, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Hắn chỉ là một tiểu bối cảnh giới huyền dương nhỏ nhoi, vẫn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Lúc này há miệng ra hỏi mượn chính là tự rước lấy xấu hổ, Hoàng Phi không thể nào cho hắn mượn, hơn nữa còn có thể vì thế mà nghi ngờ. Mẫu hậu. Trong lúc này đột nhiên lại có một tiếng gọi vang lên. Long Phi nhanh nhẹn tiến vào, lúc ở Thiên Tông trông cô ta trong trẻo nhưng lạnh lùng, bây giờ ở đây trông cô ta lại rực rỡ như một con bướm đang bay lượn,
bước đi uyển chuyển, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào, e rằng chỉ có ở tẩm cung của mẫu hậu mình thì cô ta mới dám để lộ ra sự hồn nhiên đến thế. Bước vào trong rồi thì cô ta mới nhìn thấy Cơ Ngân. Long Phi sửng sốt một chút, còn tưởng mình nhìn nhầm. Bái kiến công chúa, Triệu Bân đứng dậy thi lễ. Ngươi, sao lại ở đây? Long Phi hết sức kinh ngạc, rõ ràng đây là tẩm cung của mẫu hậu cô ta nhưng cô ta lại bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, lúc nãy không biết cho nên cô ta mới bước vào trong một cách hết sức nhanh nhẹn sôi nổi, chưa bao giờ cô ta tỏ ra như thế trước mặt người ngoài, thật là thất lễ. Hoàng Phi tìm ta, Triệu Bân sờ sờ chóp mũi nói. Lời này vừa nói ra thì Long Phi lại càng kinh ngạc, mẫu hậu của cô ta chính là hoàng hậu của đại hạ, chưa bao giờ mời một tiểu bối vào cung, hôm nay Cơ Ngân có thể nói chính là người đầu tiên. Ngồi đi, Hoàng Phi Vũ Linh khoát tay nói. Long Phi thu tầm mắt lại, từng bước đi vào trong đình nghỉ mát, còn không quên nhìn về phía Triệu Bân, thái độ của cô ta có vẻ không được tốt cho lắm, trong đôi mắt xinh đẹp còn bùng lên một ngọn lửa. Chuyện hắn trêu ghẹo cô ta vẫn còn nhớ rất kỹ. Triệu Bân đứng ngồi không yên. Giờ phút này hắn thực sự muốn văng tục, muốn lôi 18 đời tổ tiên của Nguyệt Thần lên để hỏi thăm, nữ nhân đó thực sự quá xấu xa. Khi Triệu Bân rời khỏi Ngự Hoa Viên thì đêm đã khuya. Xét thấy hắn là một nhân tài, Hoàng Phi Vũ Linh còn bảo Long Phi tiễn hắn khiến cho bầu không khí dọc đường đi trở nên hết sức khó xử. Hửm! Vệ binh tuần tra đi ngang qua nhìn thấy bọn họ cũng không khỏi nhíu mày. Công chúa có thân phận tôn quý bậc nào, thế mà lại có thể đích thân đi tiễn Cơ Ngân. Đêm đó thực sự chỉ là hiểu lầm. Triệu Bân lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám giữa hai người, mặc dù hắn không thể giải thích rõ ràng nhưng hắn vẫn phải nói. Nếu như ngươi còn dám nói về chuyện này thì ta sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Long Phi lạnh lùng nói một tiếng, ngọn lửa bùng lên bên trong đôi mắt đẹp vẫn chưa tắt. Nếu như hắn không phải là một nhân tài thì cô ta đã đánh hắn tan xác từ lâu rồi. Triệu Bân cười khổ, tiếp tục giữ im lặng. Trong lúc đó hai người đã bước trên cầu rồng. Thật trùng hợp, còn chưa đi hết cầu thì bọn họ đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Long Phi biết hắn ta, mà hắn ta cũng là bạn cũ của Triệu Bân, Ân Minh. Cơ Ngân. Nhìn thấy Triệu Bân, Ân Minh không khỏi nheo mắt lại. Đêm đó Ân Minh đã phái Ngân Sơn lão quỷ đi giết Cơ Ngân, thuận tiện cướp lấy chiếc nhẫn ma, nhưng mấy ngày qua hắn ta không thấy Ngân Sơn lão quỷ trở lại, mà Cơ Ngân cũng vẫn còn sống tốt, điều này khiến cho hắn ta cảm thấy rất khó hiểu. Gặp nhau ở đây còn khiến cho hắn ta cảm thấy bất ngờ hơn. Hơn nữa, việc Triệu Bân đi dạo với Long Phi đã khiến cho Ân Minh cảm thấy rất khó chịu, đại hạ Long Phi thuộc về hắn ta, cái tên Cơ Ngân này là cái thá gì chứ? Bái kiến công chúa, Ân Minh chắp tay thi lễ. Đêm đã khuya sao ngươi còn tới đây, Long Phi lịch sự cười hỏi. Ông nội đang tìm ta, Ân Minh mỉm cười rồi nhìn sang Triệu Bân nói tiếp, thật bất ngờ khi gặp cơ sư đệ ở đây. Có duyên quá, Triệu Bân mỉm cười nói, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại có sát ý, đêm đó suýt chút nữa là hắn bị hại mất mạng, sớm muộn gì hắn cũng phải tìm Ân Minh tính sổ. Không chỉ có hắn. Phượng Vũ cũng đang chờ để được tính sổ với Ân Minh. Đi thôi, Long Phi cất bước đi trước. Triệu Bân vội vàng theo sau, hắn không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Phía sau lưng họ, sắc mặt của Ân Minh trở nên hết sức khó coi. Đã tìm được Ngân Sơn chưa, Ân Minh hỏi. Vẫn bặt vô âm tín, Kim Sơn lão quỷ bên cạnh hắn ta lắc đầu nói. Tiếp tục tìm, Ân Minh lạnh lùng nói. Ngoài ra hãy kiểm tra xem tại sao Cơ Ngân lại tới đây và hắn đã gây ra chuyện gì. Đã hiểu, Kim Sơn lão quỷ gật đầu. Ân Minh rời đi, trong lòng tràn đầy lửa giận. Lửa giận này không chỉ vì Cơ Ngân mà còn vì Ngân Sơn lão quỷ, bảo lão ta đi giết Cơ Ngân, lão ta rốt cuộc con mợ nó đã chạy đi đâu. Trên núi bất tử của ta. Đây chính là câu trả lời của Triệu Bân. Đối với Ngân Sơn lão quỷ Triệu Bân phải xử lý cẩn thận. Nếu như thả lão ta ra ngoài thì sau này lão ta sẽ trở thành một tai họa. Nghĩ đến chuyện bắt cóc tống tiền, hắn lại liếc mắt nhìn Long Phi. Nếu như bắt cóc công chúa thì đòi bao nhiêu tiền mới thích hợp đây? Đa tạ công chúa đã tiễn ta. Sau khi ra khỏi cửa cung thì Triệu Bân ngay lập tức chạy thẳng. Còn chưa đợi Long Phi nói tiếng nào thì hắn đã quay đầu bỏ chạy,
có lẽ vì chạy quá nhanh cho nên hắn vẫn chưa vững bước và bị ngã chổng vó, vừa ngã xuống là hắn đã liền đứng lên tiếp tục chạy. Hắn chạy trối chết, vừa chạy vừa té liên tục. Phải chạy nhanh mới được, hoàng cung chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, có thể sống sót bước ra ngoài khiến hắn cảm thấy rất xúc động. Ta, đáng sợ như vậy sao? Khóe miệng Long Phi giật giật, vài phút sau cô ta lại che miệng cười trộm, thái độ chật vật của Cơ Ngân trông thật buồn cười. Trở về đường phố, Triệu Bân lại đi thẳng đến Thanh Lâu. Nhưng khi hắn vừa đến cửa Thanh Lâu thì đã bị tóm. Ai tóm hắn? Chính là người của Linh Lung Các. Xem đồ vẫn là Linh Lung có tâm nhìn xa, biết trước hắn sẽ đi ăn chơi ở Thanh Lâu cho nên mới cố ý tìm người tới ôm cây đội thỏ. Nửa đêm rồi mà Linh Lung vẫn chưa ngủ, vẫn đang uống trà trong đình nghi mát, hoặc là nói cô. Ta đang đại Triệu Bân tới để nói chuyện. Xe tổ thật có nhã hứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gương mặt của Triệu Bân đã đen như đít nồi. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đệ tử đứng đầu tỷ thí Tân Tông, thế mà suốt ngày lại bị mấy lão già này xách đi khắp nơi. Đã đi gặp mặt chưa? Linh Lung cười hỏi. Đi rồi. Triệu Bân quay đầu quan sát khắp nơi, không hổ là phủ đệ của Đồ Nhi Hồng Nguyên. Nơi đây có rất nhiều bảo vật, kỳ hoa dị thảo, quái thạch linh tuyền, tất cả đều khiến cho tay chân của hắn cảm thấy ngứa ngáy. Ngươi, có phải đang giấu ta điều gì không? Linh Lung nói. Sư tổ đang ám chỉ đến chuyện gì, Triệu Bân hỏi ngược lại. Lai lịch của ngươi, Linh Lung cười nhìn Triệu Bân. Lai lịch của ta thực sự trong sạch. Triệu Bân ra vẻ chính trực nói, nhưng hắn không bước vào trong đình nghỉ mát mà chỉ đứng ở bên ngoài trong tư thế sẵn sàng chạy trốn. Chỉ cần dùng thiên nhãn thuấn thân thì trong nháy mắt hắn có thể chạy xa 20 trượng. Nữ nhân này đêm đã khuya vẫn còn tìm hắn, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Chủ yếu là, hắn sợ bị đánh. Trong trí nhớ của ta cũng có một người xuất chúng như ngươi, Linh Lung uống một ngụm trà rồi mới nhìn về phía Triệu Bân cười nói, hai người đều là yêu nghiệt nghịch thiên. Không biết sư tổ đang nói tới ai, Triệu Bân hỏi. Thành Vong Cổ, Triệu Bân. Ngay cả sư tổ mà cũng phải khen như vậy thì hắn chắc hẳn là rất phi phàm. Ngươi đã từng gặp hắn chưa? Chưa. Triệu Bân nói mà không hề chớp mắt, kỹ năng diễn xuất thần sầu đã được kích hoạt. Hắn biết đệ tử của Hồng Nguyên đang kiểm tra mình thì lại càng diễn xuất hoàn hảo hơn, không hề có sơ hở. Linh Lung không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Triệu Bân. Nhìn hắn một lúc, cô ta tin rằng Triệu Bân không hề nói dối mình. Thật lâu sau thì cô ta mới vươn vai đứng lên nói, đi theo ta. Triệu Bân không hiểu chuyện gì, chỉ có thể đi theo. Hai người một trước một sau đi vào trong một khu rừng trúc. Ở sâu trong rừng trúc có một cái hồ. Chính xác mà nói thì đó là một tòa lôi trì, bên trên có lôi điện chớp sáng toát ra khí tức bá liệt, tinh nguyên nồng đậm dị thường. Lôi trì tốt. Triệu Bân vừa nhìn thấy thì hai mắt đã sáng ngời. Nơi này đúng là bảo địa, được tu luyện ở đây chắc chắn sẽ thu được kết quả gấp đôi nỗ lực. Vào đi, Linh Lung nói. Chuyện này, thật ngại quá, Triệu Bân ngập ngừng bước xuống hồ, sư tổ đã nói vậy thì hắn cũng phải nể mặt. Linh Lung liếc nhìn hắn. Một tên tiểu bối như Cơ Ngân thực sự rất hiếm có, mỗi lần gặp hắn thì cô ta lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân mà không hiểu tại sao. Không tệ. Triệu Bân cười ha hả rồi khoanh chân ngồi xuống, nước trong hồ thực sự rất kỳ dị, không chỉ có tinh nguyên nồng đậm mà còn tự mang lôi tức, hấp thụ vào trong cơ thể có thể tẩm bổ khí lực, cũng có thể bổ sung uy lực cho thiên lôi. Tu luyện cho tốt. Linh Lung ngáp dài một cái rồi quay đi. Nếu như không phải do sư phụ của cô ta muốn Cơ Ngân tăng tu vi trong thời gian ngắn nhất có thể thì cô ta cũng sẽ không hào phóng để Cơ Ngân chạy tới đây tu luyện. Đa tạ sư tổ. Triệu Bân cảm ơn một cách chân thành. Vừa nói xong thì hắn đã nhắm mắt lại vận chuyển công pháp, dẫn nước hồ vào trong cơ thể thanh lọc tứ chi xương khớp, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, huyết mạch cũng đều được luyện hóa. Đêm lại càng sâu hơn. Triệu Bân lại giống như một lão tăng đang ngồi thiền định. Bộ dáng trang nghiêm. Đột nhiên, dưới ánh trăng sáng, trong lúc hắn đang nhắm mắt khoanh chân thiền đình thì khóe miệng của hắn lại nhếch lên, đây không phải là biểu hiện của hắn mà chính là của gương mặt quỷ, trong chớp mắt nó đã khống chế tâm thần của hắn, sau đó khiến cho hắn lộ ra bộ mặt dữ tợn, khí huyết bên trong cơ thể của hắn cũng đang biến hóa kỳ lạ. Những điều này Triệu Bân không biết. Những điều này Linh Lung cũng không biết. Những điều này Nguyệt Thần biết. Nhưng cô ta không có thời gian để quan tâm đến hắn.
Nguyệt thần còn đang bận chống lại lời nguyền của thần, chuyện đó mới khó khăn làm sao. Cô ta đã bị thương đến mức không thể ngẩng đầu lên được, cho dù có chúc phúc của thần thì tình trạng của cô ta lúc này cũng không khá hơn là bao, tu vi của Triệu Bân phải tăng lên thì cô ta mới có cơ hội trở mình. Tại rừng trúc, lôi điện trên lôi trì liên tục chớp sáng. Trên thân thể của Triệu Bân lúc này cũng có lôi tức quẩn quanh, nhìn từ xa trông hắn đã không còn giống con người mà giống như một cột thiên lôi từ trên trời đánh xuống, ngay cả mái tóc đen của hắn đang tung bay cũng đã bị nhuộm đầy lôi quang, khí tức mà hắn toát ra hết sức bá liệt, các thuộc tính đan xen vào nhau tạo thành nguồn năng lượng không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nguồn năng lượng đó đã khiến cho từng phiến trúc ở hai bên đều bị chặt ngang thân. Khá lắm nhóc con! Linh Lung ngoái đầu lại, vừa nhìn thấy đã vô cùng kinh ngạc. Ngoài kinh ngạc thì Linh Lung còn cảm thấy đau lòng, tòa lôi trì này đã hao phí biết bao nhiêu tâm huyết của cô ta, bây giờ lại để cho cơ ngân được hưởng lợi. Chờ xem, khi cơ ngân xuất quan thì chắc chắn tinh nguyên bên trong lôi trì sẽ bị hấp thụ sạch sẽ, cô ta chẳng còn lạ gì tính tham ăn của hắn nữa. Thật lâu sau Linh Lung mới xoay người rời đi. Phía sau lưng cô ta Triệu Bân vẫn đang chăm chỉ tu luyện, hắn không chỉ dùng lôi trì để luyện thể mà còn âm thầm hấp thu lôi tức từ trong lôi trì. Thân thể của hắn giống như một cái hố không đáy, từng lỗ chân lông trên thân thể mở to giống như khi hấp thụ linh khí vậy. Không thể trách Linh Lung, với tốc độ hấp thụ của hắn thì chỉ trong vòng dăm ba ngày lôi trì chắc chắn sẽ bị hấp thụ sạch sẽ. Đêm lặng lẽ trôi qua, bình minh đã tới. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp tràn ngập núi Bất Tử. Nhìn từ bên ngoài núi Bất Tử trải dài vô tận nhưng khi bước vào trong thì đó lại là một khung cảnh khác, đập vào mắt chỉ có mây mù sương tỏa. Thường xuyên có người ngoài lạc vào đây. Đối với những người này, nếu như có thể thả thì mấy người ma tử tất nhiên đều sẽ thả ra. Vẫn là câu nói kia, bọn họ chỉ nhằm vào kẻ thù, không phải kẻ thù tất nhiên bọn họ sẽ không trói buộc, nhưng nếu như kẻ bị lạc vào không biết điều thì lại là một chuyện khác. Làm gì vậy? Đừng lười biếng. Đại trưởng lão vừa tỉnh ngủ, đang ngồi trên một đỉnh đồi nhỏ bắt chéo chân, một tay cầm ống điếu hút phì phèo. Sương khói lượn lờ khiến cho lão ta trông giống y hệt như người đang tu tiên. Không cần lão ta nói thì ma gia cũng sẽ không nhàn rỗi, người nào phải vẽ bùa thì vẽ bùa, người nào tạo linh kiện thì tạo linh kiện, bọn họ đã vẽ ra được một số lượng lớn bùa chú, một phần giữ lại dùng còn một phần đem bán đổi lấy tài nguyên tu luyện, đáp ứng cho nhu cầu tự cấp tự túc. Bên cạnh đó các xe nỏ cũng đã được lắp ráp với số lượng lớn, nhiều người nhiều sức. Phải phân công hợp tác mới có thể tạo ra nhiều thành quả với công sức ít hơn bình thường. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu ma quật. Nhị trưởng lão xách theo bầu rượu đi thị sát, đi qua một khu đất xếp hàng dài những chiếc xe nỏ trông hết sức đẹp mắt, hơn nữa số lượng còn vô cùng dồi dào, chờ tìm được hang ổ của ma quật rồi thì bọn họ nhất định sẽ san phẳng. Mọi thứ đang diễn ra đúng hướng. Theo lão phu tính toán thì quả trứng này có thể nở ra một con thần thú. Có mấy lão già đang đứng quanh một quả trứng vàng trên đỉnh núi, có vài người giơ tay gõ lên vỏ trứng, cũng có vài người lấy kính lúp ra nghiên cứu kỹ càng. Từ khi Triệu Bân rời đi thì trên quả trứng này mỗi ngày đều xuất hiện một vết nứt mỏng hơn sợi chỉ, có lẽ vài ngày nữa nó sẽ nở ra, tất cả mọi người bao gồm cả ma tử, Phượng Vũ và đại trưởng lão đều hết sức tò mò không biết nó sẽ nở ra thứ gì. Thời gian trôi nhanh, chẳng bao lâu màn đêm lại buông xuống. Triệu Bân vẫn ở trong lôi trì. Hôm nay mực nước hồ đã giảm xuống vài tấc, tất cả đều đã bị Triệu Bân hấp thụ, đối với bảo bối bậc này hắn không hề khách khí một chút nào. Nhanh nhanh nhanh! Đêm nay phủ đệ của Linh Lung không hề bình yên, người qua kẻ lại tấp nập, người nào người nấy đều ôm một đống giấy tờ lớn trên tay. Linh Lung rất tận tâm với công việc, thân là thống soái ám ảnh, cô ta đã nỗ lực hết mình để xây dựng lại mạng lưới tình báo. Giấy tờ lai lịch thành viên trong mấy chục năm qua đều bị cô ta điều tra qua một lượt, quyết tâm lôi hết tất cả nội gián bên trong Thiên Tông và Hoàng tộc ra ngoài ánh sáng. Dưới ánh trăng, một bóng dáng xinh đẹp đi vào phủ đệ. Người đó chính là Sở Vô Xương đã cải trang thành đàn ông, Sở Vô Xương thoạt nhìn thì giống như một tiểu thư sinh nhưng dáng đi lại có chút kỳ quái. Không có nhiều người biết Sở Vô Xương cũng là thành viên của ám ảnh, ngoại trừ Linh Lung cùng Dương Huyền Tông thì không có người thứ ba biết. Kể cả lão tổ Sở gia và nữ soái Xích Diễm. Đây là kế hoạch của Linh Lung, cô ta muốn nâng đỡ hậu bối để thay thế các thành viên cũ. Để giải quyết tận gốc vấn đề nội gián xâm nhập mạng lưới tình báo thì mỗi một thành viên của ám ảnh đều được Linh Lung đích thân chọn lựa.
mà Sở Vô Xương tới đây tất nhiên cũng là để tìm Linh Lung, trước đây Linh Lung đã giao cho cô ta một nhiệm vụ, chắc là cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhà đầu, chờ một chút, sư thúc vẫn đang điều tra giấy tờ dưới địa cung, có một lão già tóc trắng đi tới, trên tay còn ôm theo một sấp giấy tờ, nói xong liền vội vàng rời đi. Sở Vô Xương ho khan, xem ra cô ta tới không đúng lúc. Một tiếng sấm nổ vang trời đột ngột vang lên. Ngẩng đầu thấy mây đen cuồn cuộn che trời, lôi điện vần vũ, rõ ràng là trời sắp mưa. Sở Vô Xương thấy vậy thì bước vào một đình nghỉ mát để trú mưa. Cô ta không thích giông bão cho lắm, nhưng có người thì lại rất thích. Đó chính là Triệu Công Tử, sau khi học được thiên lôi quyết thì mỗi ngày hắn đều chờ trời mưa, mỗi ngày hắn đều chờ thiên lôi đánh, đối với hắn mà nói thì thiên lôi chính là cơ duyên tạo hóa của hắn. Đến đúng lúc lắm. Triệu Bân nở một nụ cười, đã bắt đầu vận hành tâm quyết. Ngay khi tâm quyết được vận hành thì thiên lôi đã đánh thẳng từ trên trời xuống đầu hắn, đánh trúng ngay đỉnh đầu của hắn, lôi điện bá đạo bao phủ lấy toàn thân hắn. Lại đến đây, Triệu Bân gầm thét trong lòng. Hắn vừa dứt lời thì đã có thêm hàng loạt đạo thiên lôi xé rách bầu trời đánh xuống. Vì thiên lôi đánh xuống quá bạo liệt cho nên lôi chỉ cũng nổi sóng, hết lần này đến lần khác nhấn chìm hắn, lôi tức xâm nhập vào cơ thể hắn. Tinh luyện cơ thể của hắn, khiến cho thiên lôi bên trong cơ thể hắn được tăng cường. Thiên lôi cũng giống như một chiếc búa thần đang giáng xuống, dần dần biến hắn từ một khối sắt thành một món thần binh. Cột thu lôi. Sở Vô Xương đang ngồi ở trong đình nghỉ mát lẩm bẩm, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mấy đạo thiên lôi đang đánh xuống đúng một chỗ bên kia. Thấy lạ cho nên cô ta liền cầm ô đi xuyên qua hoa viên sâu vào bên trong, mắt liên tục quan sát bầu trời, thiên lôi này như có linh tính. Hoặc có lẽ đã được triệu hồi theo một cách nào đó. Cuối cùng Sở Vô Xương dừng chân nơi rừng trúc. Đến tận đây Sở Vô Xương mới thu tầm nhìn lại, ngạc nhiên nhìn về phía lôi chỉ cách đó không xa, có một người đang ngồi xếp bằng bên trong, người đó chính là bạn cũ của cô ta. Thành thật mà nói, cô ta không ngờ Cơ Ngân cũng ở đây. Vừa ngạc nhiên, cô ta lại vừa kinh sợ. Vì sao Sở Vô Xương kinh sợ? Cô ta đã bị tâm quyết của Triệu Bân làm cho kinh sợ. Sao hắn lại có thể lấy thân dẫn lôi, hắn đã luyện loại công pháp gì vậy? Công pháp này thật quá bá đạo, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta không khỏi run lên, không ngờ hắn còn có thể đối kháng với thiên lôi. Triệu Bân không biết Sở Vô Xương đã tới cho nên chỉ chuyên tâm hấp thụ thiên lôi này xuất hiện một cách bất ngờ, chính là may mắn của hắn. Sở Vô Xương lặng lẽ đứng quan sát. Giờ phút này, Triệu Bân trong mắt cô ta đã trở thành một quái vật. Thân thể người phàm lại có thể dẫn lôi, đúng là đã khiến cho cô ta mở mang tầm mắt. Cơn giông đến nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Bân còn chưa hấp thụ thỏa, nếu như bị thiên lôi đánh 3 ngày 3 đêm thì hắn còn có thể thăng cấp, nhưng đáng tiếc hắn không kéo dài thiên lôi được. Không biết phải chờ bao lâu mới tới cơn giông tiếp theo. Triệu Bân thở dài trong lòng, hắn còn cảm thấy chưa bị thiên lôi đánh đủ. Vừa dứt lời thì đầu óc của hắn cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Các giác quan không còn nhanh nhạy, đầu óc choáng váng muốn ngủ, không thể phân biệt rõ hư hư thật thật. Chuyện này không phải do hắn mà là do gương mặt quỷ. Trong màn đêm u ám, gương mặt quỷ lại tác oai tác quái khiến cho tâm trí của hắn hỗn loạn, ma lực không thể kháng cự đang nhấn chìm tâm trí hắn. Ta, không bằng ngươi. Cách đó không xa, Sở Vô Xương hít sâu một hơi, cô ta không quấy rầy Triệu Bân, chỉ lẳng lặng lui ra ngoài, núi cao còn có núi cao hơn. Cô ta muốn không phục cũng không được. Tuy nhiên, khi cô ta vừa rời bước thì đã nghe thấy âm thanh ào ào phát ra từ lôi chỉ phía sau khiến cho cô ta bất giác quay đầu lại. Ngay lập tức cô ta liền nhìn thấy trước mặt mình một dáng hình quỷ mị. Dáng hình đó tất nhiên là của Triệu Bân, hắn đã từ bên trong lôi chỉ lướt tới như một bóng ma. Dung mạo thật đẹp. Triệu Bân cười nhạt một tiếng, vươn tay ra nhẹ nâng cằm Sở Vô Xương lên, trong mắt hắn lóe ra một tia sáng. Nhìn Sở Vô Xương bằng một ánh mắt giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ngươi! Sở Vô Xương không khỏi từng bước lui về phía sau, bên trong đôi mắt đẹp bùng lên ngọn lửa giận, khuôn mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ, cái tên này quá tự phụ, còn dám động vào cô ta như thế. Vèo! Triệu Bân theo sát như bóng với hình, chỉ trong chớp mắt đã vòng ra phía sau Sở Vô Xương, đưa tay túm lấy bờ vai ngọc ngà của cô ta một lần nữa, sau đó kề sát mặt vào mép tai Sở Vô Xương. Hít một hơi hương thơm quyến rũ trên người cô ta với vẻ đắc chí. Sở Vô Xương như bị điện giật, nảy cả mình, toàn thân tê dại.
Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Cơ Ngân trở nên có tính xâm lược như vậy, chọc cho tim cô ta đập bình bịch. Khí huyết tinh thuần thật. Triệu Bân vẫn còn đang hít hà thỏa thuê, vẻ mặt đầy sung sướng và nguy hiểm. Sở Vô Xương chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhất thời không biết làm sao. Ngươi làm gì thế? Sở Vô Xương vẫn còn chút tỉnh táo, ma lực bị xua tan, cô ta khẽ quát, lùi lại một bước, gò má ửng đỏ lên. Cô đi mà được à? Triệu Bân khẽ nhếch khóe môi, bám theo như cơn ác mộng, hắn lại tiến thêm một bước, đầu ngón tay đầy ma lực chĩa về hướng Sở Vô Xương. Vừa hay đúng lúc Sở Vô Xương quay lưng, ngón tay chuẩn xác chỉ trúng vào giữa hai chân mày của cô ta. Cùng tu vi cảnh giới nhưng không ngờ cô ta lại bị Triệu Bân phong ấn chỉ với một ngón tay, không chỉ có năng lực hành động mà đến cả quyền nói chuyện, cô ta cũng bị tước đoạt mất. Quen biết Cơ Ngân lâu vậy mà cô ta lại không biết Cơ Ngân có phép phong ấn kỳ lạ như thế. Một cơn gió nhẹ thổi đến làm cô ta té ngửa. Cô ta không nói được gì, chỉ có đôi mắt là rực sáng như lửa, nếu như không phải bị phong ấn thì cô ta nhất định sẽ cho Cơ Ngân một kiếm, đêm hôm mà dám giở trò lưu manh với ta à. Triệu Bân không để tâm, nằm đè lên trên người cô ta. Đôi mắt hắn đỏ ửng, ánh mắt nguy hiểm và điên cuồng. Bộ dạng lưỡi liếm môi trông khá thú tính giống như một tên ma đầu, không còn lý trí, chỉ còn dục vọng nguyên thủy nhất. Một tiếng dẹt vang lên, Triệu Bân xé toạc một vạt áo của Sở Vô Xương, mùi hương quyến rũ của phụ nữ là thuốc độc khiến ma đầu phát điên. Trắng thật, dù bị đập đến không ngẩng đầu lên nổi nhưng Tú Nhi nào đó vẫn không quên liếc mắt nhìn, cảnh tượng trong rừng trúc thật đặc sắc. Nhìn đi, không phải đồ đệ cô ta không thông mà là cách dạy của cô ta chưa đúng. Vẫn là khuôn mặt quỷ có tà niệm đó nhanh gọn, không cần nhiều lời, cứ cởi đồ thẳng thôi. Nhìn sang Sở Vô Xương, ngọn lửa trong mắt cô ta đã bị hơi nước dập tắt, dưới ánh trăng, hơi nước ngưng tụ lại thành xương. Lớn đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên cô ta bị ức hiếp đến mức đó nên thấy uất ức đến muốn khóc. Dẹt. Đối với một số người mà nói thì âm thanh đó còn êm tai hơn cả khúc nhạc tiên, mà da rẻ của Sở Vô Xương còn nõn nà hơn cả ánh trăng. Cơ Ngân. Đột nhiên, một tiếng hét vang vọng khắp rừng trúc. Linh Lung đã đến, mang theo cả khí thế và uy áp chuẩn thiên. Đúng là gan to bằng trời mà. Linh Lung lạnh lùng hừ một tiếng, tung một chưởng đánh bật Triệu Bân. Triệu Bân giống như một bao cát, bay tít ra xa, đụng gãy cả một vùng trúc. Hắn vẫn chưa rơi xuống đất thì đã cảm thấy có một lực hút đáng sợ ập đến. Linh Lung đã xòe năm ngón tay, hướng về phía hắn. Mà lực hút đáng sợ đó lại đến từ lòng bàn tay của cô ta, hút Triệu Bân quay ngược về. Cô ta bóp chặt lấy cổ hắn bằng một tay và nhấc bổng hắn lên không trung, ánh mắt cực kỳ sắc lạnh. Hay cho tên Cơ Ngân, bà đây đã nể mặt ngươi lắm rồi, trêu ghẹo thì cũng thôi đi, không ngờ lại còn dám dùng vũ lực cưỡng ép, ý gì đây hả? Muốn cưỡng bức Sở Vô Xương ở ngay trong phủ Linh Lung của ta sao? Triệu Bân không chịu yên. Dù bị bóp chặt cổ nhưng tay chân vẫn cứ vùng vẫy, quan trọng nhất vẫn là thần thái. Vẻ mặt hắn vô cùng hung dữ, ánh mắt nhìn Linh Lung cũng cuồng bạo và khát máu, giống hệt như một tên ma đầu đang nổi giận, con ngươi nổi đầy gân máu đỏ ửng như muốn nhỏ máu. Khả năng diễn xuất của ngươi càng lúc càng giỏi rồi đấy. Linh Lung lạnh lùng nói rồi quăng Triệu Bân xuống đất. Cô ta vừa ném xuống thì xương cốt trên người Triệu Bân đều kêu lên rắc rắc. Những chuyện đó cũng không làm hắn chậm lại, hắn bỏ dậy, điên cuồng nhào về phía Linh Lung, mặt mày trở nên rất đáng sợ. Linh Lung vừa nhìn thấy thì, ô hay, còn dám khi sư diệt tổ à? Bốp, tiếng tát tai đặc biệt lớn đến mức nào chứ? Đến mức khuôn mặt bình thường của Triệu Bân cũng bị đánh đến méo, ba bốn cái răng văng ra cùng với máu miệng. À, nhưng hắn vẫn rất lì, đã bị đánh đến mức đó rồi mà vẫn xông lên. Đầu tóc hắn bù xù, không chỉ giống với một tên ma đầu mà lúc này còn giống với một con quỷ mò lên từ dưới địa ngục hơn. Linh Lung nhấc tay lên, giữ hắn lại ở vị trí đó chỉ bằng một tay. Triệu Bân lại ra sức vùng vẫy. Không phải diễn kịch. Linh Lung chau mày, đôi mắt xinh đẹp cũng hơi nheo lại, có vẻ như lúc này tinh thần của Cơ Ngân không được tỉnh táo mà giống như bị tẩu hỏa nhập ma hơn. Bốp! Lại một tiếng tát tai nữa vang lên, âm thanh lanh lảnh. Lần này, cả thế giới đã trở nên im lặng, Triệu Bân cũng không làm loạn nữa, hắn đã bị cái tát của Linh Lung đưa vào cõi mộng. Soạt! Cuối cùng thì phong ấn của Sở Vô Xương cũng được giải,
Cô ta vội vã lấy áo khoác, che lại những vị trí da thịt bị lộ ra, nhưng nước mắt ở khóe mi thì vẫn chưa khô hẳn, cái tên nhóc này ức hiếp người quá đáng mà. Hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Linh Lung tằng hắng một tiếng rồi nói rõ ràng. Đương nhiên là Sở Vô Xương không thể nghe lọt tai gì nữa. Cô ta để lại quyển sách ghi chép tình báo bí mật rồi chạy khỏi đó, vừa chạy vừa không ngừng lau nước mắt. Linh Lung ho khan. May mà cô ta đến sớm, nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu Sở Vô Xương bị thất thân trong phủ Linh Lung, Sở Lam không tìm cô ta liều mạng mới là chuyện lạ. Đến khi cô ta không nhìn nữa thì mới kéo theo Triệu Bân rời khỏi đó. Phủ Linh Lung không phải nhỏ nên đương nhiên cũng không thiếu những cây bị cong đầu trong truyền thuyết, thế nào cũng phải có một cây phù hợp với công tử nhà họ Triệu. Với một sợi dây thừng, cô ta lại trói Triệu Bân như trói heo và treo lên. Đang yên đang lành sao lại tẩu hỏa nhập ma? Linh Lung đứng dưới gốc cây, cầm một cây gậy trong tay, quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thỉnh thoảng còn đưa tay ra chọt nhẹ lên người hắn. Với ý chí của tên nhóc này thì hắn có thể bị tâm ma quấy rối sao? Cô ta chọt tới chọt lui, cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh. Âm thanh đầu tiên của hắn là tiếng nghiến răng khó chịu. Đau, toàn thân đều đau. Hơn nữa đầu óc còn mơ mơ màng màng, hắn cứ cảm thấy như đang lơ lửng trên không trung. Đến khi hắn nhìn lại thì mới biết đúng thật là mình không ở dưới đất mà đang lắc lư theo chiều gió. Sư tổ có bệnh à? Mặt Triệu Bân tối sầm. Mở miệng là mắng, hắn dám chắc Linh Lung lại đem hắn ra tìm niềm vui, đánh hắn một trận xong thì lại treo hắn lên cây. Bốp, Linh Lung không nói gì, chỉ tát cho hắn một bạt tai. Sư tổ, có gì từ từ nói mà. Triệu Bân trở mặt phải nói là rất nhanh, mới vừa tức giận vì cho là mình đúng đây mà giờ hắn lại cười he he rồi. Người dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi, ai bảo vai vế của cô gái này cao làm gì, ai bảo tu vi của cô ta mạnh làm gì. Ngoan ngoãn ở yên một chỗ tu luyện mà còn bị ăn đòn, rõ ràng là không có thiên lý mà. Có phải ngươi đã luyện ma công gì hay không? Cuối cùng thì Linh Lung cũng ngồi và đặt cây gậy xuống, sau đó lấy ra một vò rượu, nhấp một ngụm rồi mới nhìn sang Triệu Bân. Không có, Triệu Bân vội lắc đầu. Lừa dối ta thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đó. Thật sự không có sao. Vậy thì kỳ lạ thật. Linh Lung suýt xoa rồi lại quan sát hắn. Cô ta đã nhìn hơn mấy chục lượt rồi, trong cơ thể tên nhóc này không có gì bất thường, nhưng chính vì không có gì bất thường nên càng kỳ lạ, vô duyên vô cớ sao lại phát điên chứ? Phát điên thì phát điên, lại còn suýt hại đời Sở Vô Xương. Đánh đệ tử thì cũng phải cho biết lý do chứ. Triệu Bân lắc lư qua lại, nước mắt nước mũi tèm nhem, trông ta đáng ghét đến vậy sao? Nhìn ngươi trướng mắt, Linh Lung nói với vẻ rất chân thành. Lý do hay đấy. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, phục cô ta sát đất, mẹ hắn từng nói, không thể cãi lý với phụ nữ được. Ngoài ý muốn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Linh Lung vừa uống rượu vừa lẩm bẩm, cô ta thầm nghĩ, tốt hơn hết không nên nói chuyện này cho Cơ Ngân biết, chắc Sở Vô Xương cũng không hy vọng cô ta nói cho Cơ Ngân biết, nếu không, lúc gặp mặt nhau sẽ ngượng ngùng đến mức nào. Thả ta xuống đi, Triệu Bân cười khì khì. Linh Lung cũng hiểu ý, phất tay. Mở dây chói. Soạt. Triệu Bân vẫn chưa đáp đất thì đã chạy xa 20 trượng. Hắn đang dùng thuật thiên nhãn thuấn thân, đầu óc người phụ này không bình thường, hắn không thể ở lại đó nữa, ở Thiên Tông vẫn an toàn hơn. Đáng tiếc, trong mắt cao thủ cấp chuẩn thiên thì thuật thuấn thân của hắn chỉ là trò mèo ba chân. Linh Lung giơ tay lên và tóm hắn về lại ngay tức thì. Chạy gì hả? Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Buồn tiểu. Triệu Bân lau máu mũi, chẳng lẽ trong lòng cô không biết rõ tại sao ta phải chạy à? Bị cấp chuẩn thiên đánh, không chạy thì chẳng lẽ đứng đợi chết sao? Linh Lung không nói gì, đưa tay lên, biến ra một hộp ngọc. Mặc dù chiếc hộp được đóng kín nhưng lại không thể che giấu được mùi thơm của đan dược bay ra ngoài, hít một hơi là tinh thần sảng khoái ngay. Triệu Bân thấy vậy thì ánh mắt lập tức sáng rỡ lên, hắn cười hì hì, vò hai tay lại với nhau và nói. Sư tổ, thế này thì ngại quá. Ta đã nói là cho ngươi chưa, Linh Lung liếc hắn một cái. Vậy thì sư tổ nói đi, Triệu Bân nhếch môi. Mang hộp đan dược này đến Sở gia, đưa cho Sở Vô Xương. Đệ tử không đi. Một là đi, hai là ta sẽ trói ngươi treo ở đây, tự chọn một cái đi. Đi một chuyến, cũng không sao, Triệu Bân nhanh tay nhận lấy rồi quay đầu bỏ chạy ngay.
so với việc bị treo trên cây thì đi đưa đan dược vẫn an toàn hơn, đã lâu vậy rồi, chả lẽ nhà họ Sở còn muốn đánh hắn một trận nữa sao? Tiện thể để nữ soái giúp ngươi xem bệnh luôn. Cô mới có bệnh. Triệu Bân bĩu môi, chạy nhanh hơn. Ây! Linh Lung ở phía sau, xoa chân mày. Thế gian có biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ, biết bao nhiêu báu vật sống, sao tất cả đều để cô ta gặp hết thế này? Triệu Bân là một, giờ lại có thêm một tên đặc biệt hơn nữa. Hy vọng nhóc vô xương không để bụng, nếu như đánh Cơ Ngân một trận mà trong lòng cô bé có thể dễ chịu hơn một chút thì cứ đánh một trận đi. Sách việc thật. Nguyệt Thần cũng than thở, cô ta đang nói Linh Lung, chỉnh đốn bí pháp của mình của cô đi, chạy lung tung làm gì? Làm hỏng chuyện tốt của người khác. Đầu của ta. Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi phủ Linh Lung. Từ khi tỉnh lại, đầu óc hắn cứ xoay mòng mòng như thể thần kinh đang có vấn đề, rất khó tập trung được tinh thần, ý thức cũng rất mơ hồ. Đầu óc căng thẳng quá rồi sao? Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong bụng, từ khi hắn dùng thân phận của Cơ Ngân trà trộn vào Thiên Tông, suốt ngày hắn đều lo lắng không yên, đầu óc rất căng thẳng. Trận mưa bão vừa qua không ảnh hưởng chút nào đến sự nhộn nhịp của đế đô, không khí trong lành, tinh thần sảng khoái, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ thể len lỏi trong dòng người. So với lầu xanh thì nhà họ Sở cách phủ Linh Lung gần hơn nữa cũng tiện đường. Hắn đã tính sau khi đưa đan dược xong thì sẽ đi nhìn mẹ. Thời gian đi đưa đan dược đó khá dài, Triệu Bân vào phủ nhà họ Sở rất lâu rồi mà vẫn không thấy ra lại. Theo như cách nói của hắn, là người Sở gia, không nói võ đức, vừa mới bước chân vào cửa là đã bị ăn đòn, Linh Lung chỉ bảo hắn đến giao đan dược, đâu có bảo hắn đến ăn đòn đâu. Sư tỷ, cô không thể thù dai như thế chứ. Triệu công tử lại bị treo lên cây với đôi mắt bầm đen như mắt gấu trúc, đầu tóc rối bời như tổ chim, khắp người đều là dấu chân, lỗ mũi chảy máu, mặt mũi bầm tím. Ta không nên ghi thù sao? Đôi mắt xinh đẹp của Sở Vô Xương rực lửa, gò má cũng đỏ ửng, không biết vì tức giận hay ngượng ngùng, lồng ngực phập phồng rất mạnh. Hôm đó đúng là ta đã thắng, nhưng cô cũng đã đánh ta đến liệt rồi còn gì. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, chúng ta đánh nhau công bằng, cô không thể vì thua mà trả thù ta thế này được. Sở Vô Xương nghe vậy thì liền bật cười, quả nhiên tên này không biết những gì mình đã làm ở phủ Linh Lung, cũng không biết tại sao bản thân lại ăn đòn. Suýt chút là hại đời ta rồi, đánh ngươi là còn nhẹ đấy. Có điều, cô ta không thể nói chuyện này ra được, Linh Lung không nói thì đương nhiên cô ta cũng sẽ không nói, nếu không, cô ta còn ra ngoài đối mặt người đời thế nào đây? Hôm nay Sương Nhi hơi nóng nảy đấy. Ở cách đó không xa, Sở Huyền Hà hít sâu một hơi, từ khi Cơ Ngân bị bắt đến thì đã bị đập cả đêm, người đánh còn bị ra tay rất nặng, nếu như đổi lại là cảnh giới huyền dương bình thường thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Đánh là thương, mắng là yêu. Tam trưởng lão Sở ra vuốt râu, không biết vì sao khi nhìn thấy Cơ Ngân ăn đòn thì trong lòng ông ta lại thấy rất hả hê. Các trưởng lão đều hít một hơi thật sâu, vậy thì phải yêu thương đến mức độ nào chứ? Đánh đến chết thế kia, đừng nói gì đến người bị đánh, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Phía này, nữ soái đã xuất hiện, cô ta phất tay, cởi trói cho Triệu Bân, không thể đánh tiếp nữa, nếu còn đánh nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất. Cô, Sở Vô Xương dậm chân. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, nữ soái mỉm cười và nói. Vẫn là tiền bối hiểu đại cuộc, Triệu Bân vịn cành cây, ho sặc sụa, làm người không thể ghi thù như thế được. Theo lời Linh Lung nói, nữ soái không biết rõ toàn bộ. Cô ta không biết chân tướng sự việc, chứ nếu biết thì Triệu Bân còn thê thảm hơn. Nữ soái sẽ nổi cơn điên và đánh người nào đó thành cho bụi. Đêm đã khuya rồi. Đi nghỉ thôi, nữ soái mỉm cười nói. Cô, nghe lời đi. Nữ soái đã nói thì Sở Vô Xương tất nhiên sẽ nghe, nhưng trước khi đi không quên chừng mắt lườm Triệu Bân, ngụ ý rất rõ ràng, tiểu tử, ngươi cứ đợi đấy, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Nếu ở bên ngoài chắc ta đã trói ngươi vào rồi. Trong lòng Triệu Bân có một câu nói như vậy, ở sở gia của ngươi, ta không dám thể hiện, chứ nếu ở bên ngoài, ta phải cho ngươi một trận. Hương thơm thoảng tới, ngón tay ngọc ngà của nữ soái đã chấm lên mi tâm của hắn. Linh Lung vừa mới truyền tin tới, dặn dò cô ta xem bệnh cho Cơ Ngân, trong thư còn nói tên này. Bệnh không hề nhẹ. Tiền bối, đây là, Triệu Bân nghi hoặc. Nữ soái không nói, chỉ tính tâm cảm nhận,
một luồng chân nguyên đỏ thẫm vọt vào cơ thể của Triệu Bân thông qua ngón tay cô ta. Thế nhưng, sau khi nhìn ngó một hồi từ trong ra ngoài, cô ta không phát hiện điều gì bất thường. Tên tiểu tử này khỏe lắm, khí huyết dồi dào đến dị thường. Tóm lại, tên này không bị bệnh. Ta thấy cô mới bị bệnh ấy. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, ánh mắt hắn nhìn nữ soái cũng có vẻ kỳ lạ. Ngay một giây trước đó, dường như hắn trông thấy một bóng hình khác trên người nữ soái Xích Diễm, cũng không biết phải chăng là do hắn nhìn nhầm hay vốn đã có điều quái dị, nhưng sau đó hắn không trông thấy nữa. Ăn đòn cũng là một kiểu tu hành. Đêm khuya, Triệu Bân mới ra khỏi sở ra, một tay đỡ cái lưng già, đi đường tập tễnh tập tễnh. Một vài câu nào đó, nếu người ta nói quá nhiều sẽ nghiễm nhiên trở thành đạo lý. Giống như hắn vậy, cứ dăm bữa nửa tháng lại ăn đòn đến mức da mặt dày cộp, chẳng phải là đang tu hành hay sao? Hắn không bệnh, khỏe như vâm. Trong tin truyền lại cho Linh Lung của nữ soái chỉ có mấy chữ này. Linh Lung nhìn thấy mới yên tâm hơn, thứ công việc đòi hỏi trình độ như tẩu hỏa nhập ma này chỉ cần một lần là đủ rồi. Lần này hữu kinh vô hiểm, chứ nếu thêm lần nữa, ma quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Bân hiện thân trở lại đã ở trên tầng cao nhất của Thanh Lâu. Thế nhưng đêm khuya quá, tầng thứ 9 của hình tháp đã thổi tắt nến rồi. Hắn không về Thiên Tông mà tới phủ đệ của Linh Lung. Mấy trận đánh không thể ăn đòn vô ích, không nuốt sạch thì không xong được. Hắn hăng say như thế, làm gì có chuyện không nuốt cho bằng sạch, từ đầu đến cuối cũng chỉ có 9 ngày thôi mà lôi trì kia đã khô cạn, không còn thấy một chút nước nào nữa, bị hắn nuốt cạn đấy. Khẩu vị khá thật. Linh Lung chặt lưỡi cảm thán, nhìn lôi trì rồi nhìn sang Triệu Bân. Cả một lôi trì to như thế, tinh túy bị hắn hút sạch sẽ, thế mà không hề đột phá, vẫn chỉ là cảnh giới huyền dương tầng thứ 5. Còn thiếu một chút. Triệu Bân gãi đầu, gương mặt cũng lộ vẻ tiếc nuối. Đã là đỉnh cao nhất của tầng thứ 5 rồi, nếu gắng thêm chút nữa chắc sẽ có khả năng đột phá. Nghĩ đến đây, hắn nhìn ngó xung quanh rồi xoa xoa tay. Nhìn Linh Lung mà cười khà khà, ngụ ý rất rõ ràng, ta thấy nhà cô vẫn còn vài cái lôi trì, để đó cũng chỉ là để đó, cho ta nuốt hết đi. Cút, được thôi. Đối thoại của hai người vừa đơn giản vừa thẳng thừng. Triệu Bân chân tay nhanh nhẹn, trước khi ra ngoài không quên ngó lại, ra vẻ thâm trầm, sư tổ, bên ngoài rối ren lắm, người ra ngoài phải cẩn thận, đừng để bị người ta trói được. Không đợi Linh Lung trả lời, tên kia đã chạy mất dạng rồi. Nói thật lòng, hắn rất muốn mời Linh Lung tới núi Bất Tử ngồi chơi, nếu kinh phí eo hẹp còn có thể tìm Hồng Uyên. Xin tạm một ít để tiêu, vàng bạc châu báu không quan trọng lắm, chủ yếu là rất kích thích, hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, Linh Lung muốn phì cười. Đúng là chuyện khó tin, đồ đệ của Hồng Uyên mà cũng có người dám chói. Gặp đúng buổi sáng trong lành, ánh sáng rực rỡ. Triệu Bân ra khỏi đế đô, chạy thẳng tới đỉnh Tử Trúc. Tiểu tử, có chuyện tốt đây. Vừa mới lên đã nghe thấy Lăng Phi ngoác miệng cười tâu toét. Chuyện tốt gì cơ, Triệu Bân nghi hoặc. Ngươi với Thanh Hàn đều được vào nội môn rồi. Đệ tử mới nhập tông phải qua 3 năm mới được vào nội môn chứ. Quy định là vật chết, người mới là sự sống, Lăng Phi nói, đích thân trưởng giáo nói đấy, ngay ngày mai, ngoại môn có được người nào thì lấy người đấy. Phàm là người leo được qua thang trời là có thể làm đệ tử nội môn. Đúng là chuyện tốt, Triệu Bân mỉm cười. Còn về phía thang trời, nó chính là lối đi chính quy từ ngoại môn thông tới nội môn. Lối đi này, hàng năm chỉ mở ra vào khi lựa chọn đệ tử chân truyền, vượt qua thang trời là đệ tử nội môn rồi, còn không vượt qua được thì phải đợi 3 năm. Về mặt lý thuyết, 10 người đứng đầu trong tỷ thí Tân Tông có thể dễ dàng vượt qua được, còn mấy người khác thì phải xem bản lĩnh của từng người. Thử thách này không kiểm tra sức chiến đấu, mà là căn cơ. Không phải cứ giỏi đánh đấm là nhất định vượt qua được. Ta, cũng muốn thử. Lăng Phi cười hề hề, có thể nói là cực kỳ hăng hái. Nếu nói về lai lịch thì nó với Xích Hiên, Tô Vũ, Dương Phong, Tử Viêm và Nguyệt Linh cùng một khóa, căn cơ chỉ kém chút chút, nhưng cũng có khả năng vượt qua được. Chủ yếu là mấy ngày này tu luyện tâm pháp huyền thiên nên rất tự tin, thử tí cũng không sao, lỡ đâu qua được. Nội môn không phải thứ mà ngoại môn có thể bì được. Đãi ngộ cho đệ tử chân truyền phong phú hơn trong tưởng tượng nhiều, thân phận cũng cao cấp hơn khá nhiều. Ta cũng sẽ thử. Xích Hiên mỉm cười xinh đẹp, vì đã tu luyện công pháp thang trời nên có chút lòng tin vào bản thân.
Chúc hai người may mắn, Triệu Bân mỉm cười. Cơ Ngân, này. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Vân Yên hô lên. Chân tay Triệu Bân vẫn nhanh nhẹn như thường. Vân Yên cũng không nói nhiều, phất tay tung ra một cuốn bí tịch. Triệu Bân vội vàng đỡ lấy, hiếm được lúc sư phụ ban thưởng, hắn thấy không quen. Đợi khi mở bí quyển ra, đập vào mắt hắn là ba chữ to, Tịnh Tâm Quyết. Đây chính là công pháp tịnh tâm, đọc nhẩm nó khi tu luyện sẽ có hiệu quả tĩnh tâm. Vân Yên nói như thể đã biết việc Triệu Bân bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc Linh Lung đã thông báo, nhưng vẫn có chuyện giấu giếm, giả dụ như chuyện Triệu Bân bắt nạt Sở Vô Xương vào đêm đó thì không tiện lôi ra nói. Tạ sư phụ, Triệu Bân mỉm cười rời đi. Ở phía sau, Vân Yên hít một hơi thật sâu. Cô ta tưởng rằng với tâm trí kiên định như thế, Triệu Bân không thể tẩu hỏa nhập ma được, bây giờ xem ra võ đạo biến ảo khôn lường, người làm sư phụ như cô ta đã sơ suất. Dường như từ khi Cơ Ngân tiến vào đỉnh Tử Trúc, cô ta chưa từng dạy dỗ đàng hoàng, xem ra phải tìm thời gian dẫn dắt hắn một phen. Bớt đánh ta vài lần còn khá khẩm hơn mọi thứ đấy. Đây là tiếng lòng của Triệu Bân. Từng có một khoảnh khắc, hắn cũng muốn mời Vân Yên tới núi Bất Tử trò chuyện. Chỉ không biết nên tìm ai để đòi tiền chuộc, tìm Vân Phượng à. Một khi trí tưởng tượng của ai đó mở ra, suy nghĩ của hắn rất nguy hiểm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn đã thấy chúng đệ tử xuống núi. Từ Thiên Phủ nhìn xuống, vài ba bóng người tụ thành một dòng chảy nhỏ, hướng về phía khu vực giáp giới giữa nội môn và ngoại môn. Triệu Bân cũng dậy cực kỳ sớm, đi cùng Lăng Phi, Mục Thanh Hàn và Xích Hiên. Nơi được gọi là thang trời thực chất gồm 99 lớp cầu thang bằng đá, khí thế hùng vĩ, mỗi một bậc thang đều có cấm chế không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là một loại trọng lực. Nói cho đúng hơn là một thứ uy lực đè nén, càng lên cao càng mạnh, chỉ khi bước lên bậc thang thứ 99 mới có tư cách làm đệ tử chân truyền. Với đám đệ tử yêu nghiệt mà nói, việc này chỉ là một thủ tục, nhưng Dương Huyền Tông đã nói rằng lần này phá lệ, trao cơ hội cho tất cả đệ tử ngoại môn, bỏ qua quy định hạn chế 3 năm. Chỉ cần bước qua được là có thể làm đệ tử chân truyền. Hết cách rồi, chuyến đi tới đất ma trước đó đã rơi dụng quá nhiều chân truyền, cần phải bổ sung gấp. Khi đám người Triệu Bân tới, bên dưới thang trời đã đứng đầy người, đệ tử cũ còn đỡ, đám đệ tử mới nhập tông hết sức tò mò, ngửa đầu nhìn thang trời. 99 bậc thang này khó tin vô cùng. Mấy ngày không gặp, đẳng cấp ngày càng khác hẳn rồi nhỉ. Tô Vũ chặt lưỡi, tất nhiên là nói tới Triệu Công Tử. Kiếm Nam, Dương Phong, Tử Viêm, Lâm Tà ở bên cạnh cũng nhìn hắn từ đầu đến chân. Trong thời gian ngắn như thế mà đột phá hai tầng tu vi. Tốc độ tiến cấp của hắn thật khiến người ta phải trợn mắt há miệng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi. Ai bảo tên này có trợ giúp đắc lực thế chứ? Là sư tổ Linh Lung đấy, khắp cả Thiên Tông, Linh Lung thương tên này nhất. Khiêm tốn. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Đám đông cho hắn một cái thang, hắn thật sự trèo lên cật lực. Hai chữ khiêm tốn thoát ra từ miệng hắn nghe mới khoe khoang làm sao, suýt chút nữa là viên mãn rồi. Nhắc đến trợ giúp. Hắn vừa yêu vừa hận, Linh Lung cho hắn cơ duyên, không sai, nhưng đánh hắn cũng không ít. Càng ngày càng có nhiều người đến. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Tô Vũ, Dương Phong hợp thành một đội. Vệ Xuyên, Hoàng Hiết, Tô Văn Hạo và Hán Triều tụ thành một bầy, ánh mắt chúng nhìn Triệu Bân chẳng mấy thiện cảm, như thể sắp đánh nhau một trận. Về chuyện này, Triệu Bân thấy sao cũng được, có người đưa tiền tới, tất nhiên là hắn thấy vui lòng. Đột nhiên, Phật âm vang lên. Khỏi cần nhìn cũng biết Bát Nhã xuất hiện, khiến đám đệ tử cực kỳ kiêng dè. Tín đồ của Phật gia càng khiếp sợ hơn một phần, bởi nhìn Phật quang cắt tường ôn hòa kia, nghe Phật âm uy nghiêm kia là biết Bát Nhã niết bàn rồi. Liễu Như Nguyệt đi phía sau cũng thu hút ánh nhìn của đám đông. Huyết mạch của Thể Thiên Linh lại mở ra sức mạnh thần bí, biến thành từng lọn khói xương luẩn quẩn xung quanh cô ta, mang theo ý cảnh như mơ. Nguyệt Linh nhìn thấy cũng phải thoáng nhíu mày. Tên đầu chọc kia, đừng đi nhanh như thế. Man Đằng đến rồi, do vô niệm đỡ hắn ta tới, tên đầu đá này từ khi có ý định tán gái thì mỗi lần gặp đều thấy hắn ta mặt mày sưng húp, hôm nay cũng không ngoại lệ, toàn thân đầy vết thương. Phía sau là U Lan. Ngày thường ít thấy cô ta cười, nhưng gặp Triệu Bân lại tươi tắn khác lạ. Về điều này, đừng nói là Nguyệt Linh, đến cả sư phụ của cô ta cũng ngạc nhiên. Ra ngoài một chuyến mà như biến thành người khác vậy. Vẻ tươi tắn này, Thanh Giao cũng có.
Bao nhiêu mỹ nữ, dường như ai cũng ưng ý với Triệu Bân làm các đệ tử khác nổi điên trong lòng. Thực lực của bọn ta dù kém chút chút, nhưng nói về tướng mạo, chẳng phải hất tên đó đi xa 10 con đường à. Sao không nhìn chúng ta chứ? Lão Phu bấm tay tính thử, chúng ta phải chi tiền mừng cưới rồi. Tô Vũ tỏ ra thâm sâu, đưa mắt nhìn Mạc Đao và Hàn Tuyết đang bước tới từ cách đó không xa. Đám đông thấy vậy cũng không phản bác, không biết từ bao giờ mà hai người đó dính cùng với nhau. Buổi tối ôm nhau ngủ, có lạnh không nhỉ, Kiếm Nam sờ cằm. Vấn đề này cũng là điều mà mọi người ở đó muốn hỏi. Nhất là Dương Phong, cứ nhìn thấy chân thể âm băng là thấy không thoải mái, nhìn thôi cũng run bần bật chứ đừng nói là ôm đi ngủ, nếu không tại sao lại gọi Mạc Đao là hảo hán chứ. Chắc sẽ bị đông cứng thành que kem mất. Nhìn kia, bạn tốt của ngươi đến rồi, Tô Vũ chọc chọc Triệu Bân. Bạn tốt ở đây chỉ Sở Vô Xương. Em gái Sở gia hôm nay còn mặc trang phục của nam tử, trông rất giống một chàng thư sinh. Sau tỷ thí Tân Tông, cô ta không còn vẻ cao cao tại thượng nữa, chí ít, khi các sư huynh đệ hỏi thăm, cô ta sẽ đáp lại theo đúng lễ nghi, nếu may mắn còn có thể thấy cô ta mỉm cười. Chớ nói linh tinh, tính tình cô ta không tốt. Triệu Bân nói xong còn vô thức sờ mặt mình. 9 ngày trước, ả đàn bà này treo hắn trên ngọn cây, đánh hắn bét nhè tới tận nửa đêm, bây giờ thấy Sở Vô Xương vẫn cảm thấy toàn thân không tự tại, từng cơn gió lạnh thổi sàn sạt. Nếu ngươi tán được cô ta, huynh cho ngươi 100 vạn, Kiếm Nam nghiêm túc nói. Nếu ngươi đi tán cô ta cho ngươi 1.000 vạn luôn, Triệu Bân liếc xéo tên kia. Câu nói này khiến Kiếm Nam sợ rụt vòi. Chủ yếu là vợ hắn ta đang ở đây, không đợi hắn ta bắt đầu tán tỉnh đã bị đánh cho què rồi. Trong lúc nói chuyện thì Sở Vô Xương đã đến, chẳng ngó ngàng đến ai, chỉ liếc sang Triệu Bân, hai mắt còn bốc hỏa, hai má ửng hồng. Nhớ mang máng chuyện đêm đó suýt chút nữa đã bị tên này làm gì đấy rồi. Bình thường thôi, mặt Triệu Bân cũng rất đen. Xem đi, người nào đó không nói cho rõ nên không thành hiểu lầm mới là lạ, đến nay vẫn còn tưởng Sở Vô Xương đánh hắn là vì tỷ thí Tân Tông, không hề biết rằng trong một đêm nào đó có cảnh tượng nóng bỏng hơn nhiều. Chẳng qua, là hắn không biết mà thôi. Mau, còn chưa bắt đầu nữa mà. Gấp gáp làm gì thế? Thiên linh linh địa linh, mong là ta có thể vượt qua. Nhiều đệ tử hơn xuất hiện, những bộ đạo bào mới tinh, dưới thang trời là bóng người đen nghìn nghịt, các đệ tử mới còn đỡ, nhóm đệ tử lâu năm nhìn lên thang trời với ánh mắt như gặp phải đại địch, trong đó có rất nhiều người từng bước lên thang trời một lần đều trở nên kỳ dị đến lạ, rất khó vượt qua. Đúng là một sự kiện lớn. Các đệ tử đã đến thì sao có thể thiếu đi các trưởng lão được? Từ rất xa đã trông thấy lão Trần Huyền cùng với Chư Cát Huyền Đạo, rõ là hai con người hồ bằng cẩu hữu, ngoài hai người họ ra thì còn có Đan Huyền, lão đạo Âu Dương, Ngô Huyền Thông, Kim Huyền Trung, Vân Yên, Lạc Hà, Ngọc Cần này nọ cũng đến, đó là quy tắc lâu đời của Thiên Tông, các đệ tử sắp bước lên thang trời, sao mà không đến được. Yên tĩnh, Bạch Huyền Thạch xuất hiện, đứng trên bậc thứ 99 của thang trời. Các đệ tử đều tôn kính lão ta. Đó chính là người quản lý cấp cao trong số những quản lý cấp cao của Thiên Tông. Đáng tiếc, lão ta lại là nội gián của Vương Triều Đại Nguyên. Chuyện này, Thiên Tông không biết, nhưng Ma Gia lại biết. Tất nhiên, Triệu Bân cũng biết, còn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, ai mà ngờ được một trưởng lão như thế lại là gian tế của Đại Nguyên, mạng lưới tình báo của Đại Hạ bị hủy chắc hẳn không thể thiếu đi công lao của lão ta. Thời hạn là 3 canh giờ, bắt đầu. Bạch Huyền Thạch không nói những lời vô nghĩa, giọng nói cao vút, vang vọng cả bầu trời. Đừng làm mất mặt sư phụ. Cẩn thận tầng thứ 56, trên đó có ảo cảnh. Tầng thứ 61 thì hãy nghỉ ngơi một chút. Bạch Huyền Thạch dứt lời thì chợt nghe các trưởng lão ồn ào nói, tất cả đều đang dặn dò đồ đệ của mình, thang trời này là thứ họ từng trải qua nên tất nhiên sẽ biết bên trong có gì, đừng thấy nó sáng bóng hoa lệ là thế, thật ra. Cạm bẫy khắp nơi. Bịch, trong tiếng xì xào bàn tán, một tiếng vang đã cất lên. Đó là Sở Vô Xương, người đầu tiên bước lên thang trời, đáp xuống đất tạo thành âm thanh vang vọng. Tư chất Sở Vô Xương cực kỳ khủng bố, bước chân không hề có chút áp lực nào, một hơi đi đến 99 bậc, đúng là để một yêu nghiệt như cô ta đi thì thang trời trở nên quá đơn giản, không có người nào bất ngờ, đó là điều ai cũng đoán được, nếu cô ta đi cũng khó thì người khác sẽ thế nào. Cái tên này, ngươi lên đi chứ.
Tô Vũ giơ chân đạp Triệu Bân lên, hạng hai của tỷ thí Tân Tông đã đi xong rồi, hạng nhất như hắn còn đứng đây làm trò mèo gì, nói thẳng ra, Cơ Ngân không đi, bọn họ cũng không dám mặt dày bước lên. Bịch, bước chân của Triệu Bân đặt lên đó, cũng tạo thành tiếng vang. Thang trời kỳ quái thật. Triệu Bân thì thào, rõ ràng chẳng khác gì thang trời bình thường, nhưng lại tạo thành thứ áp lực đáng sợ, cũng không biết là loại cấm chú gì, mang theo uy áp, dù tư chất của hắn rất mạnh nhưng cũng không dám khinh thường. Ầm, ầm, ầm. Sau đó là những âm thanh như thế. Đúng như lời các trưởng lão nói, tầng sau mang theo áp lực mạnh hơn tầng trước, mỗi một tầng đều có cấm chú khác nhau, Triệu Bân có thể cảm nhận rất rõ, hệt như ảo cảnh, cực kỳ huyền ảo, có thể làm loạn tinh thần. Nhìn cái gì, lên. Sau Triệu Bân, các đệ tử cũng bắt đầu bước lên thang trời, đông nghìn nghịt. Tiếng bịch bịch cứ vang lên không dứt. Không phải ai cũng yêu nghiệt như Sở Vô Xương và Triệu Bân, mạnh như Mặc Đao, Hàn Tuyết, càng đi lên cao càng thấy áp lực, bước chân trở nên nặng nề, khiến thang trời rung lên. Mẹ nó chứ. Đến hơn 30 tầng thì Lăng Phi bắt đầu nhe răng trợn mắt. Mạnh, áp lực trở nên khá mạnh, khiến Lăng Phi không thể thở nổi. Người như Lăng Phi thì bốc bừa một người là có, chân truyền đâu có dễ dàng như thế, nội môn Thiên Tông cũng không có dễ vào như vậy, những kẻ chẳng có gì đặc biệt thì thật sự không thể đi đến bậc cuối cùng. Cố lên, Man Đằng đi ngang qua còn ngồi xuống vỗ vỗ Lăng Phi. Dù có bò cũng phải bò lên trên, Lăng Phi khoát tay áo, gào lên thật to. Đi, nói đi là đi, mọi người cùng đứng lên đi, chỉ có mình Lăng Phi nằm úp sấp. Hả? Đến tầng thứ 98 thì Triệu Bân chợt ngạc nhiên, chân bước lên cũng rụt lại bởi vì hắn cảm nhận được một dao động kỳ lạ từ bậc thang này. Nói chính xác hơn là mầm tạo hóa đang dao động. Hắn cúi xuống nhìn theo bản năng, còn mở thiên nhãn. Nhưng nhìn xong thì thấy chẳng có gì đặc biệt, thiên nhãn của hắn cũng không thể nhìn được, nhưng chỉ có một tầng thang trời này là mầm tạo hóa run lên rất mạnh, trong một khoảnh khắc nó còn suýt lao ra ngoài. Cái gì thế? Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân cứ đứng yên đó không nhúc nhích. Người ngoài nhìn vào lại bất giác nghĩ rằng hắn không thể đi qua bậc thang cuối cùng, nhưng hắn lại là Cơ Ngân đấy. Hạng nhất tỷ thí Tân Tông đấy, cả Sở Vô Xương cũng thoải mái bước qua, làm gì có chuyện hắn không đi được. Huynh đệ tốt, còn biết chờ chúng ta. Tô Vũ gần giọng nói, vẫn còn đang từ bên dưới đi lên kia. Đúng vậy, hắn ta cũng không thể chịu nổi áp lực. Hay có thể nói là 90% đệ tử lên thanh trời đều cực kỳ vất vả, nhưng nhìn lại Lăng Phi họ lại thấy yên tâm hơn. Thang trời chính là một ngọn núi lớn, không đứng thẳng bước lên được thì ta bò. Đừng thấy ta lùn mà khinh, chí hướng của ta cực kỳ to lớn. Phật âm lại vang lên, Bát Nhã đã đến tầng 98 rồi. Sau khi niết bàn lột xác, cô ta thật sự là lục căn thanh tịnh, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn Triệu Bân một cái rồi vượt qua bậc thang cuối cùng. Trở thành người thứ hai bước qua thang trời sau Sở Vô Xương, đứng ở nơi cao nhất, Phật quang cũng trở nên rực rỡ hơn. Sau cô ta, Mặc Đao, Hàn Tuyết, Liễu Như Nguyệt, Nguyệt Linh cũng vượt qua. Ánh mắt của bọn họ có chút kỳ quái, chuyện gì thế này, thật sự đang đợi người đằng sau ư? Người đứng nở ra đó làm gì thế? Vô Niệm thoải mái đi tới, vỗ vỗ Triệu Bân. Mệt mỏi nên nghỉ ngơi một lát. Triệu Bân đáp lại một tiếng. Vẫn còn nhìn xuống chân mình. Trong khoảnh khắc đó, dao động kỳ lạ lại càng mạnh mẽ hơn, nếu không có hắn kiềm nén thì mầm tạo hóa đã lao ra ngoài rồi, xúc động như thế, tầng thứ 98 của thang trời chắc chắn có cất giấu món bảo bối lớn. Ta cũng mệt mỏi rồi, nghỉ một lát. Man Đằng đi đến, cũng đặt mông ngồi xuống. Những lời tên đó nói hoàn toàn là sự thật, hắn ta thật sự mệt mỏi rồi, ngồi xuống còn phun ra một ngụm máu. Cũng không biết là do uy áp hay là trước khi đến đây bị đánh quá tàn nhẫn mà lại nhe răng trợn mắt kêu rên. Vì thế, sư phụ của hắn ta đang quan sát một nữ trưởng lão, gương mặt già nua ấy chợt tối đen, người đánh Man Đằng chính là nữ trưởng lão đó, ra tay không nặng không nhẹ, nói chung vẫn là ỷ lớn hiếp nhỏ, dám đánh đầu nhi nhà ta. Đánh hắn đó rồi sao? Sắc mặt nữ trưởng lão ấy à, cũng không đẹp đẽ hơn là bao, tên to tướng đó đúng là đáng đánh. Đánh đồ đệ nhà cô ta thành như thế, món nợ này phải tính thật chậm rãi. Cô gái xinh đẹp như thế mà cũng ra tay được, làm trưởng lão bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên gặp được một tên trời sinh tính tình như thế. Sao không đi? Mục Thanh Hàn và U Lan cũng bước lên không rõ ai trước ai sau,
vẻ mặt khó hiểu. Triệu Bân không đáp, chìm vào tiềm thức, đầu vẫn còn có chút mơ hồ. Hắn thầm niệm thanh tâm chú, tinh thần lại trở nên thanh tĩnh, nhấc chân bước qua bậc thang cuối cùng. Hôm nào phải nghiên cứu thật cẩn thận mới được. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, bậc thứ 98 này chắc chắn có chứa dị bảo. Bên dưới, tiếng bịch bịch cứ kéo đài mãi, không phải đệ tử nào cũng như nhóm yêu nghiệt kia, có thể thoải mái đi đến bậc cuối cùng, các đệ tử khác vẫn đang cẩn thận bước lên trên. Đáng nói chính là Lâm Tà và Doãn Hồn. Hai tên đó không vừa mắt nhau, mỗi lần gặp lại muốn lao vào đánh lộn, dù đang lên thang trời thì cũng ngươi chạy ta đuổi, chơi từ dưới lên đến trên, thậm chí còn vượt qua cả bọn Tô Vũ, không kẻ nào chịu tuột lại phía sau. Lần này là Doãn Hồn thắng. Hắn ta thắng có hơi thảm, lúc lên đến bậc cuối cùng thì cả người toàn máu là máu. Nhưng theo hắn ta nghĩ thì nó vẫn rất đáng giá, thua bởi Lâm Tà trong tỷ thí Tân Tông, lần này, cuối cùng cũng tìm lại được chút thể diện. Ngồi trên bậc thang cuối cùng với cảm giác thoải mái chưa từng có. Lâm Tà lại không nghĩ thế. Nếu không phải do thời gian không thích hợp thì chắc chắn hắn ta sẽ chạy tới tìm Doãn Hồn đánh một trận. Sau đó, Đường Hạo thiếu chủ Đường Môn cũng vượt qua những bậc thang. Không phân biệt trước sau với hắn ta chính là Giang Hồng, nội gián của Huyết Y Môn vẫn có tư chất rất mạnh. Ta cũng thấy mất mặt thay các ngươi đấy. Kiếm Nam thổn thức. Người hắn ta nhìn là bọn Tô Vũ với Dương Phong. Đều là những đệ tử lâu năm, thế mà lại bị người ta đuổi kịp rồi vượt qua. Dương Phong cười gượng, Tô Vũ cũng ho khan, ở đây có rất nhiều đệ tử cũ cũng có vẻ mặt như thế, không phải do họ không đủ xuất sắc, mà là lần này nhóm yêu nghiệt quá đáng sợ, Nguyệt Linh đệ tử mạnh nhất của đợt trước cũng chẳng thể sánh bằng chứ đừng nói gì đến bọn họ. Có thể vượt qua, bọn họ đều có thể vượt qua được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không thể gắng gượng nổi thì có thể nghỉ ngơi một chút. Rất nhiều trưởng lão la lên, đồ đệ nhà mình đều quá sức rồi. Những lời đó rất có tác dụng, hơn 60% người đã ngồi xuống thềm đá nghỉ ngơi. Triệu Bân không nhìn xuống dưới, chỉ nhìn chằm chằm tầng thứ 98. Sở Vô Xương cũng liếc sang xem thử, hôm nay cơ ngân có gì đó rất lạ, thang trời huyền ảo thật đấy, nhưng tại sao cứ nhìn chằm chằm vào bậc 98, tiếc là tầm nhìn của cô ta có hạn. Không tìm thấy manh mối gì. Không chỉ mình cô ta, cả những trưởng lão nội môn đứng trên cao cũng không hiểu mô tê gì. Triệu Bân nhắm mắt lại, cộng minh với mầm tạo hóa trong đan hải, tĩnh tâm cảm nhận. Lần cảm nhận này khiến tầng thứ 98 chợt run lên. Sau đó, luồng sáng mắt thường không thể nhìn thấy được bắn lên từ thềm đá, không người nào phát hiện, cả Triệu Bân cũng không thể nhìn thấy, chỉ biết là có một sức mạnh kỳ dị bay vào trong đan hải của hắn. Sáp nhập vào mầm tạo hóa. Khoảnh khắc đó, khí lực của hắn chợt run lên. Cũng trong khoảnh khắc đó, mầm tạo hóa lại cao thêm một tấc, lá mầm nhỏ nhắn trong suốt phát sáng, ẩn chứa chân nguyên minh mông, lại cung cấp cho hắn khí huyết cuồn cuộn, nháy mắt tràn ngập đan hải. Lực sinh mệnh dồi dào thật, các trưởng lão chợt bật thốt lên. Cả các đệ tử đã lên đến bậc cuối cùng cũng ngoái đầu nhìn lại, quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Ấy! Có một tiếng vang rất nhỏ, chỉ mình Triệu Bân nghe thấy. Thăng cấp, tên này lại thăng cấp rồi, từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6, có một luồng sáng từ trên đầu hắn vụt thẳng lên trời, tạo thành dị tượng huyền ảo trên không trung. Tùy tiện như thế ư, các trưởng lão lại giật giật khóe miệng. Sư muội, hình như đồ đệ nhà muội lại thăng cấp rồi, lão Trần Huyền vuốt tròm râu. Ngộ đạo trong nháy mắt ư, Vân Yên thì thào, ngẩng đầu nhìn lướt qua dị tượng. Nó mờ ảo như chỉ chợt lướt qua, nhưng tu vi của đồ đệ cô ta thì thật sự đã bước lên huyền dương tầng thứ 6. Đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chư Cát Huyền Đạo thầm chậc lưỡi, còn yêu nghiệt hơn cả lúc ở thành Vong Cổ. Các trưởng lão đang nhìn, các đệ tử ngoại môn vẫn đang cố đi lên trên cũng đang nhìn, sau đó thổn thức chậc lưỡi, người ta đã lên đến bậc cuối cùng, còn thăng cấp, nhìn lại bọn họ, vẫn còn dây dưa trên những bậc thang trời. Phụt! Đang ngước lên nhìn thì Triệu Bân đột nhiên phun máu. Một ngụm máu phun ra khiến hắn cũng ngu người. Cả hắn còn như thế nữa là các trưởng lão và đệ tử khác, đứng đó thăng cấp, sau đó lại hộc máu ư. Vân Yên khẽ nhíu mày, đêm qua cô ta đã kiểm tra khí lực của Triệu Bân, tiểu tử đó không có vết thương nào trên người mà. Vẫn chưa xong. Sau khi nôn ra máu, mái tóc đen như thác nước của Triệu Bân lại có thêm một sợi bạc. Từ khi sợi tóc dài đầu tiên biến bạc,
đó như bắt đầu của một phản ứng dây chuyền, càng nhiều sợi bạc hiện lên, hơn nữa không hề có sự báo trước. Sao lại thế? Sở Vô Xương nhíu mày, cô ta nhìn thấy rất rõ, tuổi thọ của cơ ngân đang giảm dần. Các trưởng lão cũng không phải ngốc, Sở Vô Xương nhìn ra thì sao Địa Tạng đỉnh cao không nhìn ra cho được. Người cảm nhận rõ ràng nhất vẫn là Triệu Bân, hắn có cảm giác một luồng sức mạnh đang tản mạn khắp nơi trong cơ thể. Đó là tuổi thọ của hắn, chỉ trong vòng 3, 5 giây, hắn đã mất đi 3, 5 năm tuổi thọ. Chuyện gì thế? Những đệ tử đang bò lên trên chợt sửng sốt. Theo lý thì khi tu vi tăng lên, tuổi thọ cũng tăng theo, tên này lại khác người, không tăng mà còn giảm, đầu tiên là nôn ra máu, sau đó là tuổi thọ mất dần đi, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, là do căn cơ xảy ra biến cố gì sao? Cơ ngân, U Lan gọi to. Triệu Bân không đáp lời mà chỉ nhíu mày, đang yên đang lành, sao tuổi thọ lại giảm nhỉ? Đừng động đậy. Ngô Huyền Thông bình thản nói, túm lấy cổ tay Triệu Bân để bắt mạch cho hắn. Vân Yên cũng đã đi đến, túm lấy tay còn lại của Triệu Bân, tĩnh tâm bắt mạch. Một hồi lâu mà cũng không nghe thấy Ngô Huyền Thông và Vân Yên nói gì. Sau một lúc, hai người buông tay ra, miệng đều nói, không có bệnh. Dừng rồi, Triệu Bân lẩm bẩm. Sự giảm sút của tuổi thọ bỗng dừng lại nhưng hắn có thể cảm nhận được mình đã mất đi 7-8, 5 tuổi thọ, muốn tìm lại tuổi thọ nhưng không biết tìm ở đâu, chỉ có máu đang không ngừng. Chảy ra nơi khóe môi. Ngươi tu luyện công pháp kỳ quái gì thế? Vân Yên hỏi. Triệu Bân khẽ lắc đầu, công pháp của hắn là do Nguyệt Thần truyền cho, sẽ không có vấn đề gì. Chuyện này quái lạ thật, Ngô Huyền Thông xoa cằm. Vô duyên vô cớ mà tuổi thọ lại giảm, đúng là kỳ quặc. Nhiều trưởng lão bước lên bục, vây chặt Triệu Bân mà xem xét, đánh giá từ trên xuống dưới. Xong, họ cũng không nhìn ra được điều gì. Nhìn ra được mới là lạ. Nguyệt Thần thầm than. Triệu Bân không bị bệnh mà là vì đám người này không nhận ra được vấn đề tồn tại, vẫn là do lời nguyền đáng ghét kia hút hết số mệnh của Triệu Bân, bây giờ lại dòm ngó tuổi thọ của hắn. Một bên may mắn, một hồi tai họa. Bị trúng lời nguyền của thần thì tạo hóa và hoạn nạn song song tồn tại. Chúng ta, đã cố gắng hết sức rồi. Nguyệt Thần rất bất lực nói. Cũng may cô ta và Trúc Phúc đang cùng nhau chống lại lời nguyền này, nếu không thì Triệu Bân không đơn giản chỉ là mất đi số mệnh. Mất tuổi thọ thôi đâu, hắn có thể sẽ bị hồn bay phách tán chỉ trong nháy mắt. Đây là chuyện không thể nào xoay chuyển, dù họ có hợp sức lại cũng không thể tiêu diệt được lời nguyền của thần. Triệu Bân ngồi xuống nhắm mắt ngồi thiền. Sự việc xảy ra quá nhanh, không chỉ trở tay không kịp mà còn cảm thấy hoang mang. Các trưởng lão và đệ tử xung quanh cũng gãi đầu, không biết thế nào. Đừng làm phiền hắn. Bạch Huyền Thạch phất tay vẽ ra một vòng sáng bao quanh Triệu Bân. Đừng nhìn vẻ ngoài lo lắng của lão ta mà lầm, thật ra trong lòng lại cảm thấy vui sướng vô cùng, tên nhóc này chết mới tốt. Cũng giống lão ta, đám gián điệp Kim Huyền Trung cũng mừng thầm, nếu cơ ngân bị nổ chết tại chỗ ngay lúc này mới là chuyện vui lớn nhất đời, cũng miễn cho sau này phải tốn công tốn sức giải quyết hắn. Hiện giờ có quá nhiều yêu nghiệt, bóp chết từ trong trứng nước mới là tốt, chứ như cơ ngân thì sau này hắn chắc chắn sẽ là tai họa lớn. Mẹ kiếp! Ngô Huyền Thông hét lên. Mắng đám đệ tử trên thang trời. Cơ ngân gặp rủi ro, mấy người kia cũng không leo lên thang trời nữa mà đều nhìn sang, chủ nhân từng đôi mắt trợn tròn nhất thời lại quên mất còn đang ở trên thang trời, từng giây từng phút trôi qua là có hạn. Tiếp tục, quá nhiều đệ tử đứng dậy, tạm gác những suy nghĩ lung tung lại. Tiếng ầm ầm vang lên, không lâu sau cả thang trời đều rung chuyển, chỉ vì người quá nhiều, nhiều hơn bất kỳ đợt nào hàng năm. Cũng là vì Dương Huyền Tông quyết đoán cho tất cả mọi người một cơ hội. Trong quầng sáng, Triệu Bân vẫn im lặng không nói gì. Tuổi thọ giảm dần, mái tóc của hắn không còn màu đen thuần khiết nữa, lốm đốm đã xuất hiện rất nhiều. Giống như một tác phẩm nghệ thuật đã có thêm tì vết không thể xóa nhòa được. Còn quanh người hắn cũng xuất hiện khá nhiều luồng khí đục ngầu lúc ẩn lúc hiện, những thay đổi dị thường này đều khiến các trưởng lão ở đó không thể hiểu nổi. Không quên sơ tâm. Mới thành đại đạo. Trong đêm tối như có câu nói này vang vọng trong đầu hắn. Cái gọi là sơ tâm cũng là đạo tâm, ý chí không thể bị đánh bại. Rầm, bùm. Trên thang trời, đệ tử ngoại môn vẫn đang tiếp bước trèo lên, bước chân nặng nề bước lên từng thang trời vang lên tiếng bùm bụp, càng đi về sau uy lực càng mạnh, mỗi người đều như gánh một ngọn núi lớn trên vai. Giữ vững tinh thần, nhanh lên.
Tô Vũ cắn chặt răng, còn tiện thể giơ tay vỗ vào Dương Phong bên cạnh, hắn ta vỗ mà như muốn đánh Dương Phong luôn vậy. Uy áp quá mạnh, không chỉ khiến bước chân nặng nề mà bàn tay cũng nặng. Hai người xem như là có thực lực khá xuất sắc, đã leo lên đến bậc như 90, những người cùng cấp bậc đa phần là đệ tử cũ, Vệ Xuyên, Viên Miểu, Hoàng Hiết, Tử Viêm đều ở trong đó. Mẹ kiếp, dẫm phải ta rồi. Bên dưới Lăng Phi kêu gào, trên thang trời có quá nhiều đệ tử, nhưng nó là gai mắt nhất. Không còn cách nào khác, nó quá lùn cũng do nhiều người quá đi, một khi không cẩn thận sẽ dẫm lên người nó, như cái tên này thì không hợp với việc đi dạo phố, đi đâu cũng có khả năng bị dẫm đạp. Trạng thái của hắn không ổn, Xích Hiên định thân, ngồi nghỉ trên bậc thềm bằng đá, hắn mà cô ta nhắc tới dĩ nhiên là Triệu Bân, tuổi thọ giảm không phải là dấu hiệu tốt. Trạng thái của ta cũng rất kỳ lạ, Lăng Phi nhếch môi, còn nhìn lên điểm cuối của thang trời rồi nói một câu đầy ý tứ, tên kia rất có thể là bị công pháp phản phệ. Xích Hiên không đáp lời, khả năng là công pháp phản phệ rất nhỏ. Lúc hai người nhìn thì Triệu Bân mở mắt ra, đôi mắt vốn dĩ linh động cũng hiện lên ánh sáng lốm đốm, sắc mặt hơi tái nhợt, rõ ràng không nhìn lên nhưng lại có cảm giác bệnh tật, gồm cả Vân Yên ở trong, không ai nhìn ra dấu vết gì, những gì Nguyệt Thần nói đều đúng. Mắt trần phàm thai, tầm nhìn quá hạn hẹp. Cảm thấy thế nào, Vân Yên khẽ giọng hỏi. Vẫn ổn. Triệu Bân xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc cảm thấy hơi choáng váng, còn đâu không thấy gì. Vân Yên không nói gì, ánh mắt lập lòe sáng tối, không biết từ bao giờ, đồ nhi của cô ta dần trở nên kỳ lạ. Đầu tiên là tẩu hỏa nhập ma, sau đó là nôn ra ra máu một cách khó hiểu, bây giờ thọ nguyên lại trôi đi mất. Ăn đi. Một lúc sau. Cô ta mới lấy ra một viên đan dược, mặc kệ Triệu Bân có muốn hay không, cô ta tách miệng Triệu Bân ra, nhét thẳng đan dược vào miệng hắn. Đây chính là đan dược bổ sung thọ nguyên, hy vọng có thể bù lại tuổi thọ cho cơ ngân. Triệu Bân không kịp phòng bị, cũng không biết đan bổ mệnh có mùi vị gì. Đan dược đi xuống cổ họng, dược lực lập tức hòa tan, từng chút dung nạp vào cơ thể. Mặc dù chỉ là đan ba vân nhưng lại có dược hiệu thần kỳ. Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng là tuổi thọ đang tăng lên, cơ thể trở nên ấm áp nhưng vài sợi tóc bạc trên mái tóc dài vẫn chưa đổi trở lại màu ban đầu. Đây, có lẽ là trẻ đầu bạc tóc trong truyền thuyết. Thành thật mà nói, dáng vẻ này không đẹp mắt cho lắm. Nào, Trư Cát Huyền Đạo tách miệng Triệu Bân ra, nhét thêm một viên đan dược vào. Có người làm như vậy, hiện trường liền mất kiểm soát, ví dụ như Đan Huyền, Lão Trần Huyền, Ngô Huyền Thông. Lão đạo Âu Dương, Huyền Sơn lão đạo cũng lấy linh dược, hoặc là dược hoàn hay linh đan, thậm chí còn cả linh dịch bổ mệnh, đổ tất cả ra cho Triệu Bân. Chậc chậc, các đệ tử ở phía dưới nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi, đó mới là đãi ngộ của đệ nhất tân tông đây sao? Có người yêu thương, thật tuyệt. Triệu Bân lau máu mũi, trong mắt người ngoài, lại là vì thừa dinh dưỡng. Hiện giờ, nhìn lại khuôn mặt đại trà của hắn lại đang nóng bừng, đỏ bừng lên. Cũng không biết là bị sặc hay là vì dược lực quá mạnh, hắn không chỉ chảy máu mũi, mà còn rưng rưng. Nước mắt, thọ nguyên hả, được bù lại rồi. Tuy nhiên, những sợi tóc bạc trắng vẫn không thể trở lại màu đen tuyền ban đầu. Để ta bấm tay tính xem, tình hình này của hắn thì cần phải cho âm dương điều hòa. Lấy một cô vợ là tốt nhất. Gia Cát Huyền Đạo vuốt râu, Lão Trần Huyền sờ cằm, lời vừa nói ra đã thấy có ý nghĩa sâu xa. Nói như vậy, hai nhân tài không đứng đắn này lại nhìn xung quanh một vòng. Các mỹ nữ ở đây, bao gồm cả Vân Yên và Sở Vô Xương, ai cũng được họ liếc một cái, ánh mắt cũng lộ ra ý tứ rõ ràng, còn chưa lấy chồng thì phải nhanh lên, qua cái thôn này rồi thì không còn con hàng cỡ này đâu. Bốp, bốp, tiếng bạt tai vang lên ngay sau đó, giòn tan. Những hậu bối như Sở Vô Xương thì ngại khi sư diệt tổ, nhưng những trưởng lão ngang hàng như Vân Yên và Lạc Hà lại ra tay rất tàn nhẫn. Khuôn mặt già khỏm của hai người nào đó cũng bị đánh cho lệch ngay và luôn. Tránh ra. Khi đám đông đang pha trò, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Triệu Bân nghe thấy thì vô thức liếc sang. Lọt vào trong tầm mắt hắn chính là bốn nhân tài bước lên thang trời, đó chính là Ngô Khởi, Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung, bốn người họ cùng nhau sánh vai, tràn đầy phong cách, bước nào bước ấy đều vang lên tiếng ầm ầm, bọn họ đi thẳng đến cuối thang trời. Sao bọn họ lại tới đây, Tô Vũ quay đầy, vô cùng ngạc nhiên. Chắc là ý của hoàng tộc, Dương Phong ngồi xuống, tiện tay xách ra một vò rượu, hắn ta có nghe được tin vịt,
đều là do phía trên an bài, cử bốn người họ tới Thiên Tông tu hành, để bọn họ bớt làm loạn. Thú vị thật đấy, Tử Viêm ho khan một tiếng, người vừa tới đều có lai lịch không vừa, đều có thù oán với Cơ Ngân, phía trên bảo bốn người bọn họ tới đây, đế đô thì yên tĩnh rồi, nhưng Thiên Tông sẽ náo nhiệt lắm đây. Cùng với tiếng ầm vang, các đệ tử trên thang trời đều tránh ra. Bọn họ không động vào bốn tên yêu nghiệt này được, người thì chỗ dựa là trọng thần trong triều đình, người thì có chỗ dựa là nguyên soái, lai lịch đều khiến người khác kinh hãi. Thế nhưng, trong mắt Triệu Bân, đám người đó là tiền. Chính xác mà nói, trong mắt Triệu Bân thì tất cả mọi người có mặt tại đây đều là tiền. Mẹ từng nói, vì tiền, có thể không cần quan tâm đến võ đức, trong lòng Triệu Bân thầm nghĩ. Mẹ chưa từng nói như vậy, nếu Phù Dung ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ nói như vậy. Mạnh quá! Phía dưới vang lên tiếng sửng sốt. Đám người Ngô Khởi, đúng là có bá khí ầm ầm, từ khi bước lên thang trời không hề dừng lại một bước. Khi nhìn lại thì bốn người đã bước qua bậc 99. Mà không hề cảm thấy chút áp lực. Đối với bọn họ, leo thang trời không hề căng thẳng chút nào. Vẫn là câu nói trước kia, chỉ là đi lướt qua mà thôi. Ôi trời, ta còn tưởng là ai? Đây không phải Cơ Ngân bị bắt sau đợt bắt dâm à? Ngô Khởi có chút không an phận, khi nhìn thấy Triệu Bân, liền lạnh lùng cười, giọng điệu cũng kỳ quái, giống như đã hết chuyện để nói. Bị người khác bắt cóc tống tiền, vậy mà vẫn sống sót trở về, Ngô sư huynh đúng là tấm gương cho đàn ông chúng ta. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cũng tỏ ra như không còn chuyện gì khác ngoài chuyện đó, ăn miếng trả miếng. Triệu Bân vừa dứt lời, không chỉ Ngô Khởi mà Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung bên cạnh đều lộ ra vẻ hung dữ. Họ đều là cá mè một lứa, một kẻ bị đánh, một kẻ bị xét bổ, một kẻ thì bị bắt cóc tống tiền. Đây đều là những vết nhơ bọn họ không thể xóa sạch. Triệu Bân lại không cho là vậy. Đây cũng không thể trách hắn được, là do có người tìm chỗ chút oán hận ấy chứ. Các trưởng lão có mặt đều ho khan, đám danh con này không thể tụ tập với nhau, cứ gặp là muốn quần nhau. Phía trên cử bốn tên này tới đây không phải tu hành, mà là khiến cho Dương Huyền Tông thêm một ngạt. Nhất phi trùng thiên. Ngay khi bầu không khí đang trở nên xấu hổ, đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng sói chu. Tô Vũ bước lên, đáp xuống đất với một tiếng nổ, theo sau là Dương Phong và Vệ Xuyên, cùng lúc đó, Tử Viêm, Viên Miểu, Hoàng Hiết cũng qua ải như mong muốn, đang ho ra đầy máu. Ngay sau đó chính là Thanh Giao, cô ấy đã bị thương nặng. Sau cô ấy, Hòa Đô, Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo và Hán Triều cũng qua ải. Phốc, phốc, có người qua ải, tất nhiên cũng có người thất bại. Rất nhiều đệ tử đã đi được nửa đường là rút lui, không thể tiến thêm được nữa, nếu đi tiếp thì sẽ chết mất. Thang trời của Thiên Tông không phải là trò đùa, người nào không đủ sức mạnh cũng sẽ không đi qua được. Những đệ tử như vậy, càng ngày càng nhiều. Là sư phụ của bọn họ, hắn tất nhiên cũng không khỏi mất mặt. Thế nhưng quy định là như thế, muốn tiến vào nội môn thì phải đi qua thang trời. Phốc, Xích Hiên cũng đi lên, đứng trên bậc thứ 98. Dường như cô ta đã tới cực hạn, khuôn mặt trắng bệch. Có lẽ là vì sức ép quá mạnh, buộc cô ta phải lột xác, huyết mạch lập tức niết bàn. Lúc này, còn có một tia sáng từ trong cơ thể cô ta vụt lên trời, biến thành một hiện tượng kỳ lạ trong không trung, đấy là những đóa hoa rực rỡ, nở khắp bầu trời đêm, khiến rất nhiều người phải ngước mắt nhìn. Vậy cũng được sao, Man Đằng gãi đầu. Tạo hóa ở khắp mọi nơi, Tô Vũ suýt xoa. Xích Hiên hít một hơi thật sâu, vì lột xác đắc đạo, sức mạnh thần bí trong huyết mạch tiềm ẩn bộc phát ra giúp năng lực của cô ta tăng thêm một bậc nữa, đẩy cô ta vượt qua được bước cuối cùng, vượt được ải như ý nguyện. Vân Yên tiến về trước, dùng chân nguyên xoa dịu cơ thể cho cô ta. Cố gắng hết sức thì được rồi, đừng cưỡng cầu. Mục Thanh Hàn khẽ nói, nàng ta đang nhìn xuống Lăng Phi. Trong bốn đệ tử của đỉnh Tử Trúc đã có ba người qua được ải. Chỉ còn một mình Lăng Phi vẫn ở thang trời. Dù có bò cũng phải bò cho lên. Trông Lăng Phi nhỏ con vậy thôi chứ ý chí lại rất kiên định. Không ngờ uy áp đáng sợ đó lại tạo ra cơ duyên cho nó. Nó vốn mang dáng dấp của một đứa trẻ 2, 3 tuổi, giờ đang cao dần lên, đấy cũng là một loại đắc đạo, sức mạnh trong cơ thể cũng được gia tăng thêm. Vậy cũng được à, Man Đằng lại nhích khóe miệng. Vốn dĩ hắn đâu có yếu kém. Dương Phong mỉm cười và nói.
nhất phi trùng thiên. Lăng Phi cũng hét lên, nó đứng bật dậy, tiến lên từng bước, cố gắng vượt qua. Chỉ có điều, sau khi bước qua nấc thang cuối cùng, nó lại quay về với dáng vẻ của một đứa trẻ. Dù có nói thế nào đi nữa thì nó cũng đã vượt qua, có điều Lăng Phi cũng bị thương rất thê thảm. Triệu Bân tiến về trước và cũng xuất chân nguyên, xoa dịu cơ thể cho đồng môn. Sư phụ, có phần thưởng gì không? Lăng Phi mỉm cười. Muốn phần thưởng gì cơ? Chả nhẽ còn muốn sư phụ múa thoát y cho ngươi xem à? Triệu Bân lanh mồm, hồ đồ tiếp lời nhưng khi nói xong thì lại thấy hối hận, hắn cứ cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu Vân Yên nổi đóa thì sẽ không phải là trường hợp nhỏ đâu. Thời hạn 3 canh giờ nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng không dài. Dừng. Bạch Huyền Thạch vừa lên tiếng thì thang trời liền tắt ánh sáng. Sau đó là những tiếng than thở, các đệ tử vẫn còn ở trên cầu thang đều chỉ biết lắc đầu, do năng lực của họ yếu, không thể đi hết được cầu thang trong thời gian quy định, vẫn phải đợi thêm 3 năm nữa. Đi theo ta. Bạch Huyền Thạch vuốt râu, quay đầu bỏ đi. Các đệ tử qua được thang trời đều vội vã theo sau. Nói ra thì thật trùng hợp, những đệ tử qua được cuộc sát hạch này vừa hay đúng 108 người. Kịch hay hết rồi, giải tán đi. Các trưởng lão ở phía sau đều lần lượt rời đi, sắc mặt mỗi người một vẻ, ai có đệ tử vượt qua được thang trời thì đương nhiên là mặt mày sẽ hớn hở, còn ai có đệ tử không qua được cuộc sát hạch thì âu sầu buồn bã. Có người vui, cũng có người buồn. Bên này, bọn Triệu Bân đã vào nội môn. Đều là đệ tử của Thiên Tông nên về cơ bản thì ai cũng đã từng vào nội môn, chỉ có điều, lần này họ vào với thân phận đệ tử chân truyền. Từ khi họ vượt qua được thang trời thì đã là đệ tử nội môn rồi, đến là niềm vinh dự không gì bì được. Đấy là Thiên Long Các, nhận nhiệm vụ thì sẽ đến đó. Có nhìn thấy linh trì đấy không? Mỗi đầu tháng có thể tu luyện bên linh trì. Đây là ngọc tinh thạch, ngồi xếp bằng dưới đất có thể nuôi dưỡng cơ thể. Mặc dù tất cả đều đã biết rồi nhưng Bạch Huyền Thạch vẫn nói hết lại một lượt, vừa đi vừa giới thiệu. Lão ta chỉ lo tự mình nói, không khí phía sau thì khá căng thẳng, chẳng hạn Ngô Khởi và bọn Vệ Xuyên, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Cơ Ngân, ánh mắt đầy ý thù địch, như thể muốn đập hắn ngay tại đó. Triệu Bân không để tâm, chỉ ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Lần nhiều có nhiều đệ tử vượt qua được thang trời vậy à? 1, 2, 3. Đừng đếm nữa, 108 người. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều đệ tử nội môn, những đệ tử đó nhìn thấy bọn họ từ xa là đã liếc mắt nhìn, ai cũng suýt xoa. Từ khi Thiên Tông thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên có nhiều đệ tử trở thành đệ tử chân truyền như thế. Có điều, nghĩ lại thì thấy cũng dễ hiểu thôi, cuộc thi vượt thang trời lần này nhằm vào các đệ tử ngoại môn, hơn nữa, còn là lần này còn là lúc đám yêu nghiệt tụ tập. Đừng nói đến ai khác. Chỉ nói đến Cơ Ngân và Sở Vô Xương thôi, thực lực của hai người họ cũng hơn hẳn so với đám đệ tử nội môn lúc nãy. Còn bọn Ngô Khởi nữa, ai cũng là nhân tài không thể xem thường trong thế hệ trẻ. Không biết đến lúc nào Bạch Huyền Thạch mới rời đi. Trước khi đi, lão ta còn liếc nhìn Cơ Ngân. Đương nhiên Triệu Bân hiểu được ý nghĩa ánh mắt đó, không thể tạo cho lão già này có cơ hội giết hắn được. Nội gián của Vương Triều Đại Nguyên ẩn mình cũng kỹ thật. Nếu như nói chuyện này cho Linh Lung và Dương Huyền Tông thì không biết hai người đó sẽ có biểu hiện thế nào, quản lý cấp cao của Thiên Tông mà cũng không sạch sẽ thì có thể sống yên ổn được mới lạ. Đến nơi rồi. Lăng Phi chạy lúc xúc đến đứng trước một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi đó khá treo leo, người Thiên Tông gọi đó là Đỉnh Thanh Vũ là chỗ ở của các đệ tử nội môn mới, đương nhiên, đấy chỉ là một trong số các ngọn núi thôi, còn có rất nhiều ngọn núi khác nữa. Vì Triệu Bân và bọn Ngô Khởi có thù với nhau nên phải phân chia nơi ở, nếu như tụ chung trên một đỉnh núi thì chắc sẽ đánh nhau cả ngày mất. Ngây ra đó làm gì, đi thôi. Lăng Phi mỉm cười, dẫn đầu bước lên bậc tam cấp. Khá lắm. Bọn Triệu Bân, Mục Thanh Hàn, U Lan, Thanh Giao, Tô Vũ, Dương Phong, Lâm Tà, Từ Đồ Kiếm Nam, Mộ Chiêu Tuyết, Xích Hiên, Man Đằng, Tử Viêm cũng ùn ùn kéo theo. Vật chia theo loài, người chia theo loại, mấy người bọn họ là bạn bè tốt của nhau nên được phân vào cùng một ngọn núi, vậy là tốt nhất rồi. Trên đỉnh núi có rất nhiều trúc. Tận sâu trong rừng trúc là những lầu gác cao, tao nhã và yên tĩnh, là chỗ tuyệt vời để tu luyện,
không hổ là nội môn, cấm chế trên núi cũng nhiều hơn ngoại môn, linh khí cũng đậm đặc hơn, như núi Thanh Vũ này đây thì có rất nhiều linh trì, trong Thiên Tông thì chỉ có nội môn mới được đối xử đặc biệt vậy thôi. Đừng tranh nhau, chỗ này của ta, căn phía đông là của ta đó. Mọi người nhìn xong rồi tự chọn chỗ ở cho mình, khoảng cách của các căn đều không xa lắm, mà khoảng cách cũng không phải là vấn đề lớn, cơ bản là ai cũng có kính viễn vọng, muốn nhìn ai thì chỉ cần lấy ra xem là được. Buổi tối yên lặng chút nha, Tô Vũ vỗ nhẹ Kiếm Nam và nói với vẻ chân thành. Kiếm Nam liếc hắn ta rồi dắt vợ về phòng, xong rồi bày cấm chế khắp nơi để tránh tối có người nhìn lén, có vợ đẹp như thế, hắn ta chịu yên lặng mới lạ. Triệu Bân cũng chọn chỗ cho mình. Ở đâu cũng được, dù gì thì sau này cũng có ngày phải đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mọi người mới ra ngoài, bày một bàn tiệc, không khí rất náo nhiệt. Cơ Ngân, ngày mai ta đợi ngươi ở đài diễn võ. Vẫn chưa nhập tiệc thì đã có tiếng hét lớn truyền đến. Có người khiêu chiến, nghe giọng thì biết đấy là Ngao Diệt xếp thứ tư trong các đám đệ tử nội môn. Lúc ở trong bí phủ, hắn ta đã gặp Triệu Bân, cả Thiên Tông chỉ có hắn ta là ngông cuồng nhất, giờ thì hắn ta cũng đã không an phận. Là Ngao Diệt. Nội môn Thiên Tông dưới ánh trăng vang lên những lời như thế. Ngao Diệt là một con người tàn nhẫn, rất hiếu chiến, có thể xếp hạng thứ tư trong số đệ tử nội môn thì cũng có thể biết tên đó ghét nhất là có người gây chuyện, nhất là cái loại ba gai như Cơ Ngân, ngày đầu tiên vào nội môn, tạm nghỉ ngơi một chút đã. Ngày mai nhất định phải cho tên đó một cái oai phủ đầu. Có trò hay. Đệ tử nội môn cười hơ hớ, bắt đầu thấy nóng lòng rồi. Triệu Bân thì thoải mái, ngoài đại hạ Long Phi ra. Cứ đến. Có người đến đưa tiền cho, thì phải lấy chứ. Cẩn thận một chút, tiểu tử đó rất quỷ dị, Tô Vũ nhắc nhở. Quỷ dị đến mức nào, Kiếm Nam rót một ngụm rượu. Hắn có thể hóa ra hai phân thân. Lực chiến ngang với bản thể, Dương Phong trả lời. Lực chiến ngang với bản thể. Cả Triệu Bân cũng bất giác nhướng mày. Nhất là Triệu Bân, cực kỳ kinh ngạc, hắn đã có một số kiến thức nhất định trong nghiên cứu phân thân chỉ là phân thân mà thôi, lại có thể sở hữu lực chiến sánh ngang với bản thể ư. Thuật phân thân như thế, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Dù thế, cùng lắm cũng chỉ là 3-1, Lâm Tà nói. Đó chỉ là một nửa của câu nói, chẳng cần hắn ta nói hết lời thì người ở đây cũng biết. Nhớ lại trước cổng thành đế đô hôm đó, một mình Triệu Bân đánh cả lũ yêu nghiệt kia, đó là cả nhóm người đấy, nhiều người như thế cũng không thể đánh nổi Cơ Ngân, dù là 3-1 thì Ngao Diệt cũng chẳng đáng phải bận tâm là mấy. Ngao Diệt không chỉ có từng đó, Tô Vũ chậm rãi nói. Còn quân bài tẩy gì nữa ư, Man Đằng cắn một ngụm thịt nướng. Nghe nói hắn ta có một áo giáp cổ xưa, mặc lên người vạn pháp bất xâm, người lên tiếng là Tử Viêm, sư phụ nói áo giáp của hắn ta có liên quan đến tiên, cùng cảnh giới, không ai có thể phá vỡ lớp phòng ngự đó. Thế, mọi người đều nhìn Triệu Bân. Phải đánh thử mới biết được, Triệu Bân cười nhún vai. Vì mai có trận đại chiến nên buổi tiệc rượu nhanh chóng giải tán. Ai về nhà nấy? Màn đêm có gió lạnh thổi qua, không hề yên bình. Luôn có những người kỳ lạ đến đêm lại không chịu ngồi yên, cứ đi khắp nơi. Chẳng hạn như Tô Vũ, dán một lá bùa ẩn thân chạy tới leo cửa sổ phòng người ta, leo phòng ai hả? Tất nhiên là Kiếm Nam với Mộ Chiêu Tuyết rồi, tối nay là đêm đoàn tụ sum vầy, chẳng lẽ không có tiết mục đặc biệt nào ư? À! Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vang lên. Người nào đó bị đánh rồi, chân mới đặt xuống thì đã bị đập cho một gậy. Ta thông minh ghê. Kiếm Nam hà hơi vào cây gậy thép, còn muốn rình coi nữa hả, ảo tưởng hơi nhiều. Mộ Chiêu Tuyết cực kỳ tức giận, vì Tô Đại Thiếu bị đánh ngu người rồi nên cô ta cũng tranh thủ đánh thêm mấy cái nữa, xong chuyện bèn bắt tay giở trò bỉ ổi với Kiếm Nam, lấy hết đống bảo bối trên người Tô Vũ. Đêm hôm đó, trên cây lại có thêm một người. Xuất sư bất lợi. Lần đầu đi rình trộm người ta đã bị đánh rồi. Đẹp. Nhìn Tô Vũ lắc lư theo gió, Dương Phong cười đến là thoải mái. Đâu chỉ mình hắn ta, tất cả mọi người đều thoải mái. Đêm hôm không lo ngủ đi, đáng bị đánh mà. Trong phòng Triệu Bân, dưới ánh nến,
từ ngoài nhìn vào trông hắn giống đang vẽ tranh, thật ra hắn đang vẽ bùa, tranh thủ cất chữ hàng, dùng không hết thì mang đi bán, có thể đổi được kha khá tài nguyên tu luyện. Nghe nói, người vào nội môn rồi. Dường như bên tai có lời nói, là giọng của ma tử, thông qua phân thân của Triệu Bân truyền đến. Tin tức nhanh nhạy thật đấy. Triệu Bân cười nói vừa vẽ bùa. Ngoài ra hắn còn thông qua phân thân quan sát Thành Thiên Thu, nơi này là ban đêm, Thành Thiên Thu lại là ban ngày, người ma gia cũng không nhàn rỗi, đều cực kỳ nhiệt tình, nhìn lại chiếc xe chất đầy xe nỏ kia mà xem, đẹp đến lạ, số lượng lại rất nhiều, oanh tạc điên cuồng, chắc chắn mọi thứ sẽ rầm rộ lắm. Thứ hắn xem nhiều nhất có lẽ là quả trứng vàng. Qua nhiều ngày rồi, trên quả trứng vàng có thêm rất nhiều vết rạn. Theo hắn đoán, không bao lâu nữa trứng sẽ nở, không biết sẽ ấp ra thứ gì. Sau nửa đêm hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Mấy ngày nay thăng cấp quá nhanh, hắn còn chưa kịp ổn định tu vi của mình. Chìm vào tiềm thức, chân mày hắn khẽ nhíu lại, rõ ràng đang tỉnh như lại cứ như đang mơ thấy ác mộng, cứ thấy có người đang theo dõi mình, một đôi mắt lạnh lẽo cứ nhìn chằm chằm khiến cả người lẫn hồn của hắn run lên lẩy bẩy. Hắn từng mở mắt ra vài lần, nhưng không thấy bất kỳ người nào. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lặng lẽ sử dụng tĩnh tâm quyết. Hôm sau, trời vừa mới sáng đã thấy người nội môn bắt đầu di chuyển, tất cả đều tập trung về diễn võ đài, đêm qua Ngao Diệt đã nói sẽ giải quyết hạng nhất Tân Tông, đó chính là một vở kịch hay, Ngao Diệt là người tàn nhẫn, Cơ Ngân cũng không hiền lành gì, trận chiến ở cổng thành đế đô hôm đó đã vang danh khắp đại hạ. Ai yếu ai mạnh đây? Nhân vật chính còn chưa tới thì diễn võ đài đã có rất nhiều người tụ tập, cảnh tượng này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần rồi. Hạng tư nội môn đánh với hạng nhất Tân Tông, có thể lóe ra tia lửa đấy, trận chiến này sẽ phấn khích lắm đây. Đánh chết luôn càng tốt. Có rất nhiều lời nghiến răng nghiến lợi, chẳng hạn như Vệ Xuyên, Hoa Đô, Nghiêm Khang, Viên Miểu, Hoàng Hiết, Ngụy Trượng, bọn họ cũng có mặt từ rất sớm, chọn sẵn chỗ và yên tĩnh chờ, chống mắt lên chờ màn kịch diễn ra. Có đệ tử thì tất nhiên cũng không thể thiếu trưởng lão. Trên dốc sườn mấy ngọn núi nhỏ quanh diễn võ đài có rất nhiều trưởng lão, tay cầm kính viễn vọng xem, nội môn yên tĩnh quá lâu, họ nhàn rỗi phát chán đến mất rồi, yêu nghiệt ngoại môn tiến vào như một tảng đá ném xuống hồ nước, ai thắng ai thua cũng khó mà nói trước được, nhưng chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Đến rồi. Không biết người nào gào to một tiếng, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Ngao Diệt đến rồi, một bộ tử bào bay, đi đường chân không chạm đất. Quanh người hắn ta là linh quang quanh quẩn, khí huyết quái dị cũng như ẩn như hiện, chói mắt nhất chính là gương mặt đó. Kiêu ngạo, trông cực kỳ kiêu ngạo. Với cái dáng vẻ đó thì người nội môn đã quá quen rồi. Tất nhiên cũng có người chưa quen lắm, nhưng bây giờ đều đang nằm trên giường bệnh hết rồi. Cùng với tiếng nổ vang, Ngao Diệt vững vàng đáp xuống, khiến đài chiến đấu cát bụi mịt mù. Hắn ta đâu chỉ có gương mặt kiêu ngạo. Cả thái độ và hành động cũng hống hách không ai bằng, đa số mọi người đều thấy ngứa mắt, nhưng hắn ta lại có cái tư cách để hất mặt lên trời, ngoài Long Phi, Thiên Võ và Tinh Hồn thì ai mà dám chọc hắn ta chứ? 100 vạn, phế hắn. Ngô Khởi cũng tới, lời thốt ra không hề che giấu bất kỳ điều gì. Tử Đô, Tiết Chí, Mộ Dung bên cạnh cũng có ý đó. Xém náo nhiệt thì không chê chuyện lớn. Làm gì dám? Ngao Diệt khẽ nhếch miệng lên. Có tiền hay không cũng chẳng sao cả, hắn ta thích nhất là đánh cho yêu nghiệt tàn phế. Ở Thiên Tông, ngoài ba thứ hạng đầu thì hắn ta thật sự chưa ngán ai bao giờ. Cơ Ngân đến rồi. Vẫn là câu đó, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Bóng người đông nghìn nghịt cực kỳ ăn ý né đi để dành ra một con đường, không chỉ mình Triệu Bân đến mà cả bọn Tô Vũ, Dương Phong, Lâm Tà và Kiếm Nam cũng tới. Đều là quân chi viện của hắn, một lát nữa mà có đấu võ mồm thì họ có thể lên tiếng thay Cơ Ngân, chủ yếu là bọn họ cũng muốn xem thử ai mạnh ai yếu. Huyễn Mộng cũng theo đến. Cô nương đó cực kỳ tùy ý, Ngao Diệt và Cơ Ngân vẫn còn thua kém đôi phần. Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ không dám tới, Ngao Diệt cười nói những lời đó. Ngao sư huynh khiêu chiến thì nào dám vắng mặt, Triệu Bân đi từng bước lên đài chiến đấu. Trong khoảng thời gian đó hắn nhìn Ngao Diệt không chỉ một lần, nhìn mà hai mắt cứ híp lại, đừng thấy tên đó chỉ mặc tử bào,
thật ra dưới tử bào còn có một bộ giáp, nó được hòa vào cơ thể, bảo vệ khí lực vô cùng kín kẽ. Áo giáp thật quái dị, Triệu Bân thầm nói. Hắn đoán có lẽ thuấn thân tuyệt sát rất khó phá được lớp phòng ngự của áo giáp này. Có lẽ đó chính là một trong những nguyên nhân Ngao Diệt tự tin đến thế, có áo giáp ở đây, không sợ thuấn thân tuyệt sát, có thể xếp hạng thứ tư nội môn, quả nhiên không phải người tầm thường, Ngao Đi Ê chính là ví dụ tốt nhất. Có thể thêm phần thưởng vào không, Ngao Diệt cười âm u. Thoải mái, Triệu Bân mỉm cười. Ta muốn thiên lôi của ngươi. Như thế thì cược áo giáp của sư huynh đi. Há miệng to đấy chứ, Ngao Diệt khẽ nhếch khóe miệng. Sao thế, sợ rồi à, Triệu Bân cười nhìn Ngao Diệt. Ta sẽ cho ngươi biết cái gọi là núi cao có núi cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ngao Diệt cười yếu ớt âm u. Dứt lời, khí thế của hắn ta tăng vọt, khí huyết biến hóa kỳ lạ, cuồn cuộn ngập trời. Quái dị là sau lưng Ngao Diệt lại có dị tượng xuất hiện, đệ tử có huyết mạch đặc biệt đều biết đó là gì, chỉ khi huyết mạch được khai thác đến mức tận cùng thì mới xuất hiện dị tượng. Khí chàng thật mạnh mẽ, Lâm Tả nhướng mày. Bàn về khí thế mà nói, Ngao Diệt có thể nghiền nát Sở Vô Xương. Thậm chí, đám Ngô Khởi có mặt ở đây cũng không thể bì nổi. Ầm. Triệu Bân cũng không rơi xuống thế hạ phong, khí huyết mênh mông như biển. Ngao Diệt cười lạnh, bước đi trên đài chiến đấu, khi hắn ta dừng lại thì đã đứng trước mặt Triệu Bân, không một lời vô nghĩa, một ngón tay chọc tới, có thể thấy đầu ngón tay đó có ánh sáng màu tím lóe lên, có lẽ đó là một loại lực huyết mạch, một ngón tay với sức mạnh tuyệt đối, lực xuyên thủng cực kỳ khủng bố. Soạt. Triệu Bân như một tia chớp thoải mái né tránh, một chưởng đánh ra. Ngao Diệt không trốn, chỉ nở nụ cười quái dị. Một chưởng đó đánh vào lưng hắn ta. Tất nhiên hắn ta chẳng hề hấn gì cả. Nhưng Triệu Bân thì lại rên lên một tiếng, đánh Ngao Diệt một chưởng là thật, nhưng lại phải chịu một phản lực, theo hắn nghĩ có lẽ là áo giáp của Ngao Diệt làm, nó không chỉ có sức phòng ngự tuyệt đối mà còn tấn công ngược lại bằng phản lực. Nói trắng ra là, một chưởng của hắn như tự đánh vào người mình. Cảm nhận được chưa? Ngao Diệt nở nụ cười thích ý, hai mắt lóe lên kim quang. Lôi điện chém ra. Triệu Bân không nói gì, một chưởng xóa tan đòn tấn công, cũng mở thiên nhãn để nhìn xuyên qua áo giáp, đúng là quỷ con mẹ nó dị, nếu nó tạo thành phản lực tuyệt đối thì quá là ghê gớm, đánh Ngao Diệt chẳng khác gì đánh bản thân mình. Giam. Ngao Diệt kết ấn, bốn luồng hào quang từ trên trời giang xuống. Có lẽ là thiên khải phong cấm, Triệu Bân từng được thấy pháp thuật phong cấm này, bốn luồng hào quang từ trên trời cắm thẳng xuống đất. Có phù văn bay quanh, tụ thành những sợi xích dài, bốn luồng hào quang cũng biến thành nhà giam. Nhà giam này cũng không hề đơn giản. Đáng sợ đến mức nào? Sấm sét vang dội, ngoài giam cầm ra nó còn ẩn chứa lực cắn nuốt, khí huyết dồi dào của Triệu Bân nhanh chóng bị hóa giải, biến thành chất dinh dưỡng cho thiên khải phong cấm. Phá! Triệu Bân khẽ quát, dùng hộ thể thiên cang để phá. Dưới đài! Vệ Xuyên trông thấy hộ thể thiên cang thì sắc mặt cực kỳ tệ, đó chính là bí thuật bất truyền của Dương Thiên Thế Gia, trong tay người ngoài lại được thi triển lưu loát như thế, sức mạnh của nó còn mạnh hơn nhiều. Cũng có chút võ mèo quào. Ngao Diệt cười khẩy, bước chân như diều gặp gió, lơ lửng giữa không trung. Bọn Lăng Phi tò mò nhìn, tên đó không dùng bùa lơ lửng vẫn có thể bước đi giữa không trung. Trông có vẻ là thiên phú tử huyết mạch. Run rẩy đi. Những lời Ngao Diệt nói như ẩn chứa ma lực có thể làm rối loạn tinh thần. Một tay hắn ta đè xuống, một bàn tay năm ngón khổng lồ nhanh chóng bao trùm nửa đài chiến đấu, trưởng ấn năm ngón còn khắc một loại đồ đằng cổ xưa, giữa những ngón tay có chữ triện xoay vần, trưởng pháp từ trên trời giáng xuống như thế, to lớn khổng lồ, từ dưới nhìn lên chỉ có cảm giác như ngọn núi Thái Sơn đang đè xuống. Phá! Triệu Bân hét lên thật to. Chu Tiên Quyết nghịch thiên đánh tới. Cùng với tiếng ầm vang đó là đại ấn năm ngón tay bị một đòn xuyên thủng. Vẫn chưa hết đâu. Ngao Diệt cười lạnh, đại ấn năm ngón tay nhanh chóng vỡ tan, hóa thành những luồng sáng ngọc từ trên trời rơi xuống, đó không phải là ánh sáng bình thường, nó có lực diệt hóa, khí huyết của Triệu Bân nhanh chóng bị mài hòn hơn một nửa, cả chân nguyên hộ thể cũng bị ánh sáng chiếu loang lổ khắp nơi, có ánh sáng xâm nhập vào thể phách. Hóa thành sát ý làm hại căn cơ của Triệu Bân.
Triệu Bân thầm mắng, cố gắng tiêu diệt hào quang. Cấm. Ngao Diệt lạnh lùng nói, không cho Triệu Bân thời gian để thở dốc. Hắn ta vừa dứt lời thì một sợi dây sắt phù văn quấn quanh từ dưới đất xông lên, khóa tay và chân Triệu Bân lại, phòng ấn biến hóa kỳ ảo, mang theo lực cắn nuốt, khí huyết của Triệu Bân lại bị cắn nuốt mất khá nhiều. Sư huynh quả là đa tài đa nghệ. Triệu Bân hờ hững nói, một chiêu thần long bãi vĩ cắt đứt sợi dây sắt phù văn. Cấm pháp, phá thiên trảm. Đáp lại Triệu Bân là một tiếng gào thét của Ngao Diệt. Hắn dùng lực huyết mạch ngưng tụ thành đao, một nhát chém ra tạo thành đao mang 10 trượng, dù Triệu Bân có tư chất rất cao thì cũng bị chém lảo đảo, đao pháp lăng thiên, có quá nhiều điều kỳ dị, chủ yếu cũng phải xem là ai thực hiện, phá thiên trảm của Ngao Diệt chưa chắc đã mạnh bằng phách thiên trảm của Mặc Đao, nhưng tư chất của hắn ta quá khủng khiếp, một đao chém trời diệt đất. Hạng tư nội môn quả nhiên không phải là hư danh. Mặc Đao cũng có ở đó, lời nói từ tận đáy lòng, nếu là hắn ta chắc sẽ không thể làm gì nổi Cơ Ngân, chiêu thức nằm trong tay Ngao Diệt lại có lực sát thương mạnh mẽ, hắn ta không thể bì nổi. Khi hắn ta đang thì thào thì Triệu Bân lại dùng thiên cang hộ thể, diệt đao mang. Quá yếu. Khóe miệng Ngao Diệt khẽ nhếch, như một bóng ma đánh tới. Triệu Bân không nói gì, nhanh chóng bị đánh văng. Khí huyết đã mai một lại quay cuồng như sóng biển. Ầm. Tiếng gầm rú vang vọng, hai người một đông một tây dùng bí thuật đối kháng, lưỡi đao, bóng kiếm, trưởng ấn. Đánh cùng trời cuối đất, mỗi lần va chạm là một lần lóe lên tia lửa, khiến mắt con người ta nổ đom đóm, ngoài ra còn có những vầng sáng, đó là dư âm của bí thuật, liên tục lan ra khắp nơi, những đệ tử đứng gần có tư chất quá thấp liên tục bị hất văng ra ngoài. Chơi lớn thế, tổn thương nặng nề lắm đấy. Tô Vũ hít một hơi thật sâu, bọn Lâm Tà cũng chẳng khác là mấy. Chẳng trách họ lại như thế, áo giáp của Ngao Diệt cực kỳ quỷ dị, tên đó không hề phòng ngự tí nào, chỉ công không thủ, trúng một đòn của Triệu Bân thì sẽ có phản lực đánh trả, trông có vẻ là Cơ Ngân đánh trúng Ngao Diệt, nói là đối kháng bí thuật, nhưng thực chất là tự mình đánh mình, sau mười mấy hiệp, Ngao Diệt chẳng hề hấn gì, nhưng Cơ Ngân thì cả người đã đầy vết máu, vết thương khắp nơi. Quả là một bộ giáp tốt. Hai mắt Ngô Khởi chợt sáng lên, lóe lên vẻ tham lam. Cũng như hắn ta, Tử Đô, Tiết Chí, Mộ Dung hay thậm chí là cả Vệ Xuyên, Viên Miểu, Hoàng Hiết bên cạnh cũng thế, nếu trước đó họ có được bộ giáp này thì đâu có phải thất bại trong tay Cơ Ngân, thảo nào Ngao Diệt lại kiêu ngạo như thế, đúng là hắn ta có đủ tư cách để kiêu ngạo. Không phải nói nhiều, chỉ mỗi bộ giáp đó thôi là đủ để khiến con người ta phải khó chịu rồi. Cứ đánh thế này, chắc chắn Cơ Ngân sẽ thua. Không phá được giáp thì rất khó thắng Ngao Diệt. Các đệ tử đang xem trận chiến thoáng suy nghĩ, cả các trưởng lão đứng bên ngoài cũng vuốt râu đầy ẩn ý, hạng nhất ngoại môn và hạng tư nội môn, vẫn còn thiếu chút trình độ, một bộ giáp là đủ để quyết định thắng thua, các trưởng lão kiến thức sâu rộng cũng từng nghiên cứu thử, bộ giáp đó quả thật rất kỳ lạ. Nếu ngươi lên, sẽ có bao nhiêu phần thắng? Cách đó không xa có một đỉnh núi nhỏ, Long Phi đang đứng trên đó. Ngoài cô ta ra còn có Sở Vô Xương cũng chạy đến xem cuộc chiến. Chẳng có một phần nào cả. Sở Vô Xương lắc đầu cười, cô ta vẫn tự hiểu lấy mình như thế. Long Phi cũng vậy, nếu không hóa thành cửu vĩ, cô ta cũng không phải là đối thủ của Ngao Diệt. Trong những lời bàn tán ấy, tiếng gầm rú ngày càng lớn. Ngao Diệt không hề đề phòng. Triệu Bân cũng chỉ đánh không thủ, Ngao Diệt có giáp phản lực thì hắn có lực tái sinh, vết thương với cả máu me gì đó hắn đều hồi phục rất nhanh chóng, thứ duy nhất hắn ghê tởm là mình không thể đánh trúng Ngao Diệt, hầu như tất cả sát thương đều bị lớp giáp quỷ dị đó cản lại. Ngao sư huynh khí phách. Đánh chết hắn đi. Cái tên đó mà cũng dám lên mặt với Ngao sư huynh ư. Hự. Đái chiến đấu hừng hực khí thế. Dưới đài cũng mắng mỏ khí thế ngất trời. Có lẽ tất cả quân chi viện của Triệu Bân và đàn em của Ngao Diệt đều chia thành hai phe, cao giọng mắng đến nỗi nước miếng văng tứ tung, thấy hai bên như thế, trông cứ như sắp sắn tay áo lên lao vào nhau vậy, đó là ý nghĩa cho sự tồn tại của bọn họ, đứng dưới đài cũng phải giữ khí thế mới được. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân bị đánh lui. Nói thẳng ra, trông hắn không hề ổn một chút nào. Cực kỳ chật vật. Ngao Diệt thì ngược lại,
chẳng hề hấn gì. Hạng nhất ngoại môn đúng là nực cười. Ngao Diệt nở nụ cười âm u, khóe môi hắn ta chỉ nhếch lên tạo thành độ cong đáng ghét. Triệu Bân xoay cổ tay, nếu đã tự tin như thế, chỉ bằng chúng ta thêm phần thưởng đi. Khóe miệng Ngao Diệt lại nhếch lên, ta muốn, tất cả tài vật trên người ngươi. Dễ thôi. Triệu Bân hờ hững nói, vẫn tùy ý như thế. Áo giáp Ngao Diệt không khó phá, cũng như thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương, chỉ cần lực chiến tuyệt đối áp chế, sức tấn công đủ mạnh, thì một đòn là đủ, thế thì nó còn chẳng có đủ thời gian để tạo phản lực. So với cách đó thì hắn có một cách trực tiếp hơn, để cởi nó ra. Làm nóng người, đến đây là đủ rồi. Lời Ngao Diệt đầy sức mạnh, như một bóng ma đánh tới, nhất chỉ lao đến. Triệu Bân không cử động, thiên nhãn chợt lóe lên thứ ánh sáng huyền dị, dùng ảo thuật. Ngao Diệt bất ngờ không kịp phóng ngự, lập tức trúng chiêu, hai mắt bỗng chốc trở nên trống rỗng. Chính là lúc này. Triệu Bân nhanh chóng lao vụt lên, một tay khóa chặt áo Ngao Diệt. Áo giáp không khó phá, tất nhiên cũng không khó cởi, trước đó đánh mấy chục hiệp, hắn cũng không đánh bừa, hắn đã tìm được chiếc chìa khóa để cởi lớp giáp này ra, đó cũng là một kỹ thuật. Phải thay đổi vị trí thì mới cởi ra được. Huyền cơ của áo giáp, chính là ở lớp áo này. Ma đao không bao giờ chém hụt, chém phát nào chuẩn phát đó. Rơi xuống cho ta. Chỉ nghe thấy một tiếng soạt, áo giáp của Ngao Diệt bị Triệu Bân một tay xé xuống. Khoảnh khắc đó, Ngao Diệt chỉ thấy cả người chợt lạnh. Cũng đúng, bị cởi áo giáp ra rồi thì sao mà không lạnh cho được. Cái tên đó cởi áo của người ta thật là lưu loát, có nghề đấy. Kiếm Nam thổn thức, nói cởi là cởi, không hề dây dưa kéo dài. Sau này mọi người nên cẩn thận một chút. Tô Vũ nói với vẻ chân tình, hắn ta nhìn mấy người Mục Thanh Hàn, U Lan, Xích Hiên và Thanh Giao, ý tứ cũng rất rõ ràng, nhớ trông coi quần áo của mình cho cẩn thận, đặc biệt là áo ngực và đồ lót, đừng sơ ý để ai đó cuỗm đi mất. Tối đến để trong phòng thì thơm hết biết luôn. Tiếng tát tai sau đó vang lên giòn giã. Chọc người đẹp nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không phải ai cũng hài hước như Tô Vũ, phần lớn các đệ tử đều chú ý đến Triệu Bân, nói chính xác hơn là họ đang nhìn áo giáp trên tay Triệu Bân, toàn bộ tỏa ra hào quang màu đen, còn có phù văn cổ khắc bên trên, ánh sáng lung linh chảy xuôi đủ loại màu sắc, đúng là một bộ giáp huyền diệu, đến tên cũng xúc tích cô động, huyền giáp. Thế cũng được á. Các đệ tử bên dưới đều tỏ vẻ khó hiểu, nói cởi là cởi à. Vẻ mặt các đệ tử đều lộ vẻ nặng nề, bọn họ đều từng chứng kiến uy lực của huyền giáp, từng bị đánh đến bật ngửa, từng nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được cách phá giải, sao đến tay Cơ Ngân thì lại nhẹ nhàng như thế. Khá lắm. Triệu Bân cầm huyền giáp nhìn tới nhìn lui. Chiếc áo giáp này thật sự rất khác thường, huyền cơ không chỉ nằm trên cổ áo. Vị trí thay đổi, vì vậy nên, lần này khi hắn cởi từ cổ áo thì có thể lột ra rất nhẹ nhàng, nếu lần sau mà còn chọn vị trí đó nữa thì chưa chắc có thể cởi ra được. Nhưng với hắn mà nói thì chuyện đó không quan trọng, bất kể huyền cơ thay đổi vị trí đến chỗ nào thì cũng không thể thoát khỏi được mắt hắn. Huyễn thuật thiên nhãn lợi hại đấy. Ngao Diệt hừ lên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi. Chiêu này đã khiến hắn ta không kịp trở tay, chúng huyễn thuật thì thôi, áo giáp cũng mất. Điều làm hắn ta ngỡ ngàng không phải những thứ này mà kinh ngạc vì không ngờ Cơ Ngân có thể phá được huyền cơ bí ẩn, nhẹ nhàng cởi áo giáp của mình. Tuyệt, tuyệt lắm. Triệu Bân vẫn còn đang quan sát, càng nhìn càng suýt xoa. Chiếc áo giáp không kỳ lạ, nó dị ở chỗ phù văn trên áo giáp. Đấy là một loại trận pháp cực kỳ cổ. Chỉ có điều, nó được khắc trên áo giáp, khi dùng chân nguyên kích thích thì sẽ có khả năng hút tổn hại và phản lại đòn tấn công. Nguyên liệu đúc ra nó cực kỳ cứng, rất khó phá vỡ nó từ bên ngoài, đúng là tạo hóa hiếm có. Của ta rồi nhé. Hắn nhìn một lúc rồi mặc huyền giáp lên người. Áo giáp rất kỳ lạ, khi được mặc lên người thì lập tức hòa làm một với cơ thể, nhìn từ bên ngoài vào thì không thể nhìn ra được, nó đã ẩn dưới cơ thể, sức mạnh thần bí trên huyền giáp và chân nguyên trong cơ thể đã cộng hưởng với nhau. Vừa vặn nha. Triệu Bân nhìn một lượt rồi nở nụ cười. Các đệ tử đứng xem đều nhếch môi, vậy là thành của ngươi rồi à? Nhìn sang Ngao Diệt, không ngờ hắn ta chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười.
nụ cười của hắn ta đầy vẻ gian tà. Còn Triệu Bân thì cũng cảm thấy có điều không ổn, đúng là huyền giáp rất vừa người nhưng khi hắn mặc lên người thì cứ cảm giác như có gai đâm, còn chưa kịp cởi huyền giáp ra thì các gai sắt đã mọc ra từ trên huyền giáp, chọc thủng cơ thể hắn, trông như đã chọc ra thành cái sàng. SSSS. Các đệ tử bên dưới thấy vậy thì liền hít hơi ngược vào trong. Áo giáp có thể mọc gai không phải chuyện giỡn chơi, Cơ Ngân lúc này là một ví dụ, mặc lên người xong thì hắn đã bị gai sắt đâm thủng thành cái sàng, máu me đầm đìa. Bởi vậy mới nói, không thể tùy tiện mặc huyền giáp được. Cơ Ngân còn đỡ, hắn có khả năng tái sinh, tạm thời không chết được, nếu như đổi lại là bọn họ, nếu họ bị đâm thủng như cái sàng thì sẽ chết tại chỗ ngay, chiếc áo giáp đáng tiền đó chính là một cái bẫy. Ra cho ta. Triệu Bân mắng nhiếc, muốn cởi huyền giáp ra. Khó ở chỗ là nó rất khó cởi, vì có huyền cơ bí ẩn, không thể tìm được vị trí chính xác thì không thể cởi áo giáp ra được. Phải chăng người tạo ra huyền giáp này đã đoán được chuyện này trước nên mới chuẩn bị cấm chế, chủ nhân mặc thì không sao, nhưng nếu như người khác mặc thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý rơi vào bẫy. Vẫn chưa xong. Huyền giáp không chỉ mọc gai, mà còn co lại. Triệu Bân hừm lên một tiếng khó chịu, huyền giáp co lại, siết chặt lấy cơ thể hắn khiến xương cốt kêu lên răng rắc. Trên huyền giáp này còn có cấm chế, chúng lần lượt in khắc lên cơ thể hắn, phong tỏa đan hải, là do hắn quá chủ quan, không chú ý đến cấm chế của huyền giáp nên mới bị mắc bẫy. Cảm giác thoải mái chứ? Ngao Diệt cười nham hiểm, huyền giáp đâu phải thứ ai muốn mặc là mặc được đâu. Triệu Bân không nói gì, hắn vẫn đang vùng vẫy, hắn phải cởi huyền giáp ra. Thế này thì khó rồi. Tô Vũ tằng hắng, Lâm Tà cũng ho khan. Các đệ tử đứng xem thì mỗi người một vẻ mặt, còn bọn Ngô Khởi thì mặt mày ai cũng cực kỳ dữ tợn. Các đệ tử trung lập thì thấy khó chịu vì trông dáng vẻ máu me khắp người của Triệu Bân quá đáng sợ. Kết thúc rồi. Ngao Diệt hét lên lanh lảnh, một ngón tay chĩa ra. Uy lực của chiêu này rất mạnh, dù không thể giết được Triệu Bân nhưng cũng khiến hắn phải tàn phế. Kết thúc con mẹ ngươi ấy. Triệu Bân mắng, tóm lấy vị trí bí ẩn. Một tiếng soạt vang lên, huyền giáp đã được cởi ra. Hắn nhét áo vào nhẫn ma, thứ kỳ lạ thế này thì phải đem ra từ từ nghiên cứu, nếu không phá giải được cấm chế bên trên thì hắn không dám mặc lại nữa. Keng. Đòn tấn công của Ngao Diệt đã đến, mang theo âm thanh của kiếm. Ngay vào phút nguy hiểm, Triệu Bân cố phá cấm chế trong cơ thể, đột ngột giơ tay lên, túm lấy ngón tay của Ngao Diệt, sức mạnh xuyên qua các kẽ tay, bẻ gãy ngón tay của đối thủ, chọt hả, cho ngươi chọt này. Đáng chết, Ngao Diệt hừm lên lạnh lùng. Hắn ta bị bẻ gãy ngón tay thì đánh lại Triệu Bân một trường. Lại một hiệp đấu nữa, hai người đều lùi về sau. Trong lúc lùi về sau, có hai luồng khói xanh bay từ trong cơ thể Ngao Diệt ra rồi lại hóa thành thêm hai Ngao Diệt, dù là ngoại hình hay sức chiến đấu thì đều không có gì khác với bản gốc, đến bọn Lâm Tà nhìn thấy cũng phải chau mày. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thuật phân thân kỳ lạ như thế, đúng là Tô Vũ đã không lừa bọn họ. Tất cả đều là bản thể sao? Triệu Bân lẩm bẩm, ánh mắt hắn cũng đầy vẻ khó hiểu. Dù cho có thiên nhãn nhưng hắn cũng không phân biệt được đâu là phân thân, đâu là bản thể, vậy thì căng thật rồi, vốn dĩ hắn định tấn công hắn ta bằng một đòn tích tắc, khiến hắn ta trọng thương, giờ thì biết đánh tên nào đây? Lột huyền giáp của ta thì có thể đánh bại được ta sao? Ba tên Ngao Diệt đồng thanh nói, tiếng cười lạnh lùng và không cảm xúc. Triệu Bân không trả lời, hắn vẫn còn đang quan sát Ngao Diệt, đây không phải là thuật phân thân không thể nào có khả năng chiến đấu như bản gốc được, chắc đây là một loại bí pháp cổ, không chừng là thiên phú thần thông mà Ngao Diệt được kế thừa trong huyết mạch của mình, nhìn sao cũng thấy lạ. Ba đánh một, đại chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Ba tên Ngao Diệt cười nham hiểm, khí thế đồng thời dâng cao. Tiếp sau đó là một tia sáng màu máu, tên Ngao Diệt thứ nhất bị Triệu Bân dùng kiếm chém đứt đầu bằng thuấn thân, nếu không thể phân biệt được đâu là bản gốc, vậy thì giết một tên trước rồi tính tiếp, dù sao vẫn tốt hơn một đấu ba. Thật không may, giờ chỉ còn lại hai thôi. Triệu Bân mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Không ngờ việc tên Ngao Diệt thứ nhất bị giết chết lại không có chút ảnh hưởng gì đến tên Ngao Diệt thứ hai và thứ ba. Theo Triệu Bân đoán thì bí pháp kỳ quái này của Ngao Diệt có thể chuyển đổi qua lại, tức là, tên nào cũng là bản gốc hết, hơn nữa,
còn không gây ra phản vệ cho nhau, điểm này khác hẳn so với thuật phân thân. Hai đánh một thì vẫn có thể tiêu diệt ngươi như thường. Tên ngao diệt thứ hai hét lên, đâm kiếm qua. Triệu Bân cười lạnh lùng, không lùi về sau mà còn tiến về trước, đỡ đòn tấn công. Nhưng, hắn vẫn chưa kịp xuất chiêu thì đã có cảm giác có một luồng sức mạnh đáng sợ giữ mình lại, là tên ngao diệt thứ ba đã hỗ trợ cho tên thứ hai, một tên tấn công, một tên kiềm chế, kết hợp rất hoàn hảo. Vì bị giữ chặt nên hắn không thể tự do hoạt động được. Dù chỉ trong tích tắc nhưng cũng đủ để tên ngao diệt thứ hai tấn công đến. Ánh sáng màu máu sau đó vô cùng chói mắt, ngực Triệu Bân đã bị kiếm đâm thủng. Kiếm ý của ngao diệt cực kỳ đáng sợ, sau khi vào trong cơ thể hắn thì điên cuồng phá hủy căn cơ của hắn, kinh mạch bị đứt rất nhiều. Cút! Triệu Bân hét lên, tiếng hét cộng hưởng cùng võ hồn. Tên ngao diệt thứ hai hừm lên khó chịu, bị chiêu long ngâm hổ gầm đẩy lùi về sau. Keng! Tên ngao diệt thứ hai lùi lại, ngao diệt thứ ba đã đánh đến. Cảnh tượng tương tự lại xảy ra, chỉ có điều, tên ngao diệt thứ hai và thứ ba đã đổi vị trí cho nhau, một tên tấn công, một kẻ đánh hỗ trợ, Triệu Bân lại bị trói buộc, thanh kiếm đang giơ lên cũng theo đó dừng hẳn lại. Ọc! Huyết quang xuất hiện, trên người Triệu Bân lại có thêm một vết thủng đầy máu nữa. Triệu Bân hừm lên lạnh lùng, trưởng tên ngao diệt thứ ba lộn nhào. Keng! Vẫn chưa kịp thở thì tên ngao diệt thứ hai đã đánh đến. Đòn kiếm bá đạo nhắm thẳng vào giữa hai chân mày Triệu Bân. Cấm! Tên ngao diệt thứ ba lạnh lùng hét lên, dù bị đánh bay lộn nhào nhưng cũng không chịu an phận. Trong lúc bị bay ra xa, hắn ta bấm ấn quyết, thi pháp giữ chặt Triệu Bân một lần nữa, giờ đổi lại là hắn ta hỗ trợ cho tên ngao diệt thứ hai, phù văn xích sắt khóa chặt lấy Triệu Bân. Phối hợp ăn ý đấy! Triệu Bân cười lạnh lùng, dùng thần long bát vĩ cố phá sự trói buộc. Tên ngao diệt thứ hai lúc nãy tấn công đến đã tông trực diện vào và bị văng ra ngay lập tức. Đến lượt ta! Triệu Bân cắm kiếm xuống đất, hắn đang dùng thiên lôi trận. Tức khắc, sàn đấu nứt dần ra từng tấc, lôi điện nối đuôi nhau phóng ra. Trong phạm vi 100 trượng, toàn bộ đều bị tấn công, chiêu tấn công tập thể mà hắn thi triển có sức sát thương cực lớn. Dù ngao diệt có tu vi huyền dương đỉnh cao nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu, chân nguyên hộ thể bị tan vỡ. Hai tên ngao diệt bị chém đến thương tích đầy mình. Không có huyền giáp hộ thể thì khả năng phòng vệ của hắn ta giảm xuống hẳn, nói thẳng ra là không chịu nổi đòn, hai đánh một thì đã sao. Triệu Bân từng khiêu khích cả đám người ở cửa thành đế đô nữa mà, hiện giờ bốn người trong số đó đang đứng xem bên dưới đấy. Hay lắm, hai tên ngao diệt đều cười dữ tợn, sát ý ngút trời. Thiên lôi trận, thiên lôi trận, thiên lôi trận. Đáp lại hai người họ là những tiếng hét liên tục của Triệu Bân, phải có đến mười mấy tiếng thiên lôi trận, cứ như lúc này, ngoài thiên lôi trận ra thì hắn không thể dùng được phép thuật nào khác, cứ ôm một phép thuật, dùng giết không thôi. Chân nguyên không phải vấn đề, hắn có phân thân không ngừng truyền đại địa chân nguyên cho mình, có đại địa linh chú không ngừng hấp thụ đại địa linh lực thì hắn có thể thi triển bất chấp, phép thuật đó có mạnh hay không cũng không sao cả, chủ yếu là số lượng đủ nhiều. Keng, keng. Cảnh tượng trên sàn thi đấu khá đáng sợ. Đập vào mắt toàn là sấm chớp, hết lớp này đến lớp khác, kiếm va vào nhau không chỉ chói tai mà còn rất chói mắt. Hai tên ngao diệt lập tức bị nhấn chìm, không thể đứng vững được nữa, chân nguyên hộ thể đã bị chém nát tan, không thể bảo vệ cơ thể được nữa, hai người bọn hắn lại bị chém bị thương khắp người. Có đan hải sướng thật đấy, Tô Vũ xem mà phải suýt xoa, chậc lưỡi. Không ai ở đó phản bác lại câu nói đó. E là ngoài Cơ Ngân và Long Phi ra thì chẳng ai dám đánh kiểu đó cả, một người có đan hải, chân nguyên dồi dào, một người có cửu vĩ tiên hồ, sức mạnh cuồn cuộn, có thể dùng phép thuật bất chấp, đánh nhau với kiểu người này, nếu không bị đánh tàn phế thì cũng bị phép thuật đần chết. Thiên lôi trận, thiên lôi trận, thiên lôi trận. Trong những tiếng chậc lưỡi, tiếng hét của Triệu Bân chưa từng dừng lại phút nào. Nói thật, kiểu đánh nhau này rất ngông cuồng, ép ngao diệt thi sức bền với hắn. Cho người mệt chết luôn. A! À, hai tên ngao diệt hét lên, bọn họ bị bí thuật quần công đánh đến không chịu nổi, mỗi lúc muốn ra đòn thì lại có sấm chớp ập đến khiến cả hai không thể không dùng đến chân nguyên để bảo vệ cơ thể. Lần nào thi triển chân nguyên hộ thể cũng bị đánh tan, hắn ta không có đan hải, càng không có sức mạnh đại địa, đánh như thế mà không bị kiệt sức mới lạ. Triệu Bân nhìn hắn ta từ xa, ầy, vẫn chưa ngã xuống à? Tiếp nào! Khí huyết của hắn dâng lên,
hắn lại dùng thiên lôi trận. Khí huyết hắn dâng lên, hai tên ngao diệt đó tức khắc thê thảm, sấm chớp đinh tai nhức óc, chói lóa, nổi đom đóm cả hai mắt, đầu óc cứ ù ù lên, hắn ta đánh nhau với các đệ tử cùng vai vế nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu ấm ức như thế, gặp phải một tên không nói võ đức, không biết xấu hổ, cứ muốn thi sức bền với hắn ta. Ta thấy dị dùm cho hắn, các trưởng lão ở xung quanh đều nhếch môi, chắc đây là lần đầu tiên ngao diệt bị một thuật quần công bình thường nhất đánh đến thê thâm như thế. Chắc đa phần hắn ta cũng không thể ngờ cơ ngân lại dùng đến cách đánh này, có vẻ từ khi đánh mất huyền giáp thì ngao diệt đã thua không kịp vuốt mặt. Đánh hay lắm. Kiếm nam nhảy lên, vô cùng phấn khích, đám nhóc bên cạnh cũng rất hăng máu rồi. Đã nói mà, cơ ngân đánh giỏi lắm, không có năng lực thì tốt nhất đừng hẹn đánh nhau với hắn. So với bọn họ, sắc mặt bọn Ngô Khởi thì lại không sao dễ coi cho được, vốn dĩ tưởng đâu là cuộc chiến giành chắc phần thắng. Không ngờ lại bị đánh thê thảm như thế, đệ tử nội môn xếp thứ tư đấy, mẹ nó, không ngờ ngươi lại phản công được. Ngao Diệt hét lớn lên, bất chấp sấm sét, tung lên sàn đấu một trường. Đá vụn bay khắp nơi, một nửa sàn đấu đã bị đánh sập, hắn ta cố phá thiên lôi trận của Triệu Bân, đến Triệu Bân cũng bị chấn động đến mức hừm lên khó chịu và lùi về sau. Lúc hắn nhìn sang Ngao Diệt lại thì mới biết tên đó đã dùng đến một loại cấm pháp. Khí huyết gia tăng, sức chiến đấu cũng tăng cao, dấu phủ văn cổ giữa hai chân mày hiện lên rất rõ. Mở. Triệu Bân thầm hét lên, hắn dùng đến kỳ lân ma hóa, sức chiến đấu cũng tăng lên tối đa. Ngươi đã chọc giận ta rồi. Hai tên Ngao Diệt nghiến răng, mặt mày dữ tợn. Hắn ta vừa mới dứt lời thì bay vút lên trời. Đối với người bình thường, nếu không có bùa lơ lửng, để có thể bay lên không trung được thì chỉ có thiên phú thần thông được kế thừa trong huyết mạch thôi. Man Đằng nhìn thấy cảnh đó thì hai mắt sáng rỡ lên, hắn ta rất có hứng thú với những người biết bay, bay càng cao thì càng đẳng cấp. Ta vừa mới bấm quyết đột, hắn ta sắp dùng đến tuyệt chiêu rồi. Tô Vũ ngẩng lên, hễ là người bay vút lên trời cao thì bước tiếp theo đều sẽ như thế. Những người xem khác cũng ngẩng đầu lên, bao gồm cả bọn Ngô Khởi. Bao gồm cả Long Phi và Sở Vô Xương, và cũng bao gồm cả các trưởng lão bên ngoài, tất cả đều ngước lên, Ngao Diệt có thể trở thành đệ tử nội môn đứng thứ tư thì đương nhiên phải có được vài bản lĩnh. Cấm pháp, âm dương chiếu thế. Tiếng hét to lớn vang lên, tên Ngao Diệt thứ hai giơ một tay bấm ấn quyết, biến ra một mặt trời sáng chói phía sau lưng, Ngao Diệt thứ ba chắp hai tay lại thành chữ thập, biến ra một mặt trăng sáng phía sau lưng. Ánh sáng của mặt trời và mặt trăng cùng chiếu xuống. Bao trùm toàn bộ sàn đấu, mỗi tia sáng đều có khả năng hủy diệt và xuyên thủng cực lớn, những người đứng xem đều lùi hết về sau, đấy mới là đòn tấn công không phân đối tượng đích thực, những ai không đủ năng lực thì tốt hơn nên đứng xa một chút, tránh bị tàn dư sóng bất cẩn chém thành bụi. Thiếu một tên, các đệ tử lẩm bẩm. Ý bọn họ là thiếu một tên Ngao Diệt, nếu như cả ba tên Ngao Diệt đều có mặt thì nhất định có thể biến ra một bầu trời sao. Một bên là mặt trời, một bên là mặt trăng. Còn lại là bầu trời sao, ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và sao kết hợp với nhau mới thật sự bá đạo. Trước đây, tinh hồn người xếp thứ ba cũng suýt bị pháp thuật này đánh cho tàn phế, dù là thiên vũ xếp thứ hai cũng không dám đối đầu trực diện. Thiên vũ không dám nhưng Triệu Bân thì lại dám. Hành động của hắn rất bá đạo, hắn dùng thiên cang hộ thể, là tấm chắn thiên cang có khả năng phòng ngự tuyệt đối, bất cứ thứ gì cũng có thể bắn ngược lại, bao gồm cả ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trăng, tia nào tia nấy chiếu vào cũng đều bị dập tắt hết. Nhưng điểm ngông không nằm ở chỗ đó mà là ở chỗ Triệu Bân có thể duy trì được thiên cang hộ thể, hắn cứ đứng đó, dùng tấm chắn ánh sáng bảo vệ toàn bộ cơ thể mãi như thế. Sao có thể chứ? Vệ Xuyên thấy vậy thì liền tỏ vẻ mặt bất ngờ. Sau khi pháp thuật thiên cang hộ thể được thi triển một lần thì trong thời gian ngắn, hắn không thể dùng lại được nữa nên cần phải tôi luyện cang khí trước mới có thể giữ được tấm chắn thiên cang, nhưng cơ ngân thì hay thật, không ngờ có thể giữ thiên cang không bị gì cả. Trên thực tế, Triệu Bân đã dùng pháp thuật này đến cảnh giới cao nhất. Cang khí của hắn là sức mạnh của đại địa, sau khi tôi luyện thì hoàn toàn có thể dùng đủ. Cách đánh này của hắn vẫn là đọ sức bền, có giỏi thì phá thiên cang đi, nếu không muốn mệt chết. Diệt cho ta, Ngao Diệt hét lớn. Triệu Bân không thua, giữ vững thiên cang hộ thể, ánh sáng bị dập tắt cả một vùng lớn. Ngao Diệt thấy vậy thì lại dùng cấm pháp, gia tăng thêm uy lực.
ngặt nỗi, hắn ta vẫn không thể phá được thiên cang hộ thể. Nói thật, hắn ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi, mặc dù phép âm dương chiếu thế này có sức sát thương mạnh nhưng cũng rất mất sức. Mỗi một giây mặt trời và mặt trăng tồn tại thì sẽ lấy đi một lượng lớn chân nguyên trong cơ thể hắn ta, 3-4 nhịp thở thì không sao, nếu thời gian lâu thì sẽ rất khó chịu. Triệu Bân ở bên dưới đã cất kiếm Long Uyên vào. Hắn tiện tay lấy cây cung lớn màu vàng kim ra. Không sai, là cung bá vương, nghe thôi đã thấy bá đạo rồi. Cung tốt. Người xem nhìn thấy cây cung thì mắt sáng rỡ lên. Các trưởng lão bên ngoài nhìn thấy thì cũng bất giác đứng dậy, đúng thật là một cây cung tốt, đứng từ xa mà cũng có thể nghe thấy tiếng rồng gầm thét, hơi thở của rồng quấn quanh, toát lên cảm giác rất bá đạo. Không ngờ còn có loại binh khí thế này. Bọn Ngô Khởi nhìn thấy thì ánh mắt đầy vẻ tham lam. Bọn họ đều không ngốc, ai cũng biết đấy là hàng tốt. Hắn sắp bắn rồi. Kiếm Nam thốt lên, hắn ta nói không sai, nhưng nghe có vẻ kỳ kỳ. Gào. Triệu Bân kéo cong cung, có tiếng rồng gầm vang lên. Cung là cung bá vương, mũi tên là tên thiên lôi, tiếng ù ù liên tục vang lên, những người đứng xem đều thót tim, thiên lôi kết hợp với cây cung vàng kim đó thì có uy lực rất khủng khiếp, đừng nói ai khác, đến bọn Ngô Khởi cũng phải kiêng dè, không dám cứng rắn đối đầu trực diện. Ù. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tên thiên lôi bay ngược lên trời. Con người ấy à? Đứng cao quá cũng chưa chắc tốt. Ví như Ngao Diệt, đứng trên cao thì lóa mắt nhưng cũng lại là một tấm bia sống đúng nghĩa. Phụt. Huyết quang xuất hiện, tên Ngao Diệt thứ hai bị bắn trúng, đến mặt trời sau lưng hắn ta cũng bị bắn tắt, ánh mắt trời chiếu rọi mặt đất cũng tan biến theo, chỉ còn lại một mặt trăng lơ lửng trên không trung. Không sao, vẫn còn mũi tên thứ hai. Triệu Bân lại kéo cung, đặt tên thiên lôi lên. Mũi tên này còn cứng hơn mũi tên thứ nhất. Ngao Diệt thấy vậy thì vội vã thu mặt trăng lại, dùng bí pháp bảo vệ, tập trung các tấm chắn lại phía trước, ngoài ra, còn có sức mạnh huyết mạch, biến thành một cái chuông lớn, chụp lên toàn bộ cơ thể hắn ta. Đáng tiếc, vẫn không đáng là gì cả. Uy lực của mũi tên thiên lôi sức đáng sợ, đối với nó thì mấy tấm chắn đó chỉ như những tấm giấy trắng mỏng manh, có thể dễ dàng chọc thủng. Chiếc chuông lớn đó giữ được một lúc rồi cũng bị bắn tan. Ọc! Huyết quang chói mắt phát nổ trong hư không. Tên Ngao Diệt cuối cùng cũng bị bắn thủng một lỗ trên người, có lẽ vì bị mất sức quá nhiều và cũng có lẽ vì bị thương quá nặng, hắn ta thở không đều, lảo đảo, lộn nhào từ trên trời xuống. Triệu Bân cất cung bá vương vào, vuốt tay áo, đứng đó khởi động cổ tay. Thấy hắn như thế, các đệ tử ngoại môn chỉ thấy chột dạ. Động tác này chính là động tác điển hình của cơ ngân, chứng tỏ rằng có người sắp bị quật ngã. Người nào đó tất nhiên chỉ Ngao Diệt, còn chưa đợi chạm đất, Triệu Bân đã chạy tới đón hắn ta, túm chặt lấy cổ tay cua toàn thân người này lên, quăng mạnh về phía võ đài. Đùng, binh, đùng. Những tiếng nổ vang lên sau đó cực kỳ vui tai. Xét thấy người đứng thứ tư của nội môn rất giỏi chịu đòn, Triệu Bân tặng cho người này 9 cú quật liên tiếp. Võ đài nát bét, đất đá bay tung tóe. Trái tim nhỏ bé của những người đứng xem đập thình thịch liên hồi, phân biệt được từng nhịp đập. Họ nghe thấy tiếng hộc máu của Ngao Diệt, tiếng xương cốt vỡ vụn, đừng nói đến trải nghiệm, chỉ nghe thôi cũng thấy đau chết cha chết mẹ. Ngao Diệt quỳ rồi. Nói chính xác hơn, hắn ta nằm hẳn rồi, tạo thành một cái hố lớn hình người, máu me be bét. Hắn lặng lẽ nằm ở bên trong, miệng trào máu, cơ thể co giật từng hồi. Người trước nay luôn coi rẻ và khinh thường đòn quật người như hắn ta hôm nay lại được nếm trải đòn đánh này, bán thân bất toại. Hắn ta muốn đánh tiếp, thế nhưng lực bất tòng tâm. Không, không thể nào. Ba chữ này, hắn ta nói với giọng thều thào yếu ớt. Đường đường là một võ tu đạt đỉnh Huyền Dương, xếp thứ tư trong nội môn, thế mà thất bại dưới tay võ tu Huyền Dương tầng 6. Từ khi gia nhập Thiên Tông, từ khi gia nhập nội môn. Đây là lần đầu hắn ta thua thảm bại đến vậy. Cho dù là tinh hồn và thiên vũ cũng không đánh hắn ta bị thương đến mức này. Trận chiến này sẽ trở thành ám ảnh đi theo hắn ta suốt cuộc đời. Hiện trường im phăng phắc. Tất cả khó lòng tin nổi, Ngao Diệt bị đánh bại rồi. Đệ nhất Tân Tông, quả nhiên không phải nói suông.
vài ba giây sau mới nghe thấy tiếng xì xào và chặt lưỡi. Không phải Ngao Diệt không ra gì, mà là cơ ngân quá khủng khiếp, dường như một khi Ngao Diệt mất đi huyền giáp là cục diện đã định đoạt. Dù đánh đơn lẻ cũng thế mà quần ẩu cũng thế, bại đến mơ hồ. Kể từ ngày hôm nay, hắn ta không còn là hạng 4 của nội môn nữa, mà đã biến thành hạng 5 rồi. Phế vật, Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi. Tử Đô, Thiết Chí và Mộ Dung ở bên cạnh, sắc mặt chẳng hề dễ nhìn. Phải biết rằng, họ còn chẳng bằng Ngao Diệt kia kìa. Còn hèn hơn cả Ngao Diệt kia kìa. Khác với bốn người này, đám Tô Vũ cực kỳ hả hê. Từ khi trở thành đệ tử Thiên Tông tới nay, cơ ngân chưa từng thất bại, tất nhiên, bỏ thi đấu thì không tính. Trận đầu tiên trong tỷ thí Tân Tông, hắn từng nhường Mục Thanh Hàn một ván. Trên võ đài, Ngao Diệt đã chết ngất vì vết thương quá nặng. Triệu công tử rất tự giác ngồi thụp xuống, lục lọi một hồi trên cơ thể Ngao Diệt. Nào là ngân phiếu, nào là đồ trang sức, nào là dược hoàn, chỉ cần có thể mang đi được thì hắn không khách sáo. Nhìn bàn tay thoăn thoắt kia là biết hắn từng làm không ít chuyện bắt gà trộm chó, không chỉ các đệ tử, đến cả các trưởng lão vòng ngoài thậm chí Long Phi Đại Hạ và Sở Vô Xương trên đầu mỏm núi cũng phải giật giật khóe miệng. Thế nhưng, không ai ngăn cản. Trận đấu này có quy ước đánh cược. Tất cả vật phẩm trên người bên thua đều thuộc về bên thắng. Cơ ngân thắng rồi, rất nhiên phải thu chiến lợi phẩm về. Không thể phủ nhận, hôm nay có hơi nóng nảy tí. Lúc xuống đài, Triệu Bân nói một câu như vậy, thần thái cực kỳ thâm trầm. Các khán giả cũng lộ ra vẻ trầm lắng, đúng với câu nói kia, hễ kẻ nào lộ ra thái độ đòi đánh nhau với cơ ngân thì không có kẻ nào thê thảm nhất, bởi sẽ có kẻ khác thê thảm hơn. Ngao Diệt trên võ đài chính là một ví dụ điển hình. Chuyện này không trách ta được, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn tự nhận mình không thù không oán với Ngao Diệt, tự hắn ta muốn tìm kích thích. Đi thôi, uống rượu nào, cơ công tử trả tiền. Tô Vũ hô một tiếng, đám đông mới chịu túm tụm rời đi. Đám đệ tử đang hóng chuyện cũng ăn ý nhường ra một con đường. Khá nhiều đệ tử chắp tay nhìn trái ngó phải, dường như đang tìm gì đó. Tìm gì chứ, tìm tinh hồn. Người xếp hạng 4 gục rồi, người xếp hạng 3 chắc hẳn là nên lôi đầu ra chứ. Tiếc rằng, nhìn ngó một vòng cũng không thấy tinh hồn. Người biết chuyện tiết lộ rằng, tinh hồn đang bế quan, nếu không, chắc hẳn hôm nay còn một trận đại chiến nữa. Ngao Diệt hiếu chiến, tinh hồn cũng không phải kẻ yên phận. Ngoại trừ Thiên Vũ và Long Phi ra thì kẻ này khinh thường hết. Hậu đài của cơ ngân rất cứng, nhưng chống lưng của tinh hồn còn cứng hơn. Cậu ta được hồng tước của đại hạ đưa vào Thiên Tông, chỉ riêng quan hệ này đã không ai dám động vào. Đến cả Long Phi cũng phải nhún nhường vài phần. Phế vật! Ngô Khởi và mấy người kia mắng thêm một tiếng rồi phất tay rời đi. Ngày thứ hai vào nội môn đã đánh người xếp hạng thứ tư rồi. Đệ tử hóng chuyện cũng cảm thán và rút lui. Kịch hay hạ màn rồi. Ngao Diệt trên võ đài cũng được các tiểu đệ khiêng xuống, toàn thân nhoe nhoét máu. May mà hắn ta đã ngất xỉu, chứ nếu còn tỉnh chắc sẽ lúng túng vô cùng. Huyền giáp mà hắn ta tự hào nhất bị giành mất, tài vật trên người cũng bị quét sạch. Hắn ta hùng hổ chạy đến rồi rời đi khi bán thân bất toại, là do bản thân tự nghĩ mình giỏi giang, đòi đánh nhau với cơ ngân, tự đào hố chôn sống chính mình. Ở bên này, Triệu Bân và mấy người khác quay về đỉnh Thanh Vũ. Sau khi lên núi, đám đông đóng cửa lại. Xong việc, họ bắt đầu kiểm đếm chiến lợi phẩm. Tài vật lấy được từ chỗ Ngao Diệt được Triệu Bân lôi ra, dù chỉ là một miếng ngọc bội nhỏ cũng là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Bởi nếu là thứ tầm thường thì Ngao Diệt sẽ không đeo trên người, chắc hẳn không ngờ rằng hôm nay sẽ thua. Nếu biết trước, chắc hắn ta sẽ bỏ chúng ở nhà, tránh bị Triệu Bân khoáng sạch. Khá đấy. Triệu Bân xách huyền giáp, bắt đầu nghiên cứu. Đám đông cũng tụ lại, nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải, ví dụ như kiếm nam thỉnh thoảng giơ tay gõ gõ vài cái. Không biết thứ này được đúc từ chất liệu gì, chỉ thấy hoa văn trận pháp và cấm chế của nó cực kỳ huyền diệu. Nếu bán đi không biết bán được bao nhiêu tiền nhỉ. Tên tiểu tử Lăng Phi gảy gảy môi, đôi mắt to tròn sáng quắc lên vì tiền. Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người, bao gồm cả Triệu Bân đều liếc xéo tên kia. Đây là huyền giáp đấy. Thứ này có khả năng phòng ngự tuyệt đối, kèm thêm năng lực phản đòn,
cả Long triều của đại hạ không tìm ra cái thứ hai, có cầu nhưng không có cung, được coi là bảo vật vô giá, thế mà mẹ kiếp nó muốn bán thứ này đi. Nếu không bán thì cũng đâu dùng được chứ. Lăng Phi bĩu môi, tìm một lý do nghe cực kỳ hợp lý. Câu này không sai, trong số những người ở đây, e là ngoài Triệu công tử ra, không còn ai dám mặc thử huyền giáp này. Nếu chạm vào cấm chế, áo giáp sẽ mọc gai nhọn đâm người ta thành cái sàng, đã vậy nó còn co vào, mình đồng da sắt cũng bị nghiến cho thịt nát xương tan. Đến cả Triệu Bân cũng không dám mặc thử một cách lỗ mãng. Hắn có năng lực tái sinh thật, nhưng không thể tự phế bỏ bản thân được. Phải nghiên cứu thêm. Triệu Bân sờ cằm, thứ đáng sợ không phải là huyền giáp mà là trận pháp và cấm chế trên huyền giáp. Nếu lĩnh ngộ 10 là có thể mặc lên người, nếu lĩnh ngộ sâu hơn, hắn cũng có thể tạo ra thứ áo giáp này. Thử nghĩ mà xem, nếu chế tạo huyền giáp với số lượng lớn, ai cũng có một bộ, thế thì ngầu quá còn gì nữa. Khả năng chiến đấu tổng thể sẽ nâng cao một bậc, ngày sau quần ẩu chắc sẽ đã mắt lắm. Không biết đến bao giờ, đám đông mới chịu tản đi, tự mình tu luyện. Triệu Bân cũng quay về lầu gác, tĩnh tâm nghiên cứu. Nơi này thanh tịnh, nhưng bên ngoài lại náo nhiệt. Trận đấu trên võ đài nội môn được lan truyền khắp Thiên Tông, chỉ cần nơi nào có người thì nơi ấy đang bàn tán, đến cả Vân Yên ở ngoại môn nghe xong cũng đành cười gượng. Nhìn đi, đồ đệ của cô ta đi đến đâu là náo nhiệt đến đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên đó thực sự làm cô ta mát mặt. Á! Giữa những tiếng bàn tán còn có tiếng hét xé ruột xé gan đến từ Ngao Diệt, sau khi được đưa về đỉnh núi và cấp cứu một hồi, hắn ta đã tỉnh, không chấp nhận nổi sự thật nên đang gào thét ấy mà. Trông cái miệng hắn ta chúm chím như quả anh đào vậy thôi chứ cổ họng to lắm. Mất tiền tài không quan trọng, mất huyền giáp mới đau lòng. Màn đêm lặng lẽ ập xuống. Trên đỉnh Thanh Vũ, khói sương lượn lờ. Trước bệ bếp, Mục Thanh Hàn, Thanh Giao, U Lan, Xích Hiên, Mộ Chiêu Tuyết đang bận rộn nấu cơm, đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp, mỹ nữ nào cũng lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Đã mắt, Tô Vũ chắp tay cười khà khà. Trên núi có mỹ nữ, nhìn thôi cũng vui lòng. Nghe nói đêm qua ngươi đi nhìn trộm hả, Lâm Tả ý vị thâm trường. Tô Vũ ho khan, một gậy của Kiếm Nam làm đầu hắn ta vẫn còn ong ong đến tận giờ. Nhắc đến Kiếm Nam, lúc này hắn ta đang dậy lại cục đá kia, nói năng đâu ra đấy. Dưa chuột này giòn ghê. Cút. Lãng Phi cũng không ngoan ngoãn, dành tay là vào bếp kiếm chút đồ ăn. Các mỹ nữ tính tình nóng này, cứ cảm thấy nụ cười của tên tiểu tử này rất gian xảo. Vẫn có những người rất đoan chính, ví dụ như Dương Phong, Tiểu Vô Niệm, Tử Viêm, họ đang trụm vào nhau để tu luyện, còn cả tên Triệu Bân nữa, từ sáng sớm đã vào lầu gác, còn bận nghiên cứu chưa ra ngoài kia kìa. Đúng là đỉnh quá. Âm thanh lầm này thỉnh thoảng vang lên trong lầu gác. Nghiên cứu cả một ngày, hắn cũng không nhìn ra được điều gì. Với ngộ tính và thiên phú của hắn mà còn vậy, huống hồ là người khác. Nếu ai đó có thể lĩnh ngộ được huyền cơ bên trong, thế thì đáng gờm quá rồi. Nói tóm lại, bầu không khí trên đỉnh núi vẫn rất hòa hợp. Cao lương mỹ vị nhanh chóng được bày đầy bàn, khung cảnh càng thêm ấm áp. Ngày mai chúng ta có thể tới Thiên Các được rồi. Lăng Phi cười hề hề, đám đông nghe xong hai mắt cũng sáng ngời lên. Chỉ có mình Triệu Bân như thằng nhà quê, bèn dò hỏi, Thiên Các là gì cơ? Thiên Các cũng giống như bí phủ, là nơi tu hành của Thiên Tông. Nghe nói bên trong Thiên Các ẩn giấu một thứ sức mạnh thần bí. Sư phụ của ta nói Thiên Các mới là thánh địa tu luyện. Đám đông mỗi người một câu, nhắc tới Thiên Các là đôi mắt sáng lòe lòe. Thế thì phải đi xem thử, thấy đám đông như thế, Triệu Bân cũng phải mỉm cười. Ô, ăn cơm đấy à? Khi mọi người đang trò chuyện thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Chưa dứt lời đã thấy một ông lão chắp tay sau lưng bước tới. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Ngô Huyền Thông. Trưởng lão, một ngày không gặp, thật là nhớ nhung. Kiếm Nam và Tô Vũ một trái một phải mời Ngô Huyền Thông ngồi vào bàn. Lão già này tuy chỉ thuộc ngoại môn nhưng lại là lãnh đạo cấp cao hàng thật giá thật của Thiên Tông, gặp phải vấn đề gì lớn chắc chắn không thể vắng bóng ông ta được. Đã quen chưa? Ngô Huyền Thông nói rồi xách chén bát ra. Nhìn kia, chạy tới nhà người ta ăn ké cơm, tự giác xách theo đồ của mình nhé. Quen ạ.
Đám đông cười cười, đỉnh Thanh Vũ này rất khá. Ngô Huyền Thông uống một ngụm canh cá, nhìn về phía Triệu Bân, nghe nói, người đánh Ngao Diệt hả? Do hắn gây sự. Triệu Bân ôm chậu cơm của mình, ăn uống rất ngon miệng. Có tiện trả lại huyền giáp của hắn ta không? Ngô Huyền Thông mỉm cười, đây là nguyên nhân ông ta đến đây. Sư phụ của Ngao Diệt mời ông ta đến coi như làm người hòa giải, huyền giáp không phải vật tầm thường, đừng nói tới Ngao Diệt, tới sư phụ của hắn ta cũng xót xa lắm. Không tiện, Triệu Bân lập tức lắc đầu. Đùa chắc, đã tới chỗ ta rồi, còn định đòi về, không có cửa đâu. Không đòi không đâu, Ngô Huyền Thông mỉm cười, giá cả có thể thương lượng. Sư bá đến muộn rồi, ta đã bán rồi, Triệu Bân nhún vai. Bán rồi, Ngô Huyền Thông nhún mày, bán cho ai? Bán cho, Linh Lung sư tổ, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, vốn định nói là bán cho Hồng Uyên của đại hạ. Sợ hù dọa lão già này quá mức nên đổi thành đồ đệ của Hồng Uyên thì tốt hơn. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, tính tình ta không dễ chịu gì đâu, Ngô Huyền Thông lườm Triệu Bân. Ta xin thề, nếu có câu nào nói dối, trời giáng sấm sét, Triệu Bân nghiêm chỉnh nói. Người trên bàn cơm phải nhìn hắn vì câu nói này, người nào đó nói mà không sợ trẹo lưỡi, còn cả gương mặt kia nữa, thậm chí không thèm đỏ lên, mở miệng là nói. Không sợ bị sét đánh thật à? Cầu xin bị sét bổ. Đây chắc chắn sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Bổ đi, đánh chết ta đi. Hắn nhìn Ngô Huyền Thông, ông ta đến cơm cũng không ăn, chỉ vuốt bộ râu một cách đầy ẩn ý. Đã thề độc rồi thì có lẽ tên này cũng không nói dối đâu, có lẽ huyền giáp ở chỗ sư thúc Linh Lung. Nếu vậy thì khó ăn rồi. Sư bá, uống canh đi, Triệu Bân cầm lấy thìa. Không uống nữa, ta no rồi, Ngô Huyền Thông xua tay, đứng dậy rời đi. Nhân lúc trời vẫn còn sớm, ông ta phải đến Phủ Linh Lung một chuyến, để xem có thể lấy được huyền giáp về hay không. Khi ông ta rời đi, tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái cho Triệu Bân, tên này không hề nói thật. Ta thắng rồi, Triệu Bân không đồng ý. Thứ đó đã ở trong hầu bao của hắn thì dù mẹ ruột có tới, cũng không thể làm gì hắn. Cút. Ban đêm, một tiếng chửi rủa vang lên từ Phủ Linh Lung. Tiếng chửi vừa dứt, đã thấy Ngô Huyền Thông bỏ ra ngoài. Ở Thiên Tông, ông ta cao quý cao thượng bao nhiêu, giờ đến Phủ Linh Lung lại chỉ là một sư điệt bé nhỏ, bị sư thúc Linh Lung mắng chửi. Không cho thì thôi, sao còn đánh người hả? Ngô Huyền Thông một tay che mặt, một tay ôm lấy cái eo già nua, bước đi khập khiễng. Mọi người ai cũng nói tính tình của sư thúc Linh Lung không tốt. Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ tính tình không tốt, thậm chí còn có khuynh hướng bạo lực, ông ta còn chưa nói xong, đã bị người kia đuổi ra ngoài, bao nhiêu năm không bị ăn đòn, bây giờ đến Linh Lung, lại bị đánh không chừa cái nào. Trên thực tế, Linh Lung đang tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Người gì mà sống đến 50 tuổi rồi, mà não vẫn giống như bị úng nước thế. Lời từ miệng Cơ Ngân nói ra mà cũng tin được sao? Hát, xì. Khi Triệu Bân trở về phòng, suýt nữa đã hắt hơi. Nửa đêm rồi, cũng không biết ai đang hỏi thăm hắn nữa. Hơn nữa, hình như không chỉ hỏi thăm một lần. Triệu Bân đóng cửa phòng, lấy huyền giáp ra, vuốt ve nó như đang sờ vợ của mình, lần mò từ trong ra ngoài, đây là bảo bối, mặt dày đến đâu cũng phải nghiên cứu thật kỹ, để sau này hắn còn có chỗ giả ngầu. Hắn có thể nhận ra. Đây là điều Nguyệt Thần nói. Hắn cực kỳ chắc chắn về điều này. Đến linh chú đại địa Triệu Bân còn có thể hiểu rõ toàn bộ, huống chi là một bộ áo giáp, bây giờ hắn không nhìn thấu, không có nghĩa sau này hắn không thể hiểu được. Dựa vào thiên phú và sự hiểu biết của hắn, việc hiểu rõ bộ giáp này chỉ là vấn đề thời gian. Sáng sớm, ánh nắng đã tràn ngập Thiên Tông. Sau bữa sáng, mọi người cùng xuống núi. Hôm nay là ngày thứ ba vào trong nội môn. Hôm nay họ phải đến đại điện, trưởng giáo sẽ dạy, không chỉ có bọn họ, đến cả các đệ tử của các đỉnh khác như Sở Vô Xương, Bát Nhã, Mặc Đao, Hàn Tuyết cũng phải đến đại điện. Nhìn kìa, Cơ Ngân đến rồi. Các đệ tử đang tu luyện trên đường mòn trên núi, từ xa đã nhìn thấy họ. Đừng lãng phí thời gian nữa, đi đi. Phát lệnh bài xong, Dương Huyền Tông mỉm cười khoát tay. Các đệ tử đều chắp tay lùi ra ngoài.
chỉ còn một mình Triệu Bân bị gọi lại. Sư bá, có chuyện gì? Triệu Bân thử hỏi. Dương Huyền Tông không nói gì, một tay đặt lên đỉnh đầu Triệu Bân, nhẹ nhàng truyền chân nguyên vào người hắn, nhờ vào khả năng nhìn của mình đi lại trong tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của Triệu Bân. Triệu Bân hừ một tiếng, không thể động đậy. Một lúc lâu sau mới thấy Dương Huyền Tông rút tay lại lẩm bẩm, không có bệnh. Điều này chứng tỏ ông ta đã biết chuyện Triệu Bân nôn ra máu và tuổi thọ bị giảm, Linh Lung cũng từng nhờ ông ta khám bệnh cho Cơ Ngân, trong ngoài gì cũng kiểm tra qua một lần nhưng vẫn không thấy được điều gì bất thường. Nếu thấy sức khỏe có gì không ổn thì cứ đến tìm ta, Dương Huyền Tông cười nói. Vâng, Triệu Bân khẽ cười rồi xoay người rời đi. Dương Huyền Tông ở phía sau vuốt râu, vẫn rất thưởng thức Triệu Bân. Không chỉ ông ta mà sư tổ Hồng Uyên cũng thế, bằng không họ cũng sẽ không tốn nhiều sức lực nâng cao tu vi cho Cơ Ngân, so với Ân Minh, bao gồm cả Hoàng đế, Hoàng phi bên trong cũng mong Cơ Ngân và Long phi kết thành khế ước. Tìm ngươi có việc gì à? Bên ngoài điện, mọi người thấy Triệu Bân bước ra cũng sắp lại gần. Triệu Bân khẽ cười, khám bệnh. Người bị bệnh không nhẹ đâu, mọi người đều đồng thanh nói. Người nào đó không biết đỏ mặt là có vấn đề lớn, đây là bệnh. Phải chữa trị. Nói rồi mọi người mới cùng rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa đã đến một thung lũng. Trong thung lũng cũng có một tòa thành cũng giống như một bí phủ bí mật, trong đó có rất nhiều gác xếp, cũng chính là Thiên Các, là thánh địa tu luyện của Thiên Tông, bí phủ là không thể so sánh, người bước vào cơ bản đều biết. Cửa hàng cũng có trưởng lão ngồi canh giữ, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Lúc bước vào bí phủ, người mà trưởng lão quan tâm nhất vẫn là Triệu Bân. Hậu sinh khảo ý. Đây là nhận định nhất trí của các trưởng lão. Cũng không cần họ nhận định, chiến tích chính là minh chứng tốt nhất. Bước vào thành lại là một cảnh tượng khác, linh khí nồng đậm tinh túy thành một vùng sương mây linh khí, rất nhiều nơi lộng lẫy huy hoàng, sương mù lượn quanh. Linh khí trời đất ở nơi này là thứ thế giới bên ngoài không thể so bì được, ngay cả hoa thơm cỏ lạ mọc trong đó cũng lấp lánh ánh sáng, rất có sức sống của sinh linh. Đến đây mọi người mới tách nhau ra. Triệu Bân liếc nhìn rồi tùy tiện tìm một gác xếp bước vào. Căn phòng được bày trí rất đơn giản, ngoài một cái bàn và ghế đá ra thì còn một tế đàn nhỏ được khắc đủ loại hoa văn, hoặc có thể nói là một loại cấm chế, thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, nó giống một bục đá nhỏ. Đây sẽ là thánh địa tu luyện. Triệu Bân lẩm bẩm, thoạt nhìn không có gì kỳ lạ. Một lát sau, hắn mới bước lên tế đàn nhỏ, ngồi thiền, trên tế đàn có một cái rãnh lõm xuống, là nơi để lệnh bài Thiên Các, lệnh bài là chìa khóa, chỉ có lệnh bài mới có thể khởi động cấm chế của tế đàn. Triệu Bân lấy lệnh bài ra rồi đặt vào đó. Sau đó tế đàn rung chuyển vang lên tiếng ầm ầm. Triệu Bân nhìn thấy rõ đường vân trên tế đàn đều sáng lên bởi lệnh bài, tế đàn nhỏ bằng đá lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, có luồng sức mạnh thần kỳ cuồn cuộn trào từ dưới lên,